Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 99. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh đã qua được nửa chén trà, có vài con chuột thỉnh thoảng bò ngang qua trước mặt đám người Tiêu Phàm, lúc đầu mọi người còn kích động nhưng cuối cùng đều thất vọng. Bây giờ, mỗi lần thấy có chuột nhỏ chạy ngang thì bọn họ đều chết lặng. Đừng nói là Tiếu Thiên Dương, ngay cả Chọc Thiên Hồng cũng có chút hoài nghi. Đám cường giả chiến thần cảnh bọn họ còn không thể ra khỏi mê cung này, những hồn điêu thú tầm tường kia tìm được lối ra sao? Tiêu Phàm, ta nghĩ chúng ta nên tìm cách khác, ta cũng không tin đi hết mê cung này một lần mà còn không thể tìm được lối ra của nó. Xích Vân lão tổ rốt cuộc cũng nhịn không được mà lên tiếng, trong giọng nói mang theo ngữ điệu an ủi. Tiêu Phàm cười, nhẹ nhàng lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng. Mê cung trận này cũng không thể làm khó được ta, nhưng nếu để ta phá giải nó thì phải tốn mấy canh giờ, còn không bằng dựa vào mấy chú chuột nhỏ kia. Phá giải một mê cung trận pháp thì Tiêu Phàm vẫn có tự tin, nhưng dù sao đây cũng là trận pháp do cường giả thiên thần cảnh bố trí, không phải có thể dễ dàng phá giải như vậy. Đám người biết không thể thuyết phục được Tiêu Phàm nên chỉ có thể đứng lặng lặng ở bên cạnh chờ đợi. Lại qua thời gian nửa chén trà, mọi người đã hoàn toàn thất vọng. Công tử, nếu không thì, Chọc Thiên Hồng cũng không nhịn được mà mở miệng. Nhưng mà lời của hắn ta còn chưa kịp nói hết thì Tiêu Phàm đột nhiên duỗi tay, cười nhạt đến rồi. Đám người phóng tầm mắt nhìn lại thì thấy một chú chuột nhỏ bò vào trong lòng bàn tay Tiêu Phàm, chú chuột nhỏ kêu chút chít, chỉ có Tiêu Phàm mới có thể hiểu tiếng kêu này. Lúc này lại có hai con chuột nhỏ bò tới, truyền ý niệm cho Tiêu Phàm không khỏi nhíu mày. Vẻ mặt đám người ngưng trọng. Nhìn dáng vẻ của Tiêu Phàm, những con chuột nhỏ này có lẽ đã thất bại rồi. Có ba lối ra, Tiêu Phàm khẽ nói, một tay nâng cằm, bắt đầu trầm tư. Ba cái lối ra, bọn chúng tìm được tận ba lối ra à? Mọi người kinh dị nhìn Tiêu Phàm, Tiếu Thiên Dương càng thêm khoa trương mà hô ra tiếng, trong giọng nói lộ ra vẻ khó tin. Tiêu Phàm không để ý, vung tay lên, thu hồi hai con chuột nhỏ. Sau đó thả một con xuống đất mang bọn ta đến lối ra đó. Hồn điêu thú chuột nhỏ cứ như nghe hiểu lời Tiêu Phàm, nó nhanh chóng bỏ dọc theo thông đạo. Đám người Tiêu Phàm tập trung bám sát sau lưng chuột nhỏ nhưng chưa được thời gian nửa chén trà thì một cánh cửa đá xuất hiện trước mặt mọi người. Thật sự là lối ra kìa, làm sao nó tìm được, Thanh Phong lão tổ nhìn không nổi phải thốt lên, chuyện này quá khó tin. Những người khác cũng lộ ra vẻ tò mò. Bọn họ thật sự không hiểu làm sao một con chuột nhỏ cấp 1 có thể tìm ra cửa. Mê cung này có thể ngăn cản dò xét linh hồn, chúng ta tất nhiên sẽ không thể tìm được cửa. Tiêu Phàm cười giải thích, nhưng mấy chú chuột nhỏ này lại khác, chúng chỉ có ý thức hoặc nên nói là chỉ có năng lực hành động bình thường. Nhiều chú chuột nhỏ như vậy thì sẽ có một con có thể tìm được lối ra chứ. Ngươi nói đây là dựa vào may mắn hả? Tiếu Thiên Dương trợn tròn mắt hỏi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng còn nhờ vào cái gì nữa? 1000 con chuột tương đương với việc chúng ta đi 1000 lần, như thế tìm một lối ra còn khó sao? Tiêu Phàm khinh bỉ nhìn Tiếu Thiên Dương. Tiếu Thiên Dương nhất thời không thể phản bác được, cho dù Tiêu Phàm dựa vào sự may mắn nhưng có thể trong thời gian một chén trà mà tìm được cửa ra cũng đã là bất phàm. Phải biết rằng trước đó bọn họ đã đi hơn một canh giờ. Không cần Tiêu Phàm lên tiếng, Chọc Thiên Hồng đã chủ động tiến lên. Đẩy cửa đá ra. Tức khắc, một thông đạo âm u, thăm thẳm lọt vào trong mắt mọi người. Tiến vào đi, Tiêu Phàm vung tay lên, một tia sáng bay vào trong thông đạo, hóa thành một con hổ lớn nằm trên mặt đất. Đó chính là hồn điêu thú thần giai do Tiêu Phàm điêu khắc, để nó dò đường thì cũng có thể tránh được nơi nguy hiểm. Tiêu Phàm lấy bản vẽ ra, cẩn thận nhìn một chút rồi không khỏi nhíu mày, phía trước là một biển dung nham, mọi người nhớ cẩn thận một chút. Công tử, chúng ta có nhiều người như vậy còn có gì phải sợ chứ? Tiếu Thiên Dương cười nói, căn bản không coi mối nguy hiểm ở đây ra gì. Tiêu Phàm quay đầu nhìn Tiếu Thiên Dương một chút, híp mắt nói, đúng ha. Người lĩnh ngộ là hỏa diễm áo nghĩa mà. Đến đây, người đi đầu đi. Mặt Tiếu Thiên Dương lập tức biến thành vẻ mặt đau khổ, khẩn cầu Tiêu Phàm, công tử, ta chỉ tiện miệng nói thôi. Mặc dù mặt ngoài Tiếu Thiên Dương có vẻ coi thường sự nguy hiểm của nơi này nhưng trong lòng y hiểu rất rõ nơi này chính là huyệt mộ Tu La Vương, làm sao có thể đơn giản chứ. Tiếu Thiên Dương y cũng mạnh nhưng y cũng rất hiểu rõ năng lực của bản thân.
y mạnh hơn nữa cũng không thể mạnh hơn các đời người kế thừa của núi Tu La được. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, nguy hiểm sắp tới không dễ dàng vượt qua. Lời nam nhân nói ra phải biết giữ lời. Tiêu Phàm trực tiếp đẩy Tiếu Thiên Dương mở đường. Tiếu Thiên Dương rơi vào đường cùng nên chỉ có thể hạ quyết tâm, huống chi trước mặt y còn có một hồn điêu thú mở đường mà, nếu có gì ngoài ý muốn thì y cũng có thể kịp thời phản ứng. Mọi người tiếp tục tiến lên, không lâu sau đó, một làn sóng nhiệt từ thông đạo phía trước ảo tới, vách tường xung quanh thông đạo cũng thay đổi thành một loại nham thạch đỏ bừng, như là muốn đốt lên cả ngọn lửa. Hơn nữa, thông đạo này cũng rộng rãi hơn rất nhiều, trông giống như một cái động rộng rãi. Phía trước đã có thể thấy lờ mờ biển lửa đỏ rực. Không ngờ lại là Xích Viêm Vân Thạch, Trọc Thiên Hồng nhận ra lai lịch của loại nham thạch này, vẻ mặt hắn ta nhìn có chút nghiêm trọng, hắn ta nhìn Tiếu Thiên Dương rồi nói, Tiếu Thiên Dương, ngươi phải cẩn thận một chút, phía trước cũng không yên ổn đâu. Tiếu Thiên Dương nghe xong thì vội vàng ngừng bước, ánh mắt lấy lòng nhìn Trọc Thiên Hồng, tiền bối, Xích Viêm Vân Thạch này là gì vậy? Nó có điểm gì nguy hiểm vậy? Xích Viêm Vân Thạch này là một loại vật liệu luyện chế hồn binh cửu phẩm. Trọc Thiên Hồng giải thích. Vậy đây là đồ tốt mà, sao lại có nguy hiểm chứ? Tiếu Thiên Dương nghi hoặc hỏi. Đám người nhìn nham thạch màu đỏ thẫm chung quanh, trên mặt cũng lộ vẻ kinh ngạc, vật liệu luyện chế hồn binh cửu phẩm lại có khắp nơi ở đây. Lần sau cho người khác nói hết lời đã. Tiêu Phàm trầm giọng nói, trong giọng nói chút tàn khốc, Tiếu Thiên Dương vội ngậm chặt miệng. Y vẫn còn có sự sợ hãi từ trong nội tâm đối với Tiêu Phàm. Tuy Xích Viêm Vân Thạch là một loại vật liệu rèn đúc nhưng nó cũng là một loại hồn thạch, mà còn là hồn thạch đặc thù có chứa hỏa thuộc tính. Trọc Thiên Hồng nói tiếp. Nói trọng điểm đi, Tiêu Phàm hận không thể dùng một cước đá bay Trọc Thiên Hồng, tên này còn thừa nước đục thả câu nữa. Trọc Thiên Hồng cười ha ha, ngữ khí lại lập tức trầm xuống, loại hồn thạch này là loại hồn thú rất thích. Không phải, nói đúng hơn là một loại thần thú rất thích. Thần thú gì? Tiếu Thiên Dương không nghĩ ngợi mà nhanh chóng hỏi, y biết Trọc Thiên Hồng có thực lực, cũng nhìn ra sự kiêng dè trong mắt hắn ta, có thể làm cho hắn ta kiêng kỵ như vậy thì thứ kia không phải là bình thường. Tiếu Thiên Dương vừa dứt lời, Trọc Thiên Hồng còn chưa kịp mở miệng, hồn điêu thú dò đường phía trước đột nhiên nổ tung, ngay sau đó, một cơn sóng lửa cực nóng mãnh liệt lao nhanh tới, khí tức kinh người. Sau một giây, một con quái vật dài hơn mốt trượng, cả người phủ đầy nham thạch nóng chảy màu đỏ thắm xuất hiện ngay vị trí của hồn điêu thú. Toàn thân quái vật đỏ như máu, hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, đôi mắt đỏ tươi như hai cái đèn lồng đỏ lớn, trên đầu còn mọc ra một cặp sừng nhọn. Quái vật kia há mồm cắn một cái lên vách động, một viên Xích Viêm Vân Thạch to lớn đã bị nó nuốt vào trong miệng, phát ra âm thanh keng két. Đây là quái vật gì thế? Mắt Tiếu Thiên Dương hơi đổi sắc, vội vàng triệu hồi chiến hồn, cảnh giác nhìn quái vật đối diện. Y có thể cảm nhận được khí tức nguy hiểm phát ra từ trên thân quái vật kia. Không cần nghĩ cũng biết đây chính là quái vật ăn Xích Viêm Vân Thạch. Đây chính là thần thú ngươi hỏi đấy, Xích Viêm Thạch Ma. Trọc Thiên Hồng híp mắt, đề phòng nhìn quái vật màu đỏ kia. Xích Viêm Thạch Ma, mọi người nhíu mày, tuy hơi căng thẳng nhưng cũng không hề sợ hãi. Dù sao con Xích Viêm Thạch Ma này cũng không phải vô cùng mạnh mà chỉ là thất biến chiến thần mà thôi. Thế nhưng điều mà bọn họ không hiểu chính là vì sao Xích Viêm Thạch Ma lại không hề sợ hãi bọn họ, phải biết rằng người ở đây đều là tu vi cửu biến chiến thần trở lên đó. Rất nhanh, bọn họ đã biết vì sao Xích Viêm Thạch Ma lại không sợ bọn họ. Growl growl, đột nhiên từng tiếng gào thét truyền đến, từng tia chớp màu đỏ rực theo đó mà đến, từ bên dưới cửa thông đạo nhảy lên. Xuất hiện ở trong thông đạo. Một con, hai con. Vẻn vẹn thời gian mấy lần hô hấp, Xích Viêm Thạch Ma đã nhiều đến mấy chục con, trong đó không ít con đều là cảnh giới bát biến chiến thần, cửu biến chiến thần. Chỉ là bởi vì không gian nơi này có hạn nên chỉ có thể chứa từng đó Xích Viêm Thạch Ma mà thôi, ở bên trong biển nham thạch nóng rực cuối thông đạo, bọn họ đã mơ hồ có thể nhìn thấy những bóng dáng chi chít đang nhúc nhích. Khịt. Tiếu Thiên Dương không khỏi hít một ngụm khí lạnh, theo bản năng lùi lại mấy bước liền. Vừa nãy hắn còn chuẩn bị làm một vố lớn, dù sao thì tất cả mọi người đã lĩnh ngộ hỏa diễm áo nghĩa, không có gì phải sợ cả. Huống hồ bản thân hắn còn có nhiều đội hữu như vậy, nếu như ngay cả một con Xích Viêm Thạch Ma cấp bậc thất biến chiến thần cũng không thể giết chết, vậy thì sau này cũng không cần lăn lộn nữa.
Thế nhưng điều mà Tiếu Thiên Dương không thể ngờ tới chính là vậy mà đối phương cũng có đội hữu, hơn nữa còn nhiều hơn đội hữu của hắn rất nhiều, thậm chí là gấp mấy chục, mấy trăm lần bọn họ. Công tử, làm sao bây giờ? Tiếu Thiên Dương hơi hoang mang, thế nhưng bây giờ hắn còn đang đứng ở đầu tiên nữa. Lát nữa những con xích viêm thạch ma kia đều giết qua đây thì Tiếu Thiên Dương hắn chính là người đứng mũi chịu sào đó, một con hai con hắn cũng không sợ, nhưng đám xích viêm thạch ma này chính là hơn mấy ngàn con đấy. Mấy ngàn con cấp bậc chiến thần, trong đó không ít con có cấp bậc chiến thần đỉnh phong, cho dù là cường giả thiên thần bình thường thì phỏng chừng cũng sẽ run rẩy. Vẻ mặt bọn Trọc Thiên Hồng trở nên vô cùng ngưng trọng. Đối mặt với nhiều xích viêm thạch ma như vậy thì cho dù bọn họ có hợp lực lại cũng không phải là đối thủ. Thế nhưng bọn họ phát hiện ra những con xích viêm thạch ma này không hề lại gần, chỉ đứng ở lối ra của hang động, dương nanh múa vuốt đối với bọn họ, dường như đang kiêng kỵ cái gì đó. Chỉ có Tiêu Phàm là còn có thể coi như bình tĩnh, sở dĩ hắn chọn chiếc động này từ ba lối ra của mê động, tất nhiên là có ý đồ riêng của mình. Có được bản vẽ cấu tạo bên trong Tu La Sơn, Tiêu Phàm biết biển dung nham này không đơn giản, nhưng nói một cách tương đối thì nơi này hẳn là nơi dễ đi qua nhất. Nếu như ngay cả bọn họ cũng không đi qua được thì người kế thừa khác muốn từ nơi này đi qua lại càng khó khăn. Thiên địa lao ngục thật sự không đơn giản, vậy mà lại còn có thần thú quần cư, nếu như có thể mang đám xích viêm thạch ma này ra ngoài. Trong lòng Tiêu Phàm nói thầm, nếu như mọi người biết suy nghĩ của Tiêu Phàm thì chắc chắn sẽ kinh hãi không thôi. Thế nhưng Tiêu Phàm cũng biết, đừng nói là mang đám xích viêm thạch ma này ra ngoài, phỏng chừng muốn bọn chúng thần phục thì cũng đã là không thể nào. Hơn nữa những con xích viêm thạch ma này cũng chưa chắc đã có thể rời khỏi huyệt mộ này, nếu như có thể thì bọn chúng cũng đã sớm đi ra rồi. Bất đắc dĩ lắc đầu, Tiêu Phàm đột nhiên đi lên phía trước, đám người thấy thế liền vội vàng theo sát Tiêu Phàm, đề phòng nhìn một đám xích viêm thạch ma kia. Công tử, cẩn thận một chút. Trọc Thiên Hồng bảo vệ bên người Tiêu Phàm, cẩn thận nhắc nhở nói. Dù là Trọc Thiên Hồng không sợ trời không sợ đất thì giờ phút này cũng có chút kinh hồn bạt vía, liền tựa như lúc trước hắn gặp phải Huyền Băng Đao Ma và U Minh Kiếm Cốt Thù, năng lực của hắn không thể làm gì được xích viêm thạch ma. Vừa dứt lời thì trên người Tiêu Phàm đột nhiên bạo phát ra hơi thở cực kỳ điên cuồng, vô tận chiến huyết bỗng sục sôi, một luồng uy áp không thể địch nổi quét về phía xích viêm thạch ma. Xích viêm thạch ma ở đối diện thấy thế thì cả người mạnh mẽ run rẩy, xích viêm thạch ma cách gần đó trực tiếp biến thành từng dòng nham thạch bắn khắp xung quanh. Những xích viêm thạch ma khác ào ào rơi xuống biển nham thạch, cử động trong nháy mắt liền khôi phục lại sự thanh tĩnh. Mấy người Trọc Thiên Hồng cảm nhận được luồng uy áp huyết mạnh dồi dào trên người Tiêu Phàm kia, dồn dập quỳ rạp xuống đất, không ai có thể đứng dậy. Bọn họ ngẩng đầu nhìn về phía bóng lưng Tiêu Phàm. Cảm thấy tấm lưng kia vô cùng rộng lớn, căn bản là không thể vượt qua. Vô tận chiến huyết của Tiêu Phàm tản ra uy áp, tuyệt đối không hề yếu hơn cường giả cảnh giới thiên thần, căn bản là không phải những chiến thần như bọn họ có thể chịu được. Vẻn vẹn một cái chớp mắt, luồng lực huyết mạch trên người Tiêu Phàm kia liền biến mất, sau lưng bọn Trọc Thiên Hồng sớm đã đầm đìa mồ hôi. Nếu như không phải tất cả mọi người đều chân chính cảm nhận được luồng sức mạnh đáng sợ kia thì bọn họ còn tưởng rằng bản thân bị hoa mắt. Mọi người nhìn nhau một cái, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm càng thêm khác lạ, nhất là Thanh Phong Lão Tổ, Xích Vân Lão Tổ cùng với bọn Cổ Ngạn, bọn họ phát hiện ra bản thân vẫn đánh giá quá thấp thực lực của Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không để ý đến bọn họ mà chậm rãi đi đến phía vách đá bên cạnh, sau đó giơ một cánh tay ra đánh vào trên vách đá. Đồng thời kết một chiếc thủ ấn, điểm tại không trung. Ầm ầm, đột nhiên cả hang động bắt đầu chấn động, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, bên rìa hang động bỗng có một chiếc cầu bằng đá được đúc hoàn toàn bằng xích viêm vân thạch nhô ra. Cầu đá không ngừng kéo dài, tựa như một chiếc cầu vồng thần kỳ màu đỏ rực giữa biển nham thạch, bọn họ mơ hồ nhìn thấy ở đầu bên kia của biển nham thạch cũng có một chiếc cầu bằng đá xích viêm vân thạch kéo dài về phía này. Các ngươi chờ ở đây. Tiêu Phàm chỉ để lại một câu rồi tự mình bước lên cầu đá, hắn đứng trên cầu đá không hề nhúc nhích, cơ thể theo cầu đá mà dần dần tiến về phía trung tâm biển nham thạch. Mọi người không biết Tiêu Phàm có ý gì, nhưng giờ phút này đều không chút do dự tuân theo mệnh lệnh của Tiêu Phàm, bọn họ cũng không tự nhận có thể là đối thủ của đám xích viên thạch ma chi chít kia. Chúng ta thật sự đã làm liên lụy đến công tử rồi.
Cổ Ngạn cay đắng cười một tiếng, nếu không phải mang theo bọn họ thì Tiêu Phàm tuyệt đối có thể dễ dàng xông qua cửa này. Giờ ngươi mới biết sao? Tiếu Thiên Dương khinh thường nhìn Cổ Ngạn, lại lập tức nói thêm, thế nhưng trước đó không có các ngươi ngăn cản những người kia thì phỏng chừng công tử cũng đã không thể đi vào. Ngươi cảm thấy, người có thể bất phân thắng bại với Sơn chủ Tu La Sơn sẽ để ý đến việc Tu La Sơn bị phá vỡ quy tắc hay sao? Cổ Ngạn lắc đầu nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đám người gật đầu chấp nhận, cho dù Tiêu Phàm không đến được quảng trường đúng hạn thì lấy thực lực của hắn, muốn đi vào cổ mộ cũng không ai có thể ngăn cản được. Growl, đột nhiên một tiếng giống giận kinh thiên vang vọng không trung, ánh mắt của mọi người trong nháy mắt bị hấp dẫn qua đó, một giây sau, con người đám người liền khẽ run lên. Chỉ thấy trên biển dung nham kia đột nhiên dâng lên sóng dung nham cao mấy trăm trượng. Cùng lúc đó thì một tia sáng rít lên sông về phía Tiêu Phàm, tốc độ cực nhanh, bọn họ đều chỉ có thể bắt được một đạo tàn ảnh. Đồng thời bề mặt biển dung nham cũng bốc lên một cái đầu lâu, tựa như một ngọn núi đá, ánh mắt mang theo ngọn lửa nóng rực gắt gao nhìn chằm chằm vào không trung trên cao, sát khí bắn ra bốn phía. Không cần nghĩ cũng biết, một đòn vừa nãy kia chính là do quái vật này đánh ra. Đó là quái vật gì vậy? Tiếu Thiên Dương kêu lên sợ hãi. Tầng uy thế kia vậy mà lại vượt qua cảnh giới chiến thần đỉnh phong. Xích Viêm Thiên Ma, sắc mặt Chọc Thiên Hồng hơi cứng lại, hít sâu một hơi rồi nói, chẳng trách nơi này lại có nhiều xích viêm thạch ma như vậy, hóa ra đều là nó đang làm dở trò. Xích Viêm Thiên Ma là cảnh giới thiên thần, sắc mặt Kiếm La vô cùng nặng nề mà nói. Không sai, Xích Viêm Thiên Ma chút đi cơ thể bằng đá, biến thành cơ thể máu thịt. Nhưng cường độ cơ thể bằng thịt của nó còn cứng rắn hơn cả tảng đá, hơn nữa hành động càng linh hoạt hơn. Chọc Thiên Hồng gật đầu, không khỏi lo lắng cho Tiêu Phàm. Giờ phút này, tia sáng màu máu kia đã chỉ còn cách Tiêu Phàm mấy trượng, tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Phàm híp mắt, thản nhiên nhìn, đưa tay điểm nhẹ một cái, một đạo kiếm quang bùng nổ, sau đó bạo phát ra mấy đạo kiếm liên tại không trung. Kiếm liên bắn ra vô số kiếm khí. Chém nát tia sáng màu máu kia, hóa thành vô số nham thạch gào thét giữa không trung. Chỉ với chút thực lực ấy đã muốn đối phó với ta, thế nhưng vẫn còn chưa đủ đâu. Tiêu Phàm lắc nhẹ đầu nói, thế nhưng trong mắt lại nhìn chằm chằm vào nơi sâu của biển dung nham. Sức mạnh hiện tại của Tiêu Phàm, nếu ứng phó hết sức thì đối chiến với thiên thần bình thường cũng không thành vấn đề, dù sao thì hắn cũng đã đột phá đến cảnh giới chiến thần đỉnh phong. Bất kể là nhục thân, linh hồn hay là huyết mạch thì đều là người xuất sắc so với người cùng cấp, có thể chiến đấu vượt cấp cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Huống hồ, huyết mạch và linh hồn của hắn đều có thể ngăn cản sức ép của cảnh giới thiên thần, bằng vào điểm này thì Tiêu Phàm đã không phải sợ hãi cảnh giới thiên thần tiền kỳ rồi. Tàn ảnh bị Tiêu Phàm chém chết kia, xích viêm thạch ma xung quanh cũng bắt đầu trở nên vô cùng cuồng bạo. Growl, growl, từng tiếng gầm giận dữ vang lên từ bốn phương tám hướng. Cả mảnh không gian đều bắt đầu triệt để điên cuồng lên, nếu không phải nơi này có trận pháp gia cố thì phỏng chừng sớm đã bắt đầu sụp đổ rồi. Ngay sau đó, chỉ thấy vô số xích viêm thạch ma không muốn sống mà bay lên từ trên biển dung nham, không, nói đúng hơn thì không phải bay lên mà là nhảy lên rất cao. Với tố chất cơ thể của cảnh giới chiến thần, nhảy lên hàng trăm hàng ngàn trượng cũng tất nhiên không phải là chuyện quá khó khăn. Công tử cẩn thận! Chọc Thiên Hồng và bọn Tiếu Thiên Dương không khỏi toát mồ hôi thay Tiêu Phàm. Ở đây thế nhưng lại có một luồng sức mạnh đáng sợ áp chế bọn họ, ai cũng không thể phi hành, nếu Tiêu Phàm bị xích viêm thạch ma kia công kích, đến lúc đó rơi vào bên trong biển dung nham thì phiền phức rồi. Dù sao thì vừa nãy con xích viêm thiên ma kia đã ẩn nấp ở trong biển dung nham, chỉ cần Tiêu Phàm rơi vào trong đó thì nó tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm híp mắt, mở tay ra. Tu La Kiếm bỗng nhiên xuất hiện trong tay, hắn nhẹ nhàng múa Tu La Kiếm trong tay, kiếm khí vô cùng vô tận lấy hắn làm trung tâm mà bạo phát ra. Kỳ lạ là lúc kiếm khí chém trên cầu đá xích viêm vân thạch kia thì điều kỳ quái lại xảy ra, tựa hồ chiếc cầu đá này căn bản không hề tồn tại. Động tác rút kiếm của Tiêu Phàm vô cùng uyển chuyển, tựa như một kiếm khách siêu phàm nhập thánh, kiếm khí quanh thân dày đặc, ngăn cản tất cả xích viêm thạch ma ở bên ngoài. Kiếm khí cực kỳ sắc bén, từng con xích viêm thạch ma bị kiếm khí chém chết đều hóa thành một cơn mưa nham thạch rơi xuống. Từ đầu đến cuối,
Tiêu Phàm đều đứng tại chỗ không hề nhúc nhích, tựa như căn bản không hề xem những xích viêm thạch ma này là đối thủ. Bọn Chọc Thiên Hồng sớm đã nhìn đến choáng váng, kiếm khí của Tiêu Phàm kia, quả thật chính là kín không kẽ hở, những con xích viêm thạch ma kia đừng nói là giết Tiêu Phàm, phỏng chừng ngay cả tới gần hắn cũng đều rất khó. Chỉ có điều nếu tiếp tục như vậy thì thần lực của Tiêu Phàm quả thực chưa chắc đã có thể kiên trì được bao lâu, dù sao thì những con xích viêm thạch ma này quá nhiều. Mặt khác, bên trong biển dung nham còn ẩn giấu một con xích viêm thiên ma đang giữ sức chờ đợi nữa. Đi, chúng ta đi giúp công tử. Chọc Thiên Hồng ngưng trọng nói, tiếp tục như vậy thì cho dù xích viêm thạch ma không thể giết chết Tiêu Phàm thì cũng sẽ làm Tiêu Phàm hao dần sức lực đến chết. Đám người nhìn nhau, cuối cùng gật nhẹ đầu, tới tấp đi về phía trên cầu đá, Chọc Thiên Hồng đi đầu tiên, từng chiếc xúc tu mạnh mẽ xông đến, trong nháy mắt liền đâm xuyên cơ thể của mấy con xích viêm thạch ma. Hửm, lông mày Chọc Thiên Hồng nhíu lại, kinh ngạc nói, sao lại không có thần lực chi tinh? Hơn nữa ngay cả mệnh cách cũng không có. Dù sao xích viêm thạch ma cũng là thần thú, sau khi bị giết chết thì chắc chắn sẽ có thần lực chi tinh, cho dù là không có thần lực chi tinh thì dù gì cũng phải có mệnh cách mới đúng. Những xích viêm thạch ma này không phải là thật, Chọc Thiên Hồng nháy mắt liền hiểu ra, nghe đồn xích viêm thiên ma có thể biến ra vô số thạch ma, xem ra là thật. Ngươi nói những xích viêm thạch ma này đều là xích viêm thiên ma kia biến ra rồi khống chế. Tiếu Thiên Dương cũng kêu lên kỳ quái. Không chỉ có như vậy, ta còn cảm giác được con xích viêm thiên ma này nắm trong tay một loại sức mạnh kỳ lạ, bởi vì những thạch ma này cũng không phải chỉ đơn giản là biến hóa ra, bọn chúng còn có được thân thể bằng đá chân chính. Sắc mặt Chọc Thiên Hồng trầm xuống nói. Đã nói các ngươi đừng tới đây, không nghe thấy sao? Lúc này nơi xa truyền đến tiếng quát nhẹ của Tiêu Phàm. Công tử, chúng ta giảm bớt chút gánh nặng giúp ngươi. Tiếu Thiên Dương nói. Tiêu Phàm nghe vậy liền nhíu mày, cuối cùng không nói gì thêm nữa, Chọc Thiên Hồng và bọn Tiếu Thiên Dương biết rõ là nguy hiểm còn muốn giúp đỡ hắn, trong lòng cũng có chút ấm áp. Có lẽ để bọn họ rèn luyện một phen cũng là chuyện tốt. Trong lòng Tiêu Phàm trầm ngâm nói thầm, hắn không nghi ngờ thiên phú của Tiếu Thiên Dương, người có thể được Tiếu Thương Sinh coi trọng thì chắc chắn không thể nào yếu được. Cũng giống như vậy, Chọc Thiên Hồng, Chiến La, Kiếm La, Sở Khinh Cuồng, Thanh Phong Lão Tổ và Xích Vân Lão Tổ cũng thế, thiên phú của bọn họ cũng rất mạnh. Chờ chuyện ở đây có chấm dứt, hắn còn muốn lập tức rời khỏi thiên địa lao ngục, tiến về chiến hồn đại lục nữa, nếu như có thể mang hết những người này ra ngoài thì lực lượng của Tu La Điện lại có thể tăng thêm một tầng. Nghĩ đến đây thì Tiêu Phàm không tiếp tục kêu bọn họ lùi lại nữa, Tu La Điện muốn lớn mạnh thì không chỉ là một mình hắn mạnh mẽ mà đôi khi cũng nhất định phải có sự hy sinh cần thiết. Tu La Điện muốn vượt qua bộ lạc huyết ma và chiến thần điện, cùng với truyền thừa điện thì nhất định phải bỏ ra gấp mấy lần gian khổ và trả giá. Thời gian chậm rãi trôi qua, số lượng những xích viêm thạch ma này quá nhiều, tựa như hoàn toàn không thể giết hết, bọn Chọc Thiên Hồng cũng đã hoặc nhiều hoặc ít có một vài vết thương. Thuộc hạ của Cổ Ngạn càng là chết mất hai người, Chọc Thiên Hồng và Tiếu Thiên Dương vì cứu hai người kia mà suýt chút nữa cũng bị xích viêm thạch ma xé rách lồng ngực. Thế nhưng đám người Cổ Ngạn cũng không hề lùi lại, ngay cả Tiêu Phàm để bọn họ lùi ra phía sau cũng từ chối, ngược lại bọn Cổ Ngạn càng giết đến hung ác. Tiêu Phàm không khỏi âm thầm gật đầu, phỏng chừng Cổ Nhược Trần bồi dưỡng những người này cũng đã phải bỏ ra cái giá rất lớn, 13 người bây giờ lại chỉ còn lại 4 người, trong lòng hắn ít nhiều cũng hơi áy náy. Điều khiến cho Tiêu Phàm vui mừng chính là dường như mọi người đều đang xảy ra một loại lột xác bên trong quá trình giết chóc. Đúng là tu vi không thay đổi quá nhiều thế nhưng thực lực lại đang vững vàng tăng lên. Một lúc lâu sau, khắp người bọn Chọc Thiên Hồng đều là vết thương, cuối cùng cũng không chịu nổi công kích của xích viêm thạch ma mà dồn dập lùi về bên trong hang động. Song xích viêm thạch ma bên trong biển dung nham lại dường như cũng không hề giảm bớt, hơn nữa còn đang điên cuồng công kích vào Tiêu Phàm. Hơn một canh giờ tiếp theo, cảm giác những đường kiếm đối với xích viêm thạch ma của hắn đã không thể giúp đỡ cho hắn được bao nhiêu nữa thì Tiêu Phàm lập tức lại đổi Tu La kiếm thành đồ thần đao. Mấy người Chọc Thiên Hồng thấy thế thì khóe miệng hơi co rút, lúc này bọn họ mới hiểu được hóa ra Tiêu Phàm chẳng những không sợ bị những xích viêm thạch ma tiêu hao sức lực, mà còn đang dùng những con xích viêm thạch ma này để mài kiếm và đao. Rơi vào đường cùng, đám người chỉ có thể thầm mắng Tiêu Phàm biến thái, 4 người Cổ Ngạn nhìn nhau. Vẻ mặt mỗi người đều khác nhau,
bọn họ tất nhiên thương tiếc cho đồng đội đã chết đi, nhưng bọn họ cũng biết, muốn mạnh lên thì phải không ngừng tôi luyện. Lại qua thêm một canh giờ nữa, Tiêu Phàm thu đồ thần đao lại, lắc đầu nói, vẫn không thể khiến cho ta lĩnh ngộ 10 thành sát lục áo nghĩa. Nghĩ đến đây thì Tiêu Phàm đột nhiên vươn một ngón tay ra, vậy mà một vòng xoáy màu đen lại bùng nổ trên người hắn, hóa thành một vòng xoáy màu đen to lớn nghiền ép bốn phía. Bỗng nhiên ở nơi xa hiện lên biển dung nham màu đỏ biến thành màu đen, tất cả tia sáng đều bị cắn nuốt. Đây là thần thông, Trọc Thiên Hồng kinh hãi kêu lên, thần thông đó, cho dù là cảnh giới thiên thần thì cũng chỉ có những tuyệt thế thiên tài mới có thể lĩnh ngộ được. Tiêu Phàm chỉ ở cảnh giới chiến thần mà thôi, vậy mà hắn đã có thể lĩnh ngộ rồi. Dù là ở thượng giới thì công tử cũng tuyệt đối có thể xem như là thiên tài số 1 số 2, không hề yếu hơn những thiên tài của dòng chính đại tông môn hay đại gia tộc. Trọc Thiên Hồng cảm thán trong lòng mà nói. Ngự, Tiêu Phàm quát nhẹ một tiếng, lốc xoáy màu đen bao phủ toàn bộ biển dung nham, tất cả xích viêm thạch ma tới gần đều bị giết không còn một mống. Thế nhưng đây vẫn chỉ mới là bắt đầu, lốc xoáy màu đen mở rộng cực nhanh, tất cả nham thạch bên trong biển dung nham đều bị che mờ. Trong nháy mắt, một con quái thú nham thạch xông ra từ biển nham thạch, sức mạnh ngự thần thông không ngừng mài mòn xích viêm thiên ma. Nếu đã không thể lĩnh ngộ 10 thành sát lục áo nghĩa thì Tiêu Phàm cũng không muốn lãng phí thời gian và sức lực, trực tiếp giết chết nó. Gào, xích viêm thiên ma giận dữ gầm lên một tiếng, vươn cự chảo đánh về phía Tiêu Phàm, tốc độ nhanh chóng mãnh liệt, khí thế kinh người. Tiêu Phàm lắc đầu, khí thế của con xích viêm thiên ma yếu hơn huyết linh minh côn nhiều, hơn nữa còn không thể phát huy ra thực lực chân chính. Với sức mạnh của hắn bây giờ, muốn giết nó thì cũng không quá khó. Một giây sau, cơ thể Tiêu Phàm đột nhiên biến mất ở chỗ cũ, lúc xuất hiện lần nữa thì đã ở trên đỉnh đầu xích viêm thiên ma, Tu La kiếm giải phong đệ tứ trùng, bay lên không trung chém xuống một kiếm. Tiếng ầm ầm không ngừng bên tai, vẻn vẹn trong nháy mắt, xích viêm thiên ma đã bị Tiêu Phàm một kiếm chém chết, một đạo linh hồn gào thét xông ra muốn bỏ chạy. Không thể không nói rằng chỉ với một điểm này thì xích viêm thiên ma đã thông minh hơn huyết linh minh côn rất nhiều, biết sự khủng bố của Tiêu Phàm thì cũng không chọn công kích linh hồn Tiêu Phàm. Đáng tiếc là sao Tiêu Phàm lại có thể buông tha cho nó chứ, xích viêm thiên ma bị thần vô tận giam giữ ở chỗ này cũng bởi vì con xích viêm thiên ma này đã từng là tội nhân của chiến hồn đại lục. Đối với loại người như vậy thì Tiêu Phàm sẽ không nhẹ tay, cho dù là suy nghĩ muốn nó thần phục cũng không có. Ý niệm vừa động thì tỏa hồn châu vậy mà lại xuất hiện, từng tia huyết quang trôi nổi bay ra, bao phủ lấy linh hồn của xích viêm thiên ma, cùng lúc đó, hắn vươn một ngón tay ra, một cái lốc xoáy theo chiều kim đồng hồ trực tiếp nuốt linh hồn của xích viêm thiên ma xuống. Linh hồn xích viêm thiên ma vừa mới xuất hiện ở bên trong thần cung thì linh hồn bản thể của Tiêu Phàm liền biến thành thí thần thú, nuốt luôn linh hồn của xích viêm thiên ma vào. Tiêu Phàm tất nhiên sẽ không lãng phí sức mạnh linh hồn dồi dào như vậy, ngay sau đó thì sức mạnh cuồn cuộn trên linh hồn tỏa ra từ Tiêu Phàm. Nếu đổi lại người khác, cắn nuốt sức mạnh linh hồn dồi dào như vậy thì phỏng chừng sớm đã nổ tung rồi. Nhưng Tiêu Phàm lại vẫn vô cùng bình tĩnh như trước, hắn chỉ cảm thấy sức mạnh linh hồn đã tăng lên vô số, nhưng vẫn không có dấu hiệu đột phá cảnh giới thiên thần. Tiêu Phàm cau mày. Chẳng lẽ tu vi của bản thân không đột phá cảnh giới thiên thần thì linh hồn trước sau cũng không thể bước qua một bước này. Lần trước linh hồn của hắn cắn nuốt vô số áo nghĩa thần ngư, linh hồn lực đã tới rất gần cảnh giới thiên thần, theo lẽ thường thì lần này hẳn là có thể đột phá rồi mà. Thế nhưng bây giờ lại vẫn còn dừng lại tại cảnh giới chiến thần đỉnh phong như trước, trong lòng Tiêu Phàm vô cùng thất vọng. Vô tận chiến điển huyền diệu hơn thiên thư rất nhiều. Nhưng vẫn không thể khiến cho ta bước qua một bước này, chẳng lẽ nhất định phải cần mệnh cách sao? Trong lòng Tiêu Phàm nghĩ thầm. Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng chỉ một loại khả năng này khiến cho hắn không thể đột phá, hắn không có mệnh cách, không thể gánh vác sức mạnh của cảnh giới thiên thần. Chỉ là lại phải làm như thế nào mới có được mệnh cách đây? Mối nghi hoặc này đã vây khốn Tiêu Phàm nhiều năm. Không đúng, nhục thể của ta cũng đã không yếu hơn cảnh giới thiên thần. Nếu nói còn có một chỗ thiếu hụt thì đó chính là tu la áo nghĩa chưa đột phá 10 thành, có lẽ sau khi ta lĩnh ngộ 10 thành tu la áo nghĩa liền có thể đột phá cảnh giới thiên thần. Trong lòng Tiêu Phàm âm thầm nghĩ, cho dù ở cảnh giới hiện tại thì hắn cũng cực kỳ khát vọng thực lực, nếu như có thể đột phá cảnh giới thiên thần,
dù là gặp phải đám người Tiêu Thần Võ và Dạ Cửu U thì Tiêu Phàm cũng có thể không hề sợ hãi. Đáng tiếc là hắn bây giờ đừng nói tu vi, ngay cả linh hồn muốn bước qua một bước này cũng vô cùng khó khăn. Thật lâu sau, Tiêu Phàm thu tâm thần lại, mặc kệ linh hồn tiếp tục luyện hóa sức mạnh của Xích Viêm Thiên Ma. Hắn bây giờ đúng là không thể làm cho linh hồn đột phá cảnh giới thiên thần, nhưng cũng có thể khiến cho linh hồn lực tới rất gần với cảnh giới thiên thần thì đây cũng là chuyện tốt. Tiêu Phàm chậm rãi thu lại sức mạnh ngự thần thông, bóng tối bốn phía dần dần biến mất, luồng sức mạnh khiến cho người khác sợ hãi kia cũng từ từ mất đi. Hừ, tâm thần Tiêu Phàm rơi vào trong khoảng không cách đó không xa, ở nơi đó có một viên tinh thể đỏ rực đang trôi nổi, tinh thể đỏ rực như máu, ngọn lửa cực kỳ đẹp đẽ. Thân hình Tiêu Phàm lóe lên, trong nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh tinh thể màu đỏ, một tay nâng tinh thể ngọn lửa màu máu, không kìm được mà híp mắt. Hắn có thể cảm nhận được sức mạnh mang tính chất bạo nổ ẩn chứa trong tinh thể ngọn lửa màu máu, không biết mạnh hơn cường giả cảnh giới chiến thần đỉnh phong bao nhiêu lần, hoàn toàn không phải cùng một đẳng cấp. Thần cách, trong đầu Tiêu Phàm nháy mắt lóe lên hai chữ, tu sĩ đột phá cảnh giới thiên thần, mệnh cách sẽ dung hợp cùng thần lực chi tinh thành một thể, cô đọng lại thành thần cách trong truyền thuyết. Thần cách chính là bản nguyên tồn tại của cường giả thiên thần cảnh. Cường giả chiến thần cảnh luyện hóa viên thần cách này thì cực kỳ có khả năng đạt tới cảnh giới chủ nhân trước của thần cách. Ở phương diện này, tác dụng của thần cách giống với thần lực chi tinh, chỉ có điều bên trong thần cách vẫn còn ẩn chứa mệnh nguyên đặc biệt của mệnh cách, đây là điều mà thần lực chi tinh không thể nào so sánh được. Công tử, ngay khi Tiêu Phàm nghĩ nên xử lý viên đá màu máu như thế nào thì ở nơi xa thân ảnh của bọn Trọc Thiên Hồng đang tới gần lần nữa. Trước đó mấy người hết sức kinh ngạc trước thực lực khủng bố của Tiêu Phàm, thật lâu mới hồi phục lại tinh thần. Khi bọn họ nhìn thấy biển lửa ban đầu trong nháy mắt biến thành một cái hố đen thật thì tất cả mọi người đều hút một ngụm khí lạnh. Uy lực bậc này, đừng nói là chiến thần cảnh, ngay cả thiên thần cảnh bình thường cũng chưa chắc đã có thể chịu nổi. Nhưng mà sự thật cũng là như vậy, sức mạnh của Tiêu Phàm trực tiếp giết chết tất cả. Không chỉ là những con Xích Viêm Thạch Ma kia mà ngay cả Xích Viêm Thiên Ma cũng không thấy bóng dáng đâu. Biển dung nham cực lớn, bây giờ lại chỉ còn lại một chiếc hố đen, mặt khác còn có Tiêu Phàm, đang đứng sừng sững một mình giữa không trung, ngay cả cảnh giới thiên thần cũng không thể thở nổi. Đám người lúc này mới biết, có lẽ đây mới là thực lực chân chính của Tiêu Phàm đi. Từ trước đến nay, bọn họ đều chưa được nhìn thấy sự khủng bố thật sự của Tiêu Phàm. Dù là đối phó với Tiếu Thương Sinh thì Tiêu Phàm vậy mà vẫn giữ lại thực lực. Tiêu Phàm nghe được giọng nói của mấy người, hơi thôi động tinh thể ngọn lửa màu máu trong lòng bàn tay, cả mảnh không gian lập tức trở nên trong suốt. Đây là, ánh mắt của mọi người nhìn chằm chằm vào thần cách trong lòng bàn tay Tiêu Phàm, trong mắt tràn đầy ánh sáng dày đặc, tựa như hận không thể cướp lấy thần cách. Bọn họ có lẽ cũng không biết tinh thể trong tay Tiêu Phàm là thần cách. Nhưng bọn họ đều có thể cảm nhận được dao động sức mạnh rồi rào tỏa ra bên trong thần cách. Tiếu Thiên Dương, lúc này, Tiêu Phàm đột nhiên quát khẽ một tiếng. Một tiếng quát khẽ này, lửa nóng trong mắt của mọi người nháy mắt liền tản đi, bọn họ biết viên thần cách này phỏng chừng là sẽ rơi vào trong tay Tiếu Thiên Dương. Chuyện mà Tiêu Phàm quyết định không phải là việc bọn họ có thể thay đổi, hơn nữa bọn họ cũng sẽ không vì một viên thần cách mà ra tay với Tiêu Phàm. Huống hồ bọn họ cũng không phải là đối thủ của Tiêu Phàm. Công tử, Tiếu Thiên Dương bị yêu quá hóa sợ nhìn vào Tiêu Phàm, sao hắn lại không biết ý của Tiêu Phàm chứ? Đây là muốn cho bản thân thần cách, điều này khiến cho Tiếu Thiên Dương nhất thời có chút không biết phải làm sao. Ngươi hẳn là cũng sắp đột phá cảnh giới chiến thần đỉnh phong rồi. Tiêu Phàm tiện tay vung lên, thần cách trong tay bỗng bay về phía Tiếu Thiên Dương. Vâng, công tử, chỉ là... Tiếu Thiên Dương gật đầu, mặc dù hắn rất muốn có được viên thần cách này nhưng hắn vẫn không thể tin rằng Tiêu Phàm lại sẽ cho hắn thần cách, dù sao thì thứ này cũng quá quý giá. Thứ người lĩnh ngộ là hỏa diễm áo nghĩa, viên thần cách này là thuộc tính hỏa, tất nhiên nên thuộc về ngươi, chỉ có điều là chính ngươi phải suy nghĩ thật kỹ, nên kế thừa sức mạnh thần cách hay là chậm rãi luyện hóa sức mạnh bên trong cho bản thân sử dụng. Vẻ mặt Tiêu Phàm vô cùng bình thản mà nói. Vâng, công tử. Tiếu Thiên Dương cung kính gật đầu, vẻ mặt hơi phức tạp. Tiếp tục tiến về phía trước, Tiêu Phàm nâng bước, vừa thả người nhảy lên liền trở lại bên phía cầu đá Xích Viêm Vân Thạch duy nhất còn hoàn hảo không hề tổn hao, đi đến phía còn lại.
mấy người Trọc Thiên Hồng đi theo phía sau lưng Tiêu Phàm, bóng lưng Tiêu Phàm trong đầu của bọn họ trở nên cao lớn không gì sánh được, đây chính là thần cách đó, vậy mà một câu nói đã tặng cho người khác. Hơn nữa người được tặng trước kia còn là kẻ địch của Tiêu Phàm, bụng dạ cũng quá hào phóng rồi. Bản thân Tiếu Thiên Dương cũng không nghĩ tới Tiêu Phàm sẽ đưa cho mình một viên thần cách cảnh giới thiên thần, sau khi kích động thì trong đầu lại nhớ đến những lời kia của Tiêu Phàm. Thần cách và thần lực chi tinh, nếu như chỉ luyện hóa sức mạnh bên trong một cách thông thường thì về sau tối đa cũng chỉ có thể đạt tới cảnh giới ban đầu của chủ nhân thần cách mà thôi, muốn đột phá tiếp quả thật lại càng thêm khó khăn. Điều này rất giống một cái ngõ cụt mà người trước đã đi. Sau khi cắn nuốt thần cách thì sẽ tiếp tục đi dọc theo con đường cụt ấy. Ngay từ đầu hắn sẽ đi rất thông thuận, cũng nhanh hơn rất nhiều người, thậm chí còn bỏ xa lứa người cùng tuổi, thế nhưng một khi đạt tới điểm cuối cùng thì cũng không có đường để đi tiếp nữa. Mà trong quá trình này, tu sĩ đã định hình, muốn tiếp tục mở ra một con đường mới là vô cùng khó khăn. Đương nhiên người có thể tiếp tục mở ra con đường mới cũng không phải là không có, chỉ là cực kỳ hiếm thấy mà thôi. Tiếu Thiên Dương thu hồi thần cách, tựa như đã đưa ra một quyết định, điều này khiến cho Tiêu Phàm đi ở phía trước lộ ra nụ cười hài lòng. Trong những người này, Tiêu Phàm vẫn tương đối coi trọng thiên phú của Tiếu Thiên Dương, hơn nữa có thể không bị thần cách che mở hai mắt thì đã vô cùng khó có được rồi. Nếu như Tiếu Thiên Dương biết Tiêu Phàm cũng là đang khảo nghiệm hắn thì phỏng chừng không biết sẽ có suy nghĩ gì. Rất nhanh, nhóm người Tiêu Phàm đã vượt qua cầu đá, tiến vào một lối đi tối đen. Một luồng khí tức đè ép bao phủ trái tim mọi người. Mấy giây sau, thân ảnh Tiêu Phàm đột nhiên dừng lại, điều này lại khiến cho mấy người bị dọa sợ không nhẹ. Mấy người ổn định lại tâm thần, ngẩng đầu nhìn về phía trước là một mảnh không gian mờ mịt tăm tối, cho dù bọn họ đều có tu vi cửu biến chiến thần trở lên thì cũng không thể nhìn thấu thế giới tối tăm mờ mịt kia một chút nào. Sương mù mờ mịt kia khiến cho đám người lộ ra một sự bất an mãnh liệt. Tựa như có thể cắn nuốt sinh mệnh của mọi người. Công tử, này, Trọc Thiên Hồng mang vẻ dò xét mà nghi hoặc nhìn vào Tiêu Phàm hỏi. Thế nhưng không đợi Trọc Thiên Hồng nói xong thì giọng nói của Tiêu Phàm lại đang vọng lại bên tai mọi người, nếu không muốn chết thì lát nữa lúc đi vào bên trong đừng nói chuyện. Cũng không được truyền âm, nhớ kỹ, đừng phát ra bất kỳ âm thanh và dao động nào. Tiêu Phàm vừa nói vừa lấy ra một chiếc dây thừng tinh mịn. Hắn nắm chặt một đầu dây thừng rồi ném đầu còn lại cho mọi người. Đám người nghi hoặc không thôi, Tiêu Phàm lại nói, cửa này nếu nói là dễ qua thì cũng khó qua, nói khó qua thì lại cũng dễ qua. Công tử, rốt cuộc thì trong này là thứ gì, người đừng dọa chúng ta. Trọc Thiên Hồng nhìn thấy dáng vẻ của Tiêu Phàm thì không khỏi sợ run cả người. Mấy người Sở Khinh Cuồng cũng lộ ra vẻ cực kỳ nghiêm túc, Tiêu Phàm nói như vậy thì chứng tỏ chắc chắn nguy hiểm phía trước không tầm thường. Chỉ có điều nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh kia của Tiêu Phàm thì lại không hề giống như là dáng vẻ có cái gì nguy hiểm cả. Đây là âm sát tuyệt trận, thuộc về trận pháp thần cấp, dù là một chút âm thanh thì nó cũng sẽ không biến mất, ngược lại dưới sự thôi động của trận pháp mà âm thanh sẽ càng lúc càng lớn, cuối cùng lớn đến mức có thể giết chết các ngươi. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói. Nói đến đây thì Tiêu Phàm cũng lộ ra vẻ ngưng trọng, hắn không ngờ bên trong lối đi này lại còn có trận pháp cường đại như vậy. Loại trận pháp này, trong tin tức ghi chép mới nhất mở ra tu la truyền thừa thì nếu trận pháp đạt tới phẩm giai nhất định thì cho dù là cường giả thiên thần cũng có thể giết chết. Sao lại có thể có loại trận pháp này? Vẻ mặt Xích Vân lão tổ không tin mà nói. Ông đã sống vô số năm, đã từng nhìn thấy không ít trận pháp, dựa vào một chút âm thanh liền có thể giết chết người, vậy quả thật là chuyện nghìn lẻ một đêm, dù sao thì ông ta cũng không tin. Người có thể không tin. Nhưng nếu như ngươi muốn chết, đến lúc đó ngươi có thể thử một chút, chỉ có điều tốt nhất đừng làm liên lụy đến chúng ta. Tiêu Phàm lườm Xích Vân lão tổ một cái. Xích Vân lão tổ vội ngậm miệng không nói, ông ta biết Tiêu Phàm không cần thiết phải lừa ông ta chuyện này, có lẽ trận pháp này thật sự có uy lực như vậy cũng không chừng. Tiêu Phàm không để ý đến ông ta mà nhìn về phía những người khác nói, mọi người cũng chú ý một chút. Nếu như vạn nhất gặp phải người cố ý muốn mượn âm thanh để đối phó các ngươi thì việc duy nhất các ngươi có thể làm chính là chạy hết sức, để tốc độ khi ngươi chạy qua trận pháp bằng với tốc độ âm thanh thì mới có thể sống sót. Dựa vào tốc độ của chúng ta thì lẽ nào còn không chạy qua được tốc độ âm thanh sao? Tiếu Thiên Dương cũng bĩu môi nói. Quên nói cho các ngươi biết,
không gian bên trong âm sát tuyệt trận này chồng lên nhau, các ngươi di chuyển từ một không gian đến một không gian khác đều cần thời gian, mà tốc độ âm thanh truyền đi lại không hề bị không gian trùng lặp ảnh hưởng. Tiêu Phàm lại giải thích thêm một câu. Xích Vân lão tổ và bọn Tiếu Thiên Dương rõ ràng là không tin, nhưng không tin cũng không có cách nào. Điều nên nói, nên làm thì Tiêu Phàm đều đã nói, đã làm rồi. Nếu quả thật xuất hiện điều ngoài ý muốn nào thì cũng chỉ có thể trách chính bản thân bọn họ. Tiếu Thiên Dương, đột nhiên Tiêu Phàm lại kêu lên, không phải ngươi không tin sao, đi lên thử một lần, ở chỗ này thì chúng ta vẫn có thể cứu được ngươi. Tiếu Thiên Dương nửa tin nửa ngờ nhìn vào Tiêu Phàm, hiển nhiên là không tin Tiêu Phàm sẽ cứu hắn, Tiêu Phàm vẫn thản nhiên mỉm cười như trước. Tiếu Thiên Dương cắn răng, không tin mà đến gần bên tròn thông đạo mở tối, hắn ta lập tức ho nhẹ một tiếng, một sóng khí phát ra trong miệng hắn. Chỉ mất một giây sau, Tiếu Thiên Dương dường như nghe được một tiếng nổ vang, âm thanh của hắn vừa nãy kia rất giống với tiếng ho khan, nhưng uy lực lại không thể so sánh nổi, tựa như tiếng gầm của thiên thần. Hắn chỉ cảm thấy cả mảnh không gian đều đang run rẩy mãnh liệt, công kích của sóng âm kia nghiền ép tới từ bốn phương tám hướng. Một tiếng, Tiếu Thiên Dương không thể ngăn cản nổi luồng áp lực to lớn kia, cơ thể đột nhiên bay ngược ra, tựa như bị một ngọn núi cao thần bí đánh bay, khí huyết bên trong cơ thể không ngừng bốc lên. Bọn Tiêu Phàm ở bên ngoài nhìn thấy Tiếu Thiên Dương tiến vào bên trong không gian tối tăm mờ mịt kia nhưng cũng không hề phát hiện ra hắn có bất kỳ cử động nào, cũng không thấy không gian có gì khác lạ. Nhưng cũng không đến thời gian hai lần hô hấp thì cả người Tiếu Thiên Dương đột nhiên bay ngược ra ngoài, một luồng sóng khí cuồn cuộn tuôn ra từ trên người hắn. Xích Vân lão tổ thấy thế thì tiến lên một bước, một tay đỡ vai Tiếu Thiên Dương. Nhưng điều khiến cho ông ta trợn mắt há miệng chính là một luồng sóng khí vô cùng đáng sợ đang lan tràn ra cả người Xích Vân lão tổ. Ông ta vội vàng thi triển ra toàn bộ sức mạnh, lúc này mới có thể chặn lại xu hướng rút lui của Tiếu Thiên Dương, thế nhưng cơ thể ông ta lại theo quán tính mà trượt đi mấy trượng. Đây, đám người Thanh Phong lão tổ căn bản là không biết Tiếu Thiên Dương đã xảy ra chuyện gì, chỉ có điều khi nhìn thấy máu tươi bên khóe miệng Tiếu Thiên Dương thì trong lòng tất cả bọn họ đều không thể bình tĩnh. Tiếu Thiên Dương, vừa nãy ngươi đã xảy ra chuyện gì? Xích Vân lão tổ không nhịn được mà hỏi. Cả mặt Tiếu Thiên Dương đều là dáng vẻ còn chưa tỉnh hồn lại, đau khổ cười nói, vừa nãy chẳng qua là ta ho nhẹ một tiếng liền cảm giác được bản thân bị một tòa núi cao đánh bay. Cái gì? Đám người kinh ngạc nhìn Tiếu Thiên Dương, nếu không biết còn tưởng rằng hắn đang diễn một vở kịch cùng với Tiêu Phàm. Đây là kết quả của trấn chồng trận pháp, Tiêu Phàm thản nhiên nói một câu. Trong lòng lại nói thêm, dù có nói thêm nữa thì cũng không thể khiến cho người khác tin tưởng bằng nhìn thấy tận mắt, bây giờ hẳn là các ngươi đã tin rồi đi. Vẻ mặt đám người vô cùng ngưng trọng, nếu một tiếng ho nhẹ đã đáng sợ như thế, vậy nếu như nói chuyện thì sao, thậm chí công kích thì sao, thông qua sự gia cố của âm sát tuyệt trận thì lại sẽ kinh khủng như thế nào. Đi thôi, Tiêu Phàm thản nhiên phun ra một câu, cũng không thèm quay đầu lại mà đi về phía không gian tối tăm mờ mịt. Thời gian trở lại mấy giây trước đó, Tiếu Thiên Dương còn chưa tiến vào bên trong âm sát tuyệt trận lấy thân thử nghiệm. Lúc này có mười mấy thân ảnh đang đi thật chậm ở đầu bên kia âm sát tuyệt trận, bọn họ sợ phát ra bất kỳ âm thanh nào thì trái lại sẽ công kích chính mình nên mỗi một bước đi đều rất cẩn thận. Nếu như Tiêu Phàm ở chỗ này thì chắc chắn có thể nhận ra người cầm đầu chính là Lãnh Lưu Cảnh. Đám người Lãnh Lưu Cảnh tiến vào từ một thông đạo khác. Đã phải trả cái giá là 5 mạng sống mới đi tới được khu vực này, bọn họ bây giờ chỉ còn lại 16 người, hơn nữa còn là gồm cả Lãnh Lưu Cảnh trong đó. Mặc dù bọn Lãnh Lưu Cảnh không biết đây là âm sát tuyệt trận nhưng trải qua các đời người kế thừa Tu La thì bọn họ cũng biết đến sự quỷ dị của khu vực sương mù này. Nên mỗi một bước đi của bọn họ đều rất cẩn thận, sợ kinh động đến âm sát tuyệt trận. Thật ra bọn họ không biết là không phải bất kỳ âm thanh nào cũng đều có thể khởi động âm sát tuyệt trận, chỉ khi âm thanh đạt tới một trình độ nhất định thì mới có thể khởi động âm sát tuyệt trận. Song tiêu chuẩn để năng lượng khởi động rất khó nắm chắc, dù là Tiêu Phàm cũng không rõ ràng. Bởi vậy nên khi đám người đi đường thì đều tuyệt đối giữ yên lặng, ngay cả hô hấp cũng ngừng lại, không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào. Hẳn là sắp rồi. Đột nhiên Lãnh Lưu Cảnh nhìn thấy bên trong sương mù mờ tối phía trước vậy mà lại tản ra từng tia sáng kỳ dị, trên mặt liền lộ ra nụ cười vui mừng.
dựa theo kinh nghiệm của các đời người kế thừa tu la tích lũy thì phía trước hẳn là tận cùng của mảnh không gian quỷ dị tối tăm mờ mịt này rồi. Các đời người kế thừa 89 phần 10 là chỉ có thể xông qua cửa này, thế nhưng ta vì tu la vương truyền thừa mà đi vào thế giới này, bất kể như thế nào cũng phải xông qua cửa. Trong lòng Lãnh Lưu Cảnh cắn răng nói. Hắn chưa từng nghĩ nhất định phải lấy được tu la vương truyền thừa gì đó, dù sao cũng là chuyện mà các đời người kế thừa tu la đều không làm được, Lãnh Lưu Cảnh hắn cũng chưa chắc có thể làm được. Huống hồ bên phía hắn còn có một tên thần vô tâm nữa. Cho dù Lãnh Lưu Cảnh hắn thật sự lấy được truyền thừa của tu la vương thì cuối cùng cũng vô cùng có khả năng sẽ rơi vào trong tay thần vô tâm. Điểm này Lãnh Lưu Cảnh rất rõ ràng. Cho nên ngay từ đầu hắn cũng chỉ nghĩ đến xông qua càng nhiều cửa ải hơn, về phần cái khác thì Lãnh Lưu Cảnh cũng không để ở trong lòng. Đương nhiên nếu như có thể ngoài ý muốn mà đạt được một chút bảo bối tu la vương để lại thì tất nhiên là cực tốt. Lãnh Lưu Cảnh vừa nghĩ vừa đi, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, cùng lúc đó, hắn cố gắng áp chế hưng phấn trong lòng, để cho bản thân bình tĩnh trở lại, tuyệt đối không thể đánh mất thời cơ cuối cùng. 15 người phía sau hắn cũng lộ ra một tia hưng phấn, coi như bọn họ đã vượt qua được cửa này. Nhưng mà, thật sự sẽ thuận lợi sao như vậy? Khụ, mắt thấy giây phút bọn Lãnh Lưu Cảnh sắp bước ra khỏi âm sát tuyệt trận thì một âm thanh đột vang lên bên tai bọn họ, cả mảnh không gian đều bắt đầu chấn động rạn nứt. Không gian chấn động sinh ra một luồng dao động năng lượng to lớn, dao động không ngừng lặp lại, khởi động sức mạnh của âm sát tuyệt trận. Một tiếng ho nhẹ kia liền tựa như tiếng sấm khiến cho trong lòng 16 người chấn động. Ai, trong lòng Lãnh Lưu Cảnh tức giận mắng một tiếng, lập tức nhanh chóng chạy về phía đầu bên kia của âm sát tuyệt trận. Hắn chỉ cảm thấy đầu hơi choáng váng, dao động năng lượng công kích của sóng âm kia không ngừng mạnh lên, nếu còn tiếp tục thì cho dù là hắn cũng chưa chắc đã có thể chịu được. Nghĩ đến đây thì Lãnh Lưu Cảnh liền không muốn sống mà nhanh chóng phi như tên bắn. Bởi vì tốc độ quá nhanh nên thân hình ma sát với không khí sinh ra từng tiếng gió rít. Cùng lúc đó thì tiếng gió rít này cũng nhanh chóng phóng đại, 15 người phía sau coi như đã gặp nạn. Sắc mặt 15 người thay đổi, làm sao còn dám do dự, co cẳng lên chạy, chỉ cần tiếng ho nhẹ kia cũng đã đủ cho bọn họ chịu đủ rồi, huống hồ còn thêm tiếng gió rít mà Lãnh Lưu Cảnh phát ra nữa. Thế nhưng bọn họ đã quên rằng bản thân bọn họ chạy như điên cũng sẽ sinh ra tiếng gió rít. Hơn nữa còn là 15 người đồng thời sinh ra tiếng gió rít, chồng chất lên nhau, phỏng chừng ngay cả cảnh giới chiến thần đỉnh phong cũng không thể chịu được xung kích của sóng âm này. Quả nhiên, sau khi Lãnh Lưu Cảnh nghe thấy tiếng gió rít này liền âm thầm nói không hay, đáng tiếc là hắn muốn ngăn cản thì đã không còn kịp nữa rồi. Thuộc hạ của hắn giờ phút này cũng sẽ không nghe thêm mệnh lệnh của hắn, nếu như không phải Lãnh Lưu Cảnh dẫn đầu chạy trốn, thì bọn họ cũng sẽ không chạy. Lãnh Lưu Cảnh đã dẫn đầu rồi thì chẳng lẽ bọn họ còn ở lại nơi này chờ chết hay sao, hiển nhiên là không thể nào. Thêm cả Lãnh Lưu Cảnh, tiếng gió rít mà 16 người cùng lúc phi như bay tạo ra dưới sự gia tăng của âm sát tuyệt trận kinh khủng như thế nào thì cũng chỉ có bọn Lãnh Lưu Cảnh biết được. Bọn họ chỉ cảm thấy màng nhĩ chấn động, ngay sau đó thì một tia máu tươi chảy ra từ bên trong màng nhĩ của mấy người trực tiếp bị tiếng vang to lớn chấn vỡ mà mất đi thính giác. Thậm chí còn trực tiếp bị dao động âm thanh công kích làm lục phủ vỡ nát, ngay cả linh hồn cũng bị xóa bỏ, hóa thành một thi thể ngã xuống trên đất. À, những người khác thấy thế liền không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi, bắt đầu điên cuồng kêu lên. Không kêu lên còn tốt, vừa kêu xong thì dao động âm thanh công kích càng thêm mạnh mẽ, những tu sĩ kêu ra tiếng hét thảm thiết kia trực tiếp bị dao động âm thanh công kích đến chấn động, hóa thành mưa máu ngập tràn trong không trung, không còn lại bất cứ thứ gì. Trong nháy mắt, 16 người Lãnh Lưu Cảnh đã chết mất 8 người, chỉ còn lại một nửa, hơn nữa sắc mặt 8 người còn lại đều tái nhợt, thất khiếu chảy máu. Là tên khốn kiếp nào hại ta? Trong lòng Lãnh Lưu Cảnh gào thét, để lộ dáng vẻ dữ tợn, hắn luôn cảm thấy bản thân bị người khác tính kế. Hắn dùng hết sức mạnh cả người, lao vào thần tốc về phía trước, chỉ trong thời gian 2 lần hô hấp, rốt cuộc thì hắn cũng xông ra khỏi âm sát tuyệt trận. Thế nhưng giờ phút này, Lãnh Lưu Cảnh đã chồng chất vết thương, sắc mặt cũng không tốt đẹp gì, trắng bệch lại còn thêm thất khiếu chảy máu, thân thể vô cùng suy yếu. Công tử, cứu chúng ta! Công tử, ngay một giây khi Lãnh Lưu Cảnh xông ra kia, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên hắn bên tai,
Lãnh Lưu Cảnh nghe lên thì những âm thanh này quả thật chính là bùa đòi mạng. Sao hắn còn có thể đi cứu bọn họ, trốn xa một chút mới đúng. Trong nháy mắt lại chết thêm mấy người, cuối cùng chỉ có 3 người xông ra khỏi âm sát tuyệt trận, những người khác bị sóng âm kia công kích chấn động giết chết, không còn lại gì cả. Ngay khi 3 người xông ra thì một người trong đó ầm một tiếng ngã xuống đất không dậy nổi, chỉ có 2 người còn sống xông ra. Vốn dĩ Lãnh Lưu Cảnh tiến vào âm sát tuyệt trận còn có 16 người, nhưng trong chớp mắt liền chỉ còn lại 3 người còn sống, làm sao mà Lãnh Lưu Cảnh có thể chịu được điều này? Phỏng chừng Tiếu Thiên Dương cũng không nghĩ tới chẳng qua bản thân chỉ làm thí nghiệm mà thôi, vậy mà một lát đã giết chết 13 cường giả của Lãnh Lưu Cảnh. Nếu như bọn Tiêu Phàm biết được thì phỏng chừng cũng sẽ không biết nên khóc hay cười, chỉ có thể nói bọn Lãnh Lưu Cảnh quá xui xẻo. Tên chết tiệt, là ai đang cố ý hãm hại ta? Lãnh Lưu Cảnh gần như là điên cuồng gào thét, đôi mắt của hắn đỏ bừng ứ máu, nếu để cho ông đây biết, bất kể là ai thì đều phải đền mạng kẻ đó. Công tử, có phải là đám người Tiêu Phàm hay không? Một người trong đó đằng đằng sát khí nói, vừa nãy nếu như không phải hắn cách Lãnh Lưu Cảnh tương đối gần, chạy tương đối sớm thì phỏng chừng cũng đã chết rồi, bây giờ nghĩ lại còn thấy sợ. Tiêu Phàm đang chiến đấu với Sơn Chủ, sao có thể đi vào đây? Chẳng lẽ hắn còn có thể giết chết Sơn Chủ hay sao? Lãnh Lưu Cảnh không cần suy nghĩ đã trực tiếp phủ nhận Tiêu Phàm. Vậy là ai? Khuôn mặt thuộc hạ dưới áo bào màu đen âm trầm hỏi. Thần Vô Tận, Lãnh Đồng, Lãnh Sắt, còn có Tả Giang Lê. Tên thuộc hạ còn lại mặc áo bào xám máu me khắp người, ngữ khí vô cùng âm trầm. Thực lực của Thần Vô Tận và Tả Giang Lê rất mạnh, bọn họ không cần thiết phải hãm hại công tử, vậy cũng chỉ có Lãnh Đồng và Lãnh Sắt, thực lực Lãnh Sắt có hạn, phỏng chừng còn không thể tiến vào cửa thứ ba. Thuộc hạ mặc áo bào đen phân tích nói. Vậy cũng chỉ có Lãnh Đồng, thuộc hạ áo bào xám lập tức khóa chặt một người, lạnh lùng nói, cho nên bên trong những người kế thừa, Lãnh Đồng là người âm hiểm nhất. Lãnh Đồng, ta muốn ngươi chết, nắm tay Lãnh Lưu Cảnh nắm chặt lại, gần như là sắp cắm sâu vào lòng bàn tay, suýt thì nắm ra máu. Lại nói về việc Tiêu Phàm mới chuẩn bị tiến vào trong âm sát tuyệt trận, đột nhiên, hắn dừng lại bên ngoài âm sát tuyệt trận khoảng một bước chân. Hắn cảm nhận được không gian bên ngoài này đang rung động nhẹ. Nếu như không phải linh hồn lực của hắn quá cường đại, có lẽ Tiêu Phàm sẽ khó phát hiện ra. Công tử, tại sao không vào? Trọc Thiên Hồng nghi hoặc nhìn Tiêu Phàm, nói. Đợi thêm một lát, đợt công kích vừa rồi của sóng âm, đoán chừng phải một lát mới từ từ biến mất. Tay phải Tiêu Phàm nâng cằm, nói. Trong lòng của hắn rất bất an, theo lẽ thường mà nói. Sự công kích của sóng âm trong âm sát tuyệt trận, cũng chỉ kéo dài khoảng mấy phút mới đúng, sau đó đạt đến đỉnh phong, sẽ từ từ yếu đi. Vì sao bây giờ chấn động lại ngày càng lớn? Chẳng lẽ âm sát tuyệt trận này, còn kinh khủng hơn ta tưởng, có thể giết chết cả thiên thần cảnh? Tiêu Phàm nằm mơ cũng không ngờ, Tiếu Thiên Dương chỉ ho nhẹ một cái đã giết chết 13 cường giả chiến thần cảnh, chỉ còn Lãnh Lưu Cảnh là người may mắn thoát được. Mà những công kích của sóng âm, cũng là do Lãnh Lưu Cảnh tạo ra. Mọi người nhớ kỹ, nếu như gặp bất kỳ công kích nào của sóng âm, nhất định phải chịu đựng, không được phát ra tiếng động gì, sóng âm công kích mang thuộc tính ba động, khi nó đạt đến đỉnh phong, sẽ từ từ yếu đi cho đến khi biến mất, cũng có thể nói, nếu ngươi chịu được sứ mệnh công kích đỉnh phong của sóng âm, vậy sẽ không xảy ra chuyện gì. Lâu sau, khi Tiêu Phàm cảm nhận được sức mạnh ba động trong trận pháp đã từ từ yếu đi, nhắc nhở đám người Trọc Thiên Hồng một câu, liền tiến vào bên trong âm sát tuyệt trận. Nhắc nhở nhiều vậy, nếu bọn Trọc Thiên Hồng còn xảy ra biến cố, Tiêu Phàm sẽ đánh bọn hắn. Mấy người cùng tiến lên, bốn bể yên tĩnh không tiếng động, không ai dám phát ra bất kỳ âm thanh gì, nhất là Tiếu Thiên Dương, vừa rồi hắn bị một tiếng ho của bản thân đánh bay, vẫn còn nhớ như in. Bọn Tiêu Phàm đi rất chậm, cũng rất cẩn thận, âm sát tuyệt trận âm u hoàn toàn tĩnh mịch. Tiêu Phàm không khỏi nghĩ tới vùng biển yên tĩnh, nơi này so với nó còn kinh khủng hơn rất nhiều. Linh hồn lực của Tiêu Phàm từ từ thoát ra ngoài, cảm thụ hướng đi của trận văn trong âm sát tuyệt trận. Trong tin tức ghi lại của Tu La truyền thừa dù đã có nhiều thông tin về âm sát tuyệt trận, nhưng lại không có phương pháp bày trận của âm sát tuyệt trận, đối với điêu hồn sư mà nói, trận pháp là cực kỳ chân quý. Nếu như có thể tìm hiểu thấu đáo âm sát tuyệt trận, sau này Tiêu Phàm cũng có thể tự bày trận như thế này,
lại có thêm một con át chủ bài lớn. Bọn Chọc Thiên Hồng luôn cẩn thận, thỉnh thoảng nhìn quanh bốn phía, bọn họ đã bị mất phương hướng, chỉ có thể đi theo bước chân của Tiêu Phàm. Sau hai canh giờ, đột nhiên Tiêu Phàm ngừng lại, Chọc Thiên Hồng chuẩn bị không kịp, đụng vào thân Tiêu Phàm, phát ra một tiếng vang nhỏ. Công, Chọc Thiên Hồng mới chuẩn bị mở miệng nói, đã bị Tiếu Thiên Dương che miệng lại, nhưng, hắn vẫn thốt ra được một chữ. Một chữ này, lập tức hóa thành tiếng sấm chấn động bên tai mọi người, sức mạnh rất cuồng bạo, như muốn chấn vỡ linh hồn bọn họ. Sắc mặt Xích Vân Lão Tổ và Thanh Phong Lão Tổ thay đổi, cau mày, hai tay che miệng, ngoan cố chống đỡ. Cổ Ngạn cùng ba người khác, cũng che miệng mình lại, dù trên mặt có vẻ đau đớn, cũng không dám kêu lên một tiếng. Chỉ cần qua được đợt công kích của sóng âm này, sức mạnh tập kích cuồng bạo này sẽ từ từ giảm, đến lúc đó sẽ không làm gì được bọn họ nữa. Lúc này, việc nhất định không được làm là phát ra tiếng động, nếu không, hai loại sinh ý chồng chất lên nhau, đến lúc đó sẽ tạo thành sự công kích sóng âm vượt quá phạm vi chịu đựng của mọi người, vậy thì thật phiền phức. Tiêu Phàm hung hăng trợn mắt nhìn Chọc Thiên Hồng, Chọc Thiên Hồng xấu hổ, cúi đầu không nói, cũng may sóng âm công kích mà hắn tạo ra không gây tổn thương gì. Một lát sau, sự công kích của sóng âm từ từ yếu đi, bốn phía lại trở nên tĩnh mịch, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, đột nhiên Tiêu Phàm ngồi xổm xuống, lấy tay nhẹ nhàng sờ vào mặt đất, trên ngón tay của hắn dính một ít tia máu đỏ thắm, chứng tỏ vừa chảy ra không bao lâu. Vả lại, mặt đất còn có vài thi thể đã nát thịt, liếc mắt Tiêu Phàm đã nhận ra, trong lòng âm thầm nói, máu này đều là mới, vừa rồi nơi này có người chết. Nghĩ đến đây, lập tức sắc mặt Tiêu Phàm trở nên sắc sảo, lườm Tiếu Thiên Dương một cái, Tiếu Thiên Dương bị Tiêu Phàm nhìn đến nỗi tê cả da đầu. Sẽ không trùng hợp đến thế chứ? Khóe miệng Tiêu Phàm co lại, trong lòng thầm nói. Với trí tuệ của hắn, trong nháy mắt đã nghĩ ra điều gì, rất có khả năng là tiếng ho nhẹ của Tiếu Thiên Dương, đã tạo thành một số thương vong quỷ dị này. Tiêu Phàm cảm thấy may mắn, may là mình vừa mới cảm nhận được năng lượng sóng âm kia, nên không gấp gáp tiến vào âm sát tuyệt trận, nếu không, đoán chừng bọn họ sẽ rất xui xẻo. Sau đó hắn chậm rãi đứng dậy, tiếp tục đi lên trước, âm sát tuyệt trận này quá quỷ dị, vẫn là càng sớm rời khỏi càng tốt. Nếu như vừa rồi, tiếng nói của Chọc Thiên Hồng tạo thành sóng âm công kích mà có một người không chịu nổi, thì có thể diệt cả toàn quân bọn họ, đây không phải là điều Tiêu Phàm muốn nhìn thấy. Qua luôn cửa này, còn hai cửa nữa, xem ra đã có người đến trước chúng ta, nhưng, hai cửa sau chắc sẽ khó hơn rất nhiều. Trong lòng Tiêu Phàm âm thầm nghĩ. Đồng thời, hắn cũng rất tò mò, cuối cùng hồi nãy ai xui đến vậy, lại bị một tiếng ho của Tiếu Thiên Dương giết chết. Đúng rồi, đợt trước Lãnh Đồng lấy được một cuốn sách cổ, nghĩ nghĩ cũng có thể có được bản đồ cấu tạo nội bộ. Tiêu Phàm híp híp hai mắt. Lập tức khóe miệng có chút dương lên nói, tàn quyển kia là phần bù đắp cho cấu tạo của cửa ải thứ tư, nếu như hắn hoàn toàn dựa theo cuốn sách cổ đó đi, đoán chừng chỉ có chết không có sống. Đối với Lãnh Đồng, Tiêu Phàm không có gì phải thương tiếc, lúc nào Lãnh Đồng cũng nghĩ cách làm khó hắn, giết chết hắn, Tiêu Phàm không chủ động gây phiền phức cho hắn, Lãnh Đồng đã phải thắp nhang cầu nguyện rồi. Bất chi bất giác, Tiêu Phàm đã bước ra khỏi âm sát tuyệt trận mờ mịt âm u. Tảng đá trong lòng hắn cũng đã rơi xuống. Ngay sau đó, bọn Chọc Thiên Hồng, Tiếu Thiên cũng theo sát Tiêu Phàm mà đi ra, lúc này họ mới phát hiện, trên trán mình đã đầy mồ hôi. Một chữ của Chọc Thiên Hồng, suýt chút nữa thì đã lấy mạng của cả đám, cũng may là tất cả mọi người đều chịu đựng được sự công kích của sóng âm. Không thể không nói, người mà Cổ Nhược Trần cho Tiêu Phàm, tố chất rất cứng, lúc ấy nếu hét một tiếng, đoán chừng không ai có thể ra ngoài. Công tử, nơi này có máu, Chọc Thiên Hồng chỉ vào mặt đất nói. Tiêu Phàm đã sớm phát hiện ra, hắn chậm rãi ngẩng đầu, linh hồn lực quét qua, lập tức phát hiện, có một cánh cửa đen nhánh ở cách xa họ 10 trượng. Cửa thứ tư, Tiêu Phàm nhìn cánh cửa đá, phun ra một chữ nặng nề. Công tử, cửa thứ tư này không dễ qua sao, Kiếm La nghi hoặc nhìn Tiêu Phàm nói. Đối với các ngươi mà nói, thật sự không dễ. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, có được bản đồ cấu tạo bên trong của Tu La Sơn, biết rõ cửa thứ tư là cái gì. Đám người nghe Tiêu Phàm nói vậy, thần sắc cũng trở nên nặng nề. Lúc này, Tiêu Phàm tiếp tục nói, cửa thứ tư, là một huyệt cổ mộ,
trong huyệt mộ chôn giấu xương của vô số cường giả của chiến hồn đại lục mấy vạn năm trước, những người này dù đã hóa thành xương khô, nhưng vẫn còn một ít linh trí, hoặc có thể nói là oán niệm, bọn họ chỉ biết giết chóc. Chỉ là một chút xương khô thôi, dù có mạnh thì có thể mạng đến đâu. Kiếm La lại hỏi. Không nên coi thường bọn hắn, khi còn sống, xương khô phần lớn đều là thiên thần cảnh. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói, hắn còn có một câu không nói, đó chính là, lúc còn sống có một số xương khô đã vượt qua thiên thần cảnh. Thiên thần cảnh, đám người hít sâu một hơi, cau mày, nếu như là xương khô của thiên thần cảnh, vậy chắc chắn không thể khinh thường. Khoảng không gian này, vì có sự tồn tại của những xương khô này, nên được gọi là vong linh sát mộ. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, thân thể đã đi tới trước cửa đá, một chưởng đẩy ra, cửa đá mở ra. Một tiếng nổ lớn, cửa đá mở ra, một luồng khí mênh mông đập vào mặt, ngay sau đó, cửa đá sinh ra một lực hút lớn, bọn Tiêu Phàm không kịp phòng bị, cả người bị hút vào trong cửa đá. Dưới tác dụng của lực hút này, e rằng Tiêu Phàm cũng không đủ sức để phản kháng lại. Mọi người không nên hoảng hốt, sau một lát, Tiêu Phàm dừng lại tại đống phế tích, vội vàng trấn an mọi người. Đám người thở sâu, cố gắng bình tĩnh lại, dù Tiêu Phàm nói vậy, nhưng từ lúc bước vào cánh cửa đá này, trong lòng mọi người luôn cảm thấy bất an. Tiêu Phàm không có nhiều tâm tư để làm giảm sự sợ hãi trong lòng bọn hắn, mắt hắn nhìn quanh bốn phía, cẩn thận quan sát khoảng không gian này. Khắp nơi mênh mông, sát khí trùng trùng, dãy núi nguy nga rộng lớn, cực kỳ lâu đời, lưu lại dấu vết của năm tháng. Nếu nói nơi này là một mộ cổ, chỉ bằng nói đây là một khoảng không gian nhỏ. Nhìn ra xa, có thể thấy được từng ngôi mộ mờ mờ tọa lạc trên những đỉnh núi, xung quanh phần mộ, vẫn cắm một số cây kiếm, cây thương bị gãy, một khoảng tiêu điều cô quạnh. Thậm chí, bên cạnh một số phần mộ, còn có thể thấy được xương cốt, sợ rằng có trải qua thời gian vạn năm, vẫn sẽ tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Đấy là thần tính mà cường giả chiến thần cảnh có được, e là trải qua bao nhiêu năm tháng, cũng không thể tiêu diệt thần tính này. Trên không trung, mây đen trôi từ từ, khiến người ta có cảm giác chết chóc, như bị chèn ép, hô hấp cũng khó. Trong hư không, sương mù lượn lờ, hóa thành từng khuôn mặt đáng ghét, tản ra một loại khí tức cực kỳ nguy hiểm. Oán khí thật mạnh, Chọc Thiên Hồng thở sâu, trong mắt có chút nóng, đối với hắn mà nói, oán khí là loại thuốc rất bổ. Tiêu Phàm híp hai mắt nhìn ra xa, trong lòng có chút nặng nề. Năm đó, đại trưởng lão của Tu La Vương tộc giết vào chiến hồn đại lục, giết đi rất nhiều cường giả, sau này có một số người được thần vô tận chôn cất trong mộ cổ này. Nhưng, luồng oán khí kia vẫn không tiêu tan, ngược lại ngày càng mạnh, thậm chí khiến những ý niệm không cam lòng biến thành sát ý. Sát ý được điều khiển bởi những bộ xương của tu sĩ đã chết, cảm nhận được sự sống, nó sẽ không buông tha, nhất định sẽ đuổi cùng giết tận. Đương nhiên, nếu chỉ là oán khí của một số tu sĩ chiến thần cảnh, bọn họ cũng sẽ không lo lắm, nhưng mấu chốt là, oán khí này là của cường giả thiên thần cảnh. Thậm chí còn có một số oán khí, chủ nhân khi còn sống đã vượt qua thiên thần cảnh, oán khí như vậy, tự nhiên chiến thần cảnh bình thường không thể ngăn cản được. Mặt khác, thần vô tận còn để những người phản bội chiến hồn đại lục, gia nhập vào doanh trại của đại trưởng lão giết chết, vĩnh viễn bảo vệ sự oanh liệt của chiến hồn đại lục. Oán niệm của những người này còn kinh khủng hơn người của chiến hồn đại lục, đấy là sự đáng sợ của vong linh sát mộ. Toàn bộ vong linh sát mộ, dường như không có chút có hội sống, ở đây chỉ có chết chóc. Đi theo bước chân của ta, Tiêu Phàm nói mà không quay đầu lại, sau đó thân hình lóe lên, xuất hiện trên một con đường hẹp quanh co. Xoẹt, tại lúc này, từng đạo ánh sáng phóng thẳng lên trời, xen lẫn với hư không tạo thành một mạng lưới lớn, ngưng tụ thành từng đường vân vừa quỷ dị vừa thần bí. Thần văn huyền ảo khó lường, khiến người ta khó nắm bắt. Mấy người Tiêu Phàm hít vào một hơi lạnh, đề phòng nhìn bốn phía, dù Tiêu Phàm có bản đồ cấu tạo bên trong Tu La Sơn, nhưng trong lòng vẫn không chắc chắn. Lát sau, bọn hắn nghe loáng thoáng được âm thanh huyên náo, như có gì đó đang đến gần bọn họ. Một giây sau, đột nhiên Tiếu Thiên Dương hoảng sợ chỉ ra xa kêu lên, ngươi, các ngươi mau nhìn xem. Đám người nhìn theo hướng chỉ của Tiếu Thiên Dương, trên sườn núi của một đỉnh núi ở xa, từng bộ xương bàn tay từ mặt đất bò lên. Có thể cảm nhận được, thần văn nơi chân trời rải xuống từng đạo năng lượng sóng động như có như không,
như đang kêu gọi những bộ xương khô dưới đất vậy. Lại là một đại trận, thần sắc Tiêu Phàm hơi nghi ngờ, sau đó tăng tốc, mấy người Chọc Thiên Hồng đâu dám do dự, vội vàng đi theo. Nhưng, mọi người mới đi được vài bước, một thân ảnh từ chân trời nhảy xuống, cản đường bọn họ, nhìn kỹ, đó là một bộ xương to lớn của thú tộc. Trên thân bộ xương thú tộc phát ra khí tức rất mạnh, không kèm gì chiến thần cảnh đỉnh phong, cảm nhận được khí thế mạnh mẽ, trong lòng bọn Tiếu Thiên Dương ngầm than nguy rồi. Chọc Thiên Hồng, mở đường, Tiêu Phàm lạnh lùng nói. Vâng, công tử, Chọc Thiên Hồng không chút do dự, bây giờ, hắn chỉ muốn nhanh chóng vượt qua vong linh sát mộ, dù ai ngăn cản hắn, cũng phải chết. Trên thân Chọc Thiên Hồng, một đầu xúc tu bắn ra, quét qua trước người bộ xương thú tộc. Một vệt sáng màu máu hiện ra. Ngay sau đó, bỗng nhiên bộ xương thú tộc hóa thành bột phấn, gió nhẹ thổi qua, không còn lưu lại gì trong hư không. Bộ xương thú tộc có thể rất mạnh, nhưng năng lực của Chọc Thiên Hồng lại càng quỷ dị, oán khí ẩn chứa trong thể nội, cũng chỉ là một loại khí huyết đặc thù mà thôi. Chọc Thiên Hồng đánh nhẹ, đã hạ gục oán khí ẩn chứa trong bộ xương thú tộc. Nhưng, đây mới chỉ là bắt đầu, tiếp theo một bộ xương bị hủy diệt. Ngày càng nhiều bộ xương tiến đến chỗ này. Tám đầu xúc tu của Chọc Thiên Hồng cùng lúc múa lên, chỉ cần đến gần bọn họ đều bị Chọc Thiên Hồng đánh tan nát, đám người Thiếu Thiên Dương trừng mắt nhìn Chọc Thiên Hồng, trong mắt đều mang vẻ khó tin. Nếu như đổi lại là bọn hắn, dù mọi người cùng lên, đoán chừng cũng không làm được gì mấy bộ xương này. Công tử, ta có thể nuốt oán khí của những bộ xương này rồi đi không? Chọc Thiên Hồng nhìn Tiêu Phàm nói. Đấy đều là oán khí của thiên thần cảnh. Nếu như có thể nuốt càng nhiều oán khí, Chọc Thiên Hồng tin rằng, mình rất có khả năng đột phá thiên thần cảnh. Ngươi xác định, Tiêu Phàm cười tủm tỉm nhìn Chọc Thiên Hồng nói. Trong lòng Chọc Thiên Hồng lộp bộp, hắn biết, mỗi khi Tiêu Phàm lộ ra nụ cười như thế, khẳng định là không có gì tốt lành. Thế nhưng, chẳng lẽ mình từ bỏ huyết khí của thiên thần cảnh như vậy sao? Khẽ cắn môi. Chọc Thiên Hồng vẫn gật đầu nói, xác định, nếu có thể dung luyện tất cả oán khí nơi này, thuộc hạ tin rằng, có thể dung luyện mệnh cách cùng tinh thể thần lực. Tay phải Tiêu Phàm nâng cầm, như đang trầm tư, sau đó gật đầu nói, người đã nghĩ như vậy, vậy một lát xuất hiện một ngã ba đường, người hãy chọn con đường bên trái. Chọc Thiên Hồng không hiểu ý của Tiêu Phàm, nhưng hắn vẫn chọn tin tưởng Tiêu Phàm. Nếu như lãnh đồng ở phía trước chúng ta, nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn chắc là cũng đi vào nơi đó. Trong lòng Tiêu Phàm âm thầm nói. Lúc này, từ bốn phía, những bộ xương vong linh ngày càng nhiều, không ngừng xông vào giết bọn họ. Ở giữa đỉnh núi xa xa, chật cứng những bộ xương bò lên từ mặt đất, gào thét bò về phía bọn Tiêu Phàm. Không cần nghĩ cũng biết, những bộ xương vong linh cảm nhận được hạn chế đặc thù nào đó, không dám đến gần con đường quanh con nơi bọn Tiêu Phàm đang đứng. Đây là ưu thế khi có được bản đồ cấu tạo bên trong Tu La Sơn, đại khái Tiêu Phàm có thể nhìn ra một số nơi, biết nơi nào nguy hiểm, nơi nào không nguy hiểm. Nếu hoàn toàn không có nguy hiểm, đó là không có khả năng, chỉ cần đi vào huyệt mộ này, sẽ gặp nguy hiểm. Điều Tiêu Phàm có thể làm, chỉ là khống chế nguy hiểm sao cho nằm trong phạm vi ít nhất. Công tử, phía trước có ngã ba đường. Lát sau, âm thanh Chọc Thiên Hồng vang lên. Chọn con đường bên trái. Tiêu Phàm trả lời, trong mắt của hắn lóe ra tia sáng khác lạ, ngoài sự khẩn trương, còn có chút sốt ruột. Chọc Thiên Hồng kỳ lạ nhìn Tiêu Phàm, nhưng vẫn lựa chọn tin tưởng Tiêu Phàm, dứt khoát chọn đường bên trái của ngã ba. Vừa mới bước vào con đường này, vong linh xương khô càng nhiều hơn, trong lòng Chọc Thiên Hồng lộ ra vẻ hưng phấn. Vong linh xương khô càng nhiều, cũng có nghĩa là hắn sẽ có được càng nhiều oán khí của vong linh thiên thần. Sau đó, ánh mắt của Chọc Thiên Hồng lại nhìn qua Tiêu Phàm, hắn luôn cảm thấy Tiêu Phàm quen với khu vực này, nếu như hắn không quen thuộc, cũng không có khả năng tìm đúng nơi có nhiều vong linh xương khô để đi. Mà nghĩ lại, vừa rồi bọn hắn chọn con đường hẹp quanh co, những vong linh xương khô công kích bọn họ chắc là ít nhất. Nói cách khác, Tiêu Phàm có thể tránh được những vong linh của nơi này. Nghĩ đến đây, trong lòng Chọc Thiên Hồng bớt lo lắng hơn. Nếu Tiêu Phàm đã hiểu rõ khu vực này, vậy chắc sẽ không đưa bọn họ vào chỗ chết. Một thoáng sau, thỉnh thoảng tám đầu xúc tu của Chọc Thiên Hồng lại múa lên, giống như thần binh lợi khí, vô số vong linh xương khô chết trong tay hắn.
cùng với việc hắn hấp thụ oán khí của những vong linh kia, toàn thân Chọc Thiên Hồng hiện ra những tia huyết quang màu đỏ tươi, đó là trình độ thể nghiệm của những oán khí nồng đậm này. Tiêu Phàm theo sát sau lưng Chọc Thiên Hồng, thấy trạng thái của Chọc Thiên Hồng, không khỏi nhíu mày, nói, Chọc Thiên Hồng, ngươi còn chịu được không? Chịu được, Chọc Thiên Hồng khẽ cắn môi, trong con ngươi hiện ra tia huyết quang đỏ tươi, lộ ra vẻ hung tính khát máu. Hấp thu quá nhiều oán khí, trên thân Chọc Thiên Hồng ẩn chứa một loại lệ khí đáng sợ, mà càng ngày càng nhiều theo oán khí hấp thu, luồng lệ khí này càng phát ra càng đáng sợ. Xa xa nhìn lại, bên ngoài tám đầu xúc tu của Chọc Thiên Hồng đều hiện ra những vệt sáng màu máu, như tám cây kiếm màu máu sắc bén vậy. Ầm ầm, từng vong linh xương khô bị Chọc Thiên Hồng xốc lên, bên tai âm thanh không ngừng nổ vang, bụi bặm mịt mù cả hư không, che khuất cả bầu trời. Thời gian chậm rãi trôi qua, huyết quang trên thân Chọc Thiên Hồng càng thêm đỏ ngầu, thậm chí có chút màu tím đen. Công tử, Chọc Thiên Hồng hắn, Tiếu Thiên Dương lo lắng nhìn Chọc Thiên Hồng, thần sắc vô cùng nặng nề. Chọc Thiên Hồng lúc này, toàn thân đều mang một sức mạnh muốn nổ tung, giống như sẽ có thể phát điên bất cứ lúc nào. Nếu đổi lại là người khác, một người mà tiếp nhận nhiều oán khí như vậy, đoán chừng đã sớm nổi điên rồi. Nhưng Chọc Thiên Hồng còn đang nghiến răng nghiến lợi kiên trì. Lông mày Tiêu Phàm hơi nhíu lại, hắn vẫn luôn quan sát trạng thái của Chọc Thiên Hồng. Công tử, ta còn chịu được. Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, Chọc Thiên Hồng đã nói, trong giọng nói chứa đầy luồng khí hung liệt. Vậy thì tiếp tục đi. Tiêu Phàm gật nhẹ, thần sắc khôi phục bình tĩnh. Tiếu Thiên Dương và Kiếm La còn chuẩn bị nói cái gì, đã bị Tiêu Phàm ngắt lời, rồi nói, yên tâm. Trong lòng ta biết rõ. Đương nhiên, Tiêu Phàm sẽ không để Chọc Thiên Hồng xảy ra chuyện gì. Những năm gần đây, nếu như không có Chọc Thiên Hồng hỗ trợ, mọi việc của Tiêu Phàm đã không thể thuận như vậy. Cũng tại lúc này, bỗng nhiên Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn phía trước, trong hư không sương mù đen cuồn cuộn, truyền đến một trận gào thét đáng sợ, chấn động cả không gian. Cuối con đường lớn này, tọa lạc một phần mộ to lớn, tỏa ra sự cổ xưa nhưng cũng đầy sát khí. Kia là, Kiếm La cau mày, toàn thân có cảm giác rùng mình. Các ngươi xem, những vong linh xương khô đều đang run rẩy, thần phục. Tiếu Thiên Dương chỉ những con quái vật xung quanh con đường cổ, kinh hãi nói. Phải biết rằng, những vong linh xương khô này chỉ có bản năng giết chóc, không có ý thức suy nghĩ, không ngờ bọn hắn lại kinh hãi vậy. Có thể làm cho bọn hắn sợ hãi, nguyên nhân duy nhất là... có một sự tồn tại vô cùng mạnh mẽ đang uy hiếp đến ý thức bản năng của bọn hắn. Xem ra đã đến rồi. Tiêu Phàm híp híp hai mắt nói, nhìn chăm chú ngôi mộ kia nói. Gào, lúc này, đột nhiên Chọc Thiên Hồng nổi giận, gầm lên một tiếng, hai mắt phát sáng, hai vệt thần quang huyết sắc cùng xuyên thủng bầu trời, xé nát hư không, toàn bộ hư không nhuộm một màu đỏ máu. Sau đó, huyết sắc quanh người hắn bộc phát. Trong nháy mắt hóa thành bản thể Chọc Mệnh Thiên Vĩ, tám đầu xúc tu gào thét trong hư không, đảo loạn hư không, cả chân trời đều loạn cả lên. Đồng thời, Chọc Thiên Hồng như không muốn sống xông đến phần mộ to lớn kia, nháy mắt đã không thấy bóng dáng, biến mất trong mây mù đen nhánh. Chọc Thiên Hồng, Kiếm La kêu to, muốn xông lên ngăn lại Chọc Thiên Hồng, thì bị Tiêu Phàm níu lại bả vai. Tùy hắn, Tiêu Phàm thản nhiên nói, sau đó đi tiếp trên con đường nhỏ. Cũng may những vong linh xương khô ở bốn phía đều đang nơm nớp lo sợ, nằm sấp không động đậy trên mặt đất, nếu không, bọn Tiêu Phàm sẽ không tránh khỏi một trận chiến lớn rồi. Công tử, Chọc Thiên Hồng điên rồi, nếu gặp vong linh xương khô mạnh, Kiếm La mặc dù tin tưởng Tiêu Phàm, nhưng hắn vẫn có chút lo lắng. Không điên cuồng, không thành thần, thần sắc Tiêu Phàm lạnh nhạt. Không điên cuồng, không thành thần, Kiếm La tự lẩm bẩm, lặp lại câu nói của Tiêu Phàm. Cả đám người nghi hoặc đều không hiểu, nhưng bọn họ đã thấy được sự cường đại của Chọc Thiên Hồng, vong linh xương khô bình thường thì không có khả năng giết chết hắn. Huống chi, trong tình huống hắn đang nổi điên, dường như bỏ mạng để giết nhau với vong linh xương khô, ngoại trừ vong linh xương khô của thiên thần cảnh, không thì cũng không thể nào lấy mạng hắn được. Công tử, người đang cố ý để hắn nổi điên, còn người Thiếu Thiên Dương co lại, kinh hãi nhìn Tiêu Phàm. Tiêu Phàm gật nhẹ. Nói một cách chắc chắn, nếu hắn không nổi điên, thì không thể nào đột phá thiên thần cảnh, đi thôi, phía trước có thể còn vài người đang đợi chúng ta. Dứt lời, Tiêu Phàm phóng bước về phía phần mộ,
tòa phần mộ trông ở rất gần, nhưng bọn Tiêu Phàm đã tốn nửa canh giờ nhưng vẫn chưa đến gần tòa phần mộ kia. Trên đường đi, trong lòng Kiếm La cùng Thiếu Thiên Dương đều rất hiếu kỳ, thật ra là ai đang đợi bọn hắn, còn nữa, ở đây rõ ràng có thể đạp không trung bay lên, tại sao Tiêu Phàm lại không làm vậy? Trong lúc mọi người đang nghi hoặc, một âm thanh nổ vang phía trước, có người đang đánh nhau, tiếng va chạm rất kịch liệt. Trong lòng mọi người kinh ngạc, cùng nhau đi tới, căn bản không thấy được bóng người nào, càng không cần nói đến chiến đấu, vong linh xương khô nằm rạp xuống đất ở bốn phía, chắc không phải những vong linh đang giao chiến. Là Chọc Thiên Hồng, trong lòng Kiếm La có chút vui mừng, Chọc Thiên Hồng biến mất trong thời gian dài như vậy, có lẽ đã sớm ở đây mà đại khai sát giới. Nhưng, khi bọn họ chạy đến cách khoảng vài dặm, thì lộ ra một tia thất vọng. Ở nơi xa, mấy đạo thân ảnh rơi vào tầm mắt bọn Tiêu Phàm, mấy người cầm đầu, mấy người Tiêu Phàm đều biết, không chỉ là quen biết mà còn rất quen thuộc. Chỉ là khiến bọn Kiếm La kinh ngạc, tại sao bọn họ lại đánh nhau ở đây? Lãnh Lưu Cảnh, người điên rồi. Một tiếng gầm thét chuyển ra từ một người trong đó, đó là một thanh niên mặc áo choàng đen, từng nhát kiếm chém ra, không ngừng lùi về sau, toàn thân phát ra khí tức vô cùng cuồng bạo. Người công kích hắn điên cuồng không phải ai khác, mà là Lãnh Lưu Cảnh, trông như Lãnh Lưu Cảnh nhất định phải lấy cho bằng được mạng hắn vậy. Điên ư, ta đúng là điên rồi. Lãnh Đồng, người bất nhân với ta, cũng đừng trách ta bất nghĩa với ngươi. Lãnh Lưu Cảnh sát khí đằng đằng, cả người như điên cuồng. Ta bất nhân với ngươi thế nào, ta chỉ là đến chỗ này sớm hơn thôi mà. Vả lại là dựa vào bản lĩnh của ta. Lãnh Đồng phẫn nộ quát. Thực lực của Lãnh Đồng dù không tệ, nhưng thực lực của Lãnh Lưu Cảnh cũng không thua hắn, vả lại còn liều mạng như vậy, thì Lãnh Đồng cũng sẽ không chịu nổi. Hừ, tại của ải thứ ba, người đã ám sát ta, không lẽ không phải bất nhân sao? Giết chết 13 người của ta, ta cũng phải bắt 13 người của ngươi đền mạng. Lãnh Lưu Cảnh gào thét. Nghe nói thế, Tiêu Phàm ở xa vừa mới chạy đến lộ ra thần sắc kỳ lạ, trong lòng âm thầm trầm ngâm nói, trước đó, những người chết trong âm sát tuyệt trận không lẽ là người của Lãnh Lưu Cảnh. Lát sau, đột nhiên Tiêu Phàm nhếch miệng cười, nói thật đúng là một sự hiểu lầm hoàn hảo. Trong nháy mắt, Tiêu Phàm như đã hiểu ra điều gì, vết máu trong âm sát tuyệt trận, chắc là của thuộc hạ của Lãnh Lưu Cảnh, nhưng hắn không nghĩ tới, Lãnh Lưu Cảnh lại nghĩ là Lãnh Đồng gây ra. Nếu như Lãnh Lưu Cảnh biết, cái chết của 13 thuộc hạ hắn, chỉ là do Tiếu Thiên Dương thử uy lực của âm sát tuyệt trận, tạo thành từ một tiếng ho nhẹ, có thể tức đến ói máu, hoặc ngất tại chỗ sao? Công tử, vết máu trong âm sát tuyệt trận trước đó là thuộc hạ của Lãnh Lưu Cảnh sao? Kiếm La nghi ngờ hỏi Tiêu Phàm, bọn hắn còn không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Chắc vậy, Tiêu Phàm gật đầu nói, sau đó nhìn Tiếu Thiên Dương nói, và lại. Cái chết của những người kia chắc là do tiếng ho của tên tiểu tử Thiên Dương. À, cả đám người kinh ngạc. Tiêu Phàm đơn giản thuật lại một lần những gì mình suy đoán, khóe miệng bọn Kiếm La co giật một chút, Thiếu Thiên Dương ngờ nghịch đứng tại chỗ. Không thể nào, Lãnh Lưu Cảnh và người của hắn sao lại xui xẻo như vậy. Lâu sau, Thiếu Thiên Dương mới lấy lại tinh thần, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Lãnh Lưu Cảnh. Nơi xa, Lãnh Đồng nghe được Lãnh Lưu Cảnh nói. Lập tức quát lớn, chết tiệt. Lão tử có cần phải hại ngươi không, hại ngươi rồi có gì lợi cho ta chứ? Dù ta muốn hại ngươi, thì cũng phải lợi dụng ngươi để vượt qua cửa ải thứ tư, hoặc có thể là cửa thứ năm chứ, giết chết ngươi và người của ngươi ở cửa thứ ba, ta đâu có bệnh. Lãnh Lưu Cảnh nghe vậy, thần sắc có chút kinh ngạc, lập tức dừng tấn công, nhanh chóng suy nghĩ lại. Trước đó bởi vì phẫn nộ, hắn chỉ muốn báo thù, không kịp suy nghĩ nhiều, vả lại. Theo phân tích của hắn, trong những người đó thì chỉ có Lãnh Đồng có thể đối phó với hắn. Cho nên từ lúc bắt đầu, Lãnh Lưu Cảnh đã ra nhận định, cho rằng Lãnh Đồng là người hại mình. Nhưng bây giờ suy nghĩ kỹ, thì phát hiện ra mọi chuyện không đơn giản như vậy, dường như Lãnh Đồng không có động cơ để giết mình. Về thực lực, thần vô tâm mới là mạnh nhất, tiếp theo là Tả Giang Lệ, người đã giác ngộ một linh hồn khác, sau đó mới đến Lãnh Lưu Cảnh hắn và Lãnh Đồng. Nếu Lãnh Đồng có âm mưu hãm hại ai, vậy chắc sẽ hại chết thần vô tâm và Tả Giang Lệ trước. Chỉ có như vậy, Lãnh Đồng hắn mới có cơ hội thừa kế Tu La Vương. Dù sao, thực lực của Lãnh Lưu Cảnh hắn cũng không kém, đến lúc đó có thể chế ngự thần vô tâm và Tả Giang Lệ.
ngươi suy nghĩ kỹ một chút đi, ngoại trừ ngươi cho là ta, còn ai sẽ hại ngươi? Lãnh Đồng thấy Lãnh Lưu Cảnh không tiếp tục ra tay nữa, thở dài một hơi. Tiêu Phàm, Lãnh Lưu Cảnh không chút nghĩ ngợi phun ra hai chữ, sát ý như hàn băng quét sạch tứ phương. Không sai, Tiêu Phàm là có khả năng muốn giết ngươi nhất. Lãnh Đồng không chút do dự nói, hắn mặc kệ có phải là Tiêu Phàm hay không, cũng phải đem cơn giận của Lãnh Lưu Cảnh chuyển hướng sang Tiêu Phàm đã. Ngươi nói không sai, ta muốn giết hắn, nhưng còn muốn giết ngươi hơn. Đột nhiên, một âm thanh đạm mạc vang lên, Lãnh Đồng và Lãnh Lưu Cảnh quay lại nhìn, những tu sĩ khác cũng đề phòng tìm nơi phát ra âm thanh đó. Tiêu Phàm, tất cả mọi người kêu lên kinh ngạc. Người tới chính là Tiêu Phàm, Lãnh Đồng cùng Lãnh Lưu Cảnh không nghĩ rằng Tiêu Phàm đến nhanh như vậy, hắn không phải đang đại chiến với Sơn Chủ Tu La sao? Chẳng lẽ Sơn Chủ Tu La đã bị hắn giết chết rồi? Chỉ có khả năng này, thì Tiêu Phàm mới có thể đến được đây nhanh như vậy. Tiêu Phàm dẫn theo bọn kiếm la chậm rãi tiến tới chỗ Lãnh Đồng, thật ra hắn chưa định xuất hiện, chuẩn bị xem màn chó cắn chó của bọn chúng. Nhưng không ngờ Lãnh Đồng đã thành công dập tắt ngọn lửa giận của Lãnh Lưu Cảnh, sau khi bình tĩnh lại, với con người của Lãnh Lưu Cảnh, sẽ không tiếp tục liều chết đánh Lãnh Đồng nữa, vậy thì Tiêu Phàm tự xuất hiện thôi. Tiêu Phàm, đúng là ngươi đang dở trò. Lãnh Lưu Cảnh như quên đi Tiêu Phàm mạnh thế nào, đáng ra ngọn lửa đã được dập tắt lại bắt đầu nhen lên lại. Ta có thể thề, ta không có dở trò quỷ gì. Tiêu Phàm nhún nhún vai, một vẻ không liên quan đến mình, cười nói ta cũng chỉ vừa đến đây mà thôi. Lãnh Lưu Cảnh tỏ vẻ phiền muộn, nếu như không phải là Tiêu Phàm, vậy là ai đã giết chết 13 thuộc hạ của hắn trong âm sát tuyệt trận. Dù sao chuyện cũng không liên quan đến ta. Lãnh Đồng hừ lạnh một tiếng nói. Sau đó hắn quay người chuẩn bị dẫn người của hắn rời đi. Chuyện không liên quan tới ngươi, vậy ngươi chạy làm gì? Lãnh Lưu Cảnh giận dữ, một kiếm chém về phía Lãnh Đồng lần nữa. Lãnh Đồng thấy thế, biến sắc, phẫn nộ quát, Lãnh Lưu Cảnh, ngươi cần phải biết, hai chúng ta cùng bị thương, thì cuối cùng ai là người có lợi? Đương nhiên ta biết, Lãnh Lưu Cảnh đằng đằng sát khí nói, nhưng hắn nuốt không trôi cơn giận này, quát lên, huống chi. Vừa rồi ngươi đã giết hai người của ta, vụ này cũng phải tính. Cũng khó trách Lãnh Lưu Cảnh lại giận đến thế, chỉ còn hai người sống sót ra khỏi âm sát tuyệt trận, nhưng lúc nãy lại bị Lãnh Đồng giết chết. Hắn thấy rằng, nếu Lãnh Đồng không phải trong lòng có tính toán, thì sao lại giết luôn hai người còn lại của hắn? Tiêu Phàm cũng không nghĩ tới, Lãnh Lưu Cảnh lại là người nóng nảy như vậy, mình còn ở đây, hắn vẫn đánh nhau với Lãnh Đồng. Nhưng nghĩ lại cũng thấy đúng. Lãnh Lưu Cảnh biết hắn không phải là đối thủ của Tiêu Phàm, vậy chỉ có thể trút giận lên Lãnh Đồng. Vẻ mặt Lãnh Đồng phiền muộn, cái gì mình cũng không làm, lại rước họa vào thân, trong lòng hắn cũng kìm nén cơn giận không có nơi phát tiết. Về phần hai thuộc hạ của Lãnh Lưu Cảnh, Lãnh Đồng không hề để tâm đến, ngày đó vì muốn hãm hại Tiêu Phàm, hắn giết chết không ít người của mình, thì sao lại bận tâm đến mạng sống của những người khác chứ? Nếu Tiêu Phàm không phải đang nhìn chằm chằm ở cách đó không xa, hiện tại Lãnh Đồng thật sự muốn liều mạng với Lãnh Lưu Cảnh. Phù một tiếng, tốc độ của Lãnh Lưu Cảnh rất nhanh, lách mình một cái đã xuất hiện trước mặt Lãnh Đồng, một nhát kiếm chém vào hư không, kiếm khí sắc bén xé rách hư không. Tốc độ của Lãnh Đồng cũng không chậm, nhưng vẫn bị kiếm khí chém trúng, xé rách áo choàng, ngực hắn lộ ra một vết máu tươi. Lãnh Lưu Cảnh, ngươi đừng ép ta. Thấy Lãnh Lưu Cảnh đuổi theo không tha, cuối cùng Lãnh Đồng cũng nổi giận, trong con ngươi hiện lên ngọn lửa màu đen. Hừ, ta đã sớm muốn lĩnh giáo đồng thuật của ngươi, có thật sự lợi hại như vậy. Ngữ khí Lãnh Lưu Cảnh lạnh băng, thậm chí có chút không tin. Nếu ngươi muốn chết, thì ta sẽ giúp ngươi. Thần sắc của Lãnh Đồng phát lạnh, bỗng nhiên, con ngươi của hắn phun ra hai vệt sáng đen. Hai vệt sáng đen hóa thành hai vòng xoáy, cắt đứt hư không. Trong nháy mắt cả bầu trời như sụp đổ. Giết, tâm niệm Lãnh Đồng khẽ động, trong vệt sáng đen ẩn hiện một cái bóng đen, trông như là một vị ma thần vậy, uy lực vô cùng bá đạo. Vòng xoáy màu đen giao sát cả khuôn viên xung quanh vài dặm, bao phủ luôn cả bọn Tiêu Phàm. Thần sắc Tiêu Phàm thay đổi, ngay lúc này, trong bóng tối hiện ra một nhát sắc bén, đâm trực tiếp vào ngực Tiêu Phàm. Trò vặt này cũng có thể khoe trước mặt ta sao? Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, bỗng nhiên thân hình của hắn biến mất tại chỗ. Bóng Tiêu Phàm mới vừa biến mất,
một nhát kiếm chém trúng bóng của hắn, kế tiếp một bóng trắng xuất hiện tại chỗ Tiêu Phàm đã đúng, đó là Lãnh Lưu Cảnh. Không cần nghĩ cũng biết, vừa rồi va chạm của Lãnh Lưu Cảnh và Lãnh Đồng là giả, mục đích của họ là giết chết Tiêu Phàm, nhưng họ không ngờ, Tiêu Phàm đã nhận ra kế hoạch của họ. Làm sao có thể, Lãnh Lưu Cảnh thấy thân ảnh bị trường kiếm đâm trúng từ từ biến mất, lộ ra vẻ kinh hãi, tốc độ của hắn đã rất nhanh, mà Tiêu Phàm vẫn có thể thoát được. Ngươi có phải đang tìm ta không? Lúc này, tại sau lưng Lãnh Lưu Cảnh, đột nhiên truyền đến một âm thanh, Lãnh Lưu Cảnh cảm thấy lạnh trên cổ, toàn thân run rẩy kịch liệt. Phụt một tiếng, một thanh trường kiếm xuyên qua ngực Lãnh Lưu Cảnh chậm rãi quay đầu, nhìn thấy Tiêu Phàm đang lạnh lùng nhìn hắn. Tiêu Phàm, ngươi, Lãnh Lưu Cảnh phun ra một ngụm máu. Thật sự không phải ta. Tiêu Phàm thu lại trường kiếm đặt trên cổ Lãnh Lưu Cảnh, nhún vai nói, một vẻ mặt không liên quan đến ta. Lãnh Lưu Cảnh thuận theo ánh mắt của Tiêu Phàm nhìn qua, thấy được đằng sau của hắn, còn một thân ảnh đứng đó, đó là một thanh niên mặc áo choàng trắng, vô cảm nhìn lấy hắn. Tiếu Thiên Dương, Lãnh Lưu Cảnh nghiến răng nghiến lợi, nằm mơ hắn cũng không nghĩ tới, mạng của mình lại kết thúc trong tay Tiếu Thiên Dương. Là ta, Tiếu Thiên Dương nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng như tuyết. Lát sau, Tiếu Thiên Dương nói thêm một câu, đúng rồi. Trước đó tại cửa thứ ba trong âm sát tuyệt trận, người giết thuộc hạ của ngươi hình như là ta, nhưng ta dám thề, là ta vô ý đó. Âm thanh rơi xuống, trường kiếm trong tay Tiếu Thiên Dương khẽ run lên, kiếm khí sắc bén chém vào lục phủ ngũ tạng của Lãnh Lưu Cảnh. Ngươi, rốt cuộc Lãnh Lưu Cảnh cũng nhịn không được, phun ra mấy ngụm máu tươi, cả người không còn huyết sắc, sự sống dần dần tiêu tan. Một kiếm của Tiếu Thiên Dương không chỉ đâm hắn bị thương, còn phong ấn luôn biển thần lực của hắn, căn bản không thể động đậy được. Thậm chí ngay cả linh hồn cũng bị một sức mạnh cường đại trói buộc, không thể thoát được. Ngươi yên tâm, chỉ là ngươi đi trước một bước mà thôi, lập tức Lãnh Đồng sẽ đến với ngươi. Tiêu Phàm nhàn nhạt nhìn Lãnh Lưu Cảnh một chút. Tại sao ngươi nhìn ra được? Lãnh Lưu Cảnh vẫn không cam lòng, lúc nãy hắn và... Trong một lúc, vong linh xương khô đã chiếm cứ cả trời đất, khí tức hung lệ, cuồng bạo, lạnh lẽ quét sạch bốn phía. Những vong linh xương khô thực sự rất nhiều, nhiều đến nỗi cường giả thiên thần cũng phải run rẩy. Bọn Lãnh Đồng còn chưa kịp trốn đến chỗ bọn Tiêu Phàm, đã bị đại quân vong linh hoàn toàn bao phủ, chỉ còn nghe thấy từng tiếng kêu thảm thiết từ xa truyền đến. Không cần nghĩ cũng biết, Lãnh Đồng cùng thuộc hạ của hắn mà bị một đám vong linh xương khô vây quanh, sẽ có hậu quả gì? Mọi người cẩn thận, Tiêu Phàm nhìn đám người một chút. Sau đó đạp không nhảy lên. Thuộc hạ của Lãnh Đồng có lẽ sẽ ở lưu nơi này, nhưng hắn không tin Lãnh Đồng sẽ chết như thế. Quả nhiên, mấy giây sau, một vòng xoáy đen phát ra trong đám vong linh xương khô, nuốt chửng những vong linh xương khô đang ngập cả bầu trời. Ngay sau đó, một thân ảnh áo đen xông ra khỏi đám vong linh xương khô, ngoại trừ Lãnh Đồng thì còn có thể là ai? Không thể không nói, đồng thuật của Lãnh Đồng đặc biệt bá đạo. Chẳng những có sự công kích vật lý, còn có sự công kích linh hồn, những vong linh xương khô này đều được điều khiển bởi oán khí của một số cường giả, nên sợ nhất là sự công kích của linh hồn. Cũng vì vậy, Tiêu Phàm mới tin Lãnh Đồng có thể giết ra ngoài. Đúng là Lãnh Đồng đã giết được ra ngoài, nhưng trông cũng khá chật vật, trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ, có thể sống sót thoát ra ngoài, thực sự là hắn đã rất may mắn. Nhưng mà... Khi ánh mắt của hắn nhìn thấy thân ảnh phía trước, vẻ mắt mừng rỡ biến mất, sau đó trở nên vô cùng lạnh lùng. Tiêu Phàm, Lãnh Đồng cắn răng nghiến lợi nhìn Tiêu Phàm, lạnh lùng quát, là ngươi, ngươi cố ý hại ta. Ta hại ngươi lúc nào? Tiêu Phàm nhìn Lãnh Đồng cười, nói. Ngươi còn muốn rảo biện? Lãnh Đồng quát mắng, hiện tại, dù là đối mặt với Tiêu Phàm, cũng không e ngại bất cứ gì, hắn biết rất rõ, hôm nay không phải hắn. Thì sẽ là Tiêu Phàm chết. Lần trước tại thành Thiên Thương Thần, ngươi cho ta tàn quyển cũ, ngươi nhất định đã dở trò rồi. Muốn ta đi con đường này để chịu chết sao? Đáng tiếc, đã không như mong muốn của ngươi. Lãnh Đồng hận rằng không thể lập tức xông lên chém Tiêu Phàm thành tám mảnh, sát ý vô tận trong lòng hắn không có cách nào phát tiết được. À, ngươi nói tán quyển cũ kia, ngữ khí của Tiêu Phàm vẫn bình thản, không phủ nhận. Bởi vì hắn thực sự đã dở trò trong cuốn sách cổ kia rồi. Sở dĩ hắn làm như thế, một là lúc ấy Lãnh Đồng đang uy hiếp hắn,
hai là hắn không thể để bản đồ về cấu tạo bên trong Tu La Sơn đưa cho người khác được. Đương nhiên, nếu lúc đó, thái độ của Lãnh Đồng tốt một chút, Tiêu Phàm cũng sẽ không cố ý thay đổi bản đồ để dụ Lãnh Đồng đến chỗ này. Dù sao, Tiêu Phàm cũng biết rất rõ, phần mộ ở cuối con đường cổ này đang chôn cái gì, nếu không giết chết được Lãnh Đồng, cũng sẽ khiến hắn bị trọng thương. Nếu Lãnh Đồng không uy hiếp Tiêu Phàm, quá lắm Tiêu Phàm cũng chỉ dụ hắn đến con đường cổ khác, không đến nỗi đe dọa tính mạng. Nghe Tiêu Phàm nói vậy, con người Lãnh Đồng càng thêm lạnh lẽo, còn phát ra thêm ánh mắt khát máu, lạnh giọng nói, ta biết ngươi rất mạnh, nhưng nếu ngươi muốn giết ta, ngươi và người của ngươi cũng chưa chắc thoát được khỏi đây. Lúc này, vong linh xương khô ở bốn phía đang điên cuồng giết tới, bọn kiếm la đang đánh nhau với những vong linh xương khô. Thật ra, thực lực của bọn kiếm la rất mạnh, nhưng không thể làm gì những vong linh xương khô, vì quá nhiều rồi. Người của Lãnh Đồng đều đã bị vong linh xương khô giết chết rồi, hắn tin rằng, người của Tiêu Phàm chắc chắn cũng sẽ không kiên trì được bao lâu. Thật vậy sao? Ánh mắt của Tiêu Phàm bình tĩnh, từng bước bước đến chỗ Lãnh Đồng, dường như không hề lo lắng cho sống chết của bọn kiếm la. Con người của Lãnh Đồng có chút co rụt lại, ngay cả người của mình, Tiêu Phàm cũng không lo, chỉ muốn giết chết mình. Khẽ cắn môi, Lãnh Đồng uy hiếp nói, Tiêu Phàm, người đừng ép ta. Ra tay đi, Tiêu Phàm thản nhiên nói, dù thế nào, hắn cũng sẽ không tha cho Lãnh Đồng. Lãnh Đồng nhiều lần đối địch với hắn cũng thôi đi, lần nào cũng muốn đẩy hắn vào chỗ chết, thậm chí không tha cho bọn kiếm la luôn. Loại người này, dựa vào gì mà Tiêu Phàm phải buông tha? Chưa từng kiếm chuyện với Lãnh Đồng, Tiêu Phàm chỉ là không muốn khai chiến với Tu La Sơn, vả lại, Tu La Sơn đại diện cho Tu La Vương tộc trước kia. Ai biết được Tu La Sơn có mời được người của Tu La Vương tộc, nếu như thật sự khai chiến, Tiêu Phàm cũng sẽ không có lợi gì. Đây cũng là lý do mà Tiêu Phàm không liều sống liều chết với Sơn chủ Tu La Sơn, hắn rất kỵ Tu La Vương tộc ở đằng sau của Tu La Sơn. Nếu ngươi muốn chết, vậy ta sẽ đồng ý với ngươi vậy. Âm thanh của Lãnh Đồng lạnh lẽo, con ngươi đỏ ngầu nhìn Tiêu Phàm, dần dần trở nên vô cùng yêu dị. Trước đó lúc hắn sử dụng đồng thuật, con ngươi vẫn là màu đen, nhưng bây giờ, con ngươi biến thành màu đỏ đen, trông càng thêm rét lạnh, khiến người ta run sợ. Thậm chí, Tiêu Phàm nhìn thấy trong con mắt của hắn, còn răng đầy những đường vân, ngưng tụ thành hình dáng của một đóa hoa màu đen. Tiêu Phàm nhíu mày, chân không hề dừng lại, trên người hắn phát ra lực huyết mạch yếu ớt, những vong linh xương khô ở khắp nơi cảm nhận được lực lượng trên người Tiêu Phàm, bị dọa đến nỗi tránh ra. Luyện ngục thần quang, tại lúc này, Lãnh Đồng thét lên một tiếng nổ vang, lập tức, trong cặp mắt của hắn kích xạ ra hai vệt sáng huyết hắc, những nơi hắn đi qua, tất cả đều bị hóa thành cho bụi. Dù là những vong linh xương khô, lúc chạm phải vệt sáng máu đen kia, cũng bị hủy diệt trong nháy mắt, ngay cả một chút lực để ngăn cản cũng không có. Càng quỷ dị hơn chính là, những nói mà vệt sáng huyết hắc kia đi qua, rất lâu hư không vẫn không thể phục hồi như cũ, vẫn là một mảnh tối tăm, thậm chí còn có thể thấy mờ mờ, trong bóng tối còn có những tia lửa huyết hắc đang cháy. Nghiệp hỏa, Tiêu Phàm hơi kinh ngạc, luyện ngục Tu La của hắn có thể điều khiển nghiệp hỏa, không ngờ Lãnh Đồng cũng có thể thi triển sức mạnh của nghiệp hỏa. Nhưng, Lãnh Đồng không coi nghiệp hỏa như hỏa diễm mà sử dụng, mà là ngưng tụ thành tia sáng, dù tốc độ và uy lực đều cường đại hơn nhiều so với luyện ngục Tu La, mà còn là một kích giết chết. Không thể không nói, trong đồng thuật, Lãnh Đồng đã đạt đến đỉnh cao, chắc chắn là không ai sánh bằng. Tiêu Phàm cũng không thoái lui, khi chùm sáng huyết hắc kia đến gần, đột nhiên Tiêu Phàm nhắm lại hai mắt. Hiện tại biết đang chờ chết sao? Lãnh Đồng tùy tiện cười to, hắn rất tin vào đồng thuật của mình. Nếu trước đó, Tiêu Phàm trốn tránh, còn hy vọng chạy thoát thành công, nhưng bây giờ, Tiêu Phàm muốn trốn cũng không được. Nghĩ đến việc Tiêu Phàm sẽ chết dưới đồng thuật của mình, trong lòng Lãnh Đồng không hiểu sao lại kích động lên, bất giác trên mặt lộ ra một nụ cười. Nhưng, một khắc sau, nụ cười trên mặt Lãnh Đồng đưa lại, cả kinh kêu lên, không thể nào. Sao ngươi ngăn cản được luyện ngục thần quang? Chỉ một thoáng, con người của Lãnh Đồng nhìn vào con mắt của Tiêu Phàm, và thấy được, đột nhiên con mắt bên phải của Tiêu Phàm mở ra. Không sai, hắn chỉ mở con mắt bên phải, nhưng vệt sáng huyết hắc kia đã không đến gần Tiêu Phàm một chút nào. Nhìn kỹ thì phát hiện,
mắt phải của Tiêu Phàm đen kịt một màu, giống như một lỗ đen hư vô minh mông, vô cùng trống rỗng, nhưng tản ra một khí tức mang tính hủy diệt. Con mắt này, như có thể làm chủ sinh mệnh của bất kỳ ai, vô cùng đáng sợ. Mắt phải dập dờn phát ra một vết sáng màu đen, tạo thành từng cơn sóng vây quanh người Tiêu Phàm, khi luyện ngục thần quang đánh trúng những cơn sóng màu đen này, dường như biến mất một cách quỷ dị, như chưa từng xuất hiện qua vậy. Ngươi, vậy mà ngươi tu luyện được đôi mắt trong truyền thuyết. Lãnh Đồng kinh hãi nhìn Tiêu Phàm, dọa đến nỗi phải lui lại mấy bước. Lãnh Đồng cực kỳ tự tin đối với đồng thuật của mình, nhưng hắn không ngờ được, đồng thuật của Tiêu Phàm cũng đáng sợ như vậy, lại có thể ngăn cản đồng thuật công kích của hắn. Nhất thời, trong lòng của hắn dâng lên một loại cảm giác thất bại. Trước đó va chạm với thân thể Tiêu Phàm, bị Tiêu Phàm một quyền đánh bay, Lãnh Đồng còn không có tức giận như vậy, bởi vì nhục thân không phải ưu thế và điểm mạnh của hắn. Nhưng đồng thuật, nhìn khắp thiên địa lao ngục, Lãnh Đồng hắn dám xưng thứ hai, tuyệt đối không ai dám xưng thứ nhất. Nhưng bây giờ, hắn ở ưu thế của mình, vậy mà bại bởi Tiêu Phàm, điều này khiến hắn không thể chấp nhận được. Nhất là con mắt phải đen nhánh kia của Tiêu Phàm, khiến Lãnh Đồng sinh lòng bất lực. Sao ngươi có thể tu luyện ra luân hồi chi mâu? Lãnh Đồng vẫn có chút không cam lòng nói, sau đó lại bỗng nhiên lắc đầu, không đúng, đây không phải luân hồi chi mâu, mà ngươi chỉ tu luyện một con mắt mà thôi. Tiêu Phàm không để ý đến Lãnh Đồng, hắn xác thực không có tu luyện luân hồi chi mâu, luân hồi quá mức ảo diệu, hắn vẻn vẹn chỉ là chiến thần cảnh mà thôi, làm sao có khả năng chạm tới luân hồi ảo diệu. Có điều, con mắt này của hắn... dùng để ngăn cản luyện ngục thần quang của Lãnh Đồng cũng là đủ rồi, trừ phi Lãnh Đồng còn có thủ đoạn đồng thuật khác. Ha ha, thì ra là thế. Tiêu Phàm, ngươi chỉ có tu luyện ra một con mắt tử vong mà thôi, mạnh hơn nữa thì ngươi có thể mạnh hơn đến đâu. Lãnh Đồng lại khôi phục vẻ tự tin. Lời vừa dứt, đồng tử huyết hắc sắc của hắn lần nữa phát sinh biến hóa, lần này, lại hoàn toàn biến thành màu đỏ máu, cả người tản ra một luồng lệ khí ngập trời. Trung cực đồng thuật, tàn sát không gian. Lãnh Đồng quát nhẹ một tiếng, trong đồng tử lập tức kích xạ ra từng đạo huyết sắc lưu quang, không gian trước mắt hắn, phạm vi bên trong hơn 10 dặm, bỗng nhiên biến thành màu đỏ máu. Đồng thuật này, vốn dĩ bên trong quần chiến mới là hữu dụng nhất, có thể điều khiển tâm trí tu sĩ trong phạm vi nhất định, cũng may nơi này có vô số xương khô vong linh, Lãnh Đồng còn có thể điều khiển những xương khô vong linh này đối phó Tiêu Phàm. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh cực kỳ quỷ dị đang ăn mòn linh hồn của hắn, toàn thân chấn động, linh hồn của hắn cảm nhận được một sự dày vò đau đớn. Tiêu Phàm vội vàng triệu hồi sinh tử luân hồi đồ, muốn ma diệt sức mạnh này, nhưng luồng sức mạnh này dường như tồn tại vô hình, căn bản đụng không đến được. Đây là đồng thuật gì vậy? Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng, sức mạnh của đôi đồng tử này, quá mức quỷ dị, thậm chí ngay cả hắn cũng không chống cự được. Hắn khẽ cắn môi, bỗng nhiên lắc lư cái đầu, thừa nhận sự đau đớn này khiến cho người ta khó có thể chịu đựng được. Có điều Tiêu Phàm không phát hiện ra chính là, trong mắt của hắn đều biến thành huyết hồng sắc, ngay sau đó, hắn cảm giác một luồng sức mạnh vô cùng cường đại tập trung vào bản thân mình. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía xương khô vong linh chung quanh, Tiêu Phàm ngạc nhiên khi thấy toàn thân xương khô vong linh trong phạm vi mấy chục dặm đột nhiên hiện lên một vầng sáng huyết sắc. Như là máu nhuộm. Hơn nữa, tất cả xương khô vong linh đều bộc phát ra sát ý ngút trời, từng bước một tới gần phía hắn. Giết, Lãnh Đồng ra lệnh một tiếng, xương khô vong linh đầy trời không chút do dự mãnh liệt đánh tới Tiêu Phàm, dù là Tiêu Phàm dùng lực huyết mạch trấn nhiếp, những xương khô vong linh kia cũng không còn e ngại. Sắc mặt Tiêu Phàm trầm xuống, hắn không ngờ được đồng thuật của Lãnh Đồng vậy mà có thể mê hoặc những xương khô này cho bản thân sử dụng. Có điều hắn cũng biết, Lãnh Đồng thi triển đồng thuật này, tiêu hao đối với tự thân chắc chắn cũng rất lớn, hơn nữa có tính hạn chế nhất định. Bằng không mà nói, Lãnh Đồng sớm trước đó sẽ sử dụng, sẽ không trơ mắt nhìn thuộc hạ của mình chết vô ích, dù sao những thuộc hạ này vẫn là trung thành đối với hắn. Hơn nữa, nếu như có thể điều khiển tất cả xương khô vong linh nơi này đối phó Tiêu Phàm, Lãnh Đồng không có bất cứ chút do dự nào, nhưng trước đó Lãnh Đồng cũng không sử dụng đồng thuật này. Khả năng duy nhất chính là, sử dụng đồng thuật này có tác dụng phụ rất lớn đối với hắn. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn về Lãnh Đồng phía xa, lại là phát hiện, đồng tử của Lãnh Đồng vậy mà chảy ra một tia máu tươi, cặp mắt kia tựa như mù.
mù. Tiêu Phàm có chút kinh ngạc, đồng thuật này cố nhiên bá đạo, nhưng tổn thương đối với cơ thể cũng rất lớn. Đây quả thực là chiến pháp lưỡng bại câu thương, linh hồn Tiêu Phàm vẫn đang tiếp nhận luồng sức mạnh kia xâm nhập, quanh thân linh hồn bản thể đều hiện ra huyết quang. Nếu như không phải linh hồn Tiêu Phàm đủ cường đại, đoán chừng giờ phút này cũng đã mất đi lý trí, cùng những xương khô vong linh kia, biến thành cỗ máy giết chóc. Thân thể Tiêu Phàm có chút rung động, hắn đang ra sức ma diệt luồng năng lượng ăn mòn kỳ lạ kia bên trong thần cung, nhìn thấy xương khô vong linh đen nghịt đánh tới, hai mắt Tiêu Phàm hiện ra ánh sáng lạnh. Lãnh Đồng ra lệnh một tiếng, trường kiếm trong tay khuấy động, lách mình hướng phía Tiêu Phàm vọt tới, cho dù là mù hai mắt, hắn cũng không có đào tẩu, mà là muốn nhân cơ hội này giết Tiêu Phàm. Tốc độ của Lãnh Đồng rất nhanh, chớp mắt đã đến trước người Tiêu Phàm, trường kiếm phóng ra kiếm mang dài chừng 10 trượng hung hăng đâm vào ngực Tiêu Phàm. Keng, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tiêu Phàm đột nhiên động, Tu La kiếm trong tay hắn khẽ run lên, đụng vào kiếm trong tay Lãnh Đồng. Ngươi không có sao cả? Lãnh Đồng nhắm chặt hai mắt, kinh hãi hướng về Tiêu Phàm nói. Vừa rồi một kích kia, thế nhưng là át chủ bài lớn nhất của hắn, trực tiếp đánh trọng thương linh hồn, mặc dù không thể lập tức giết Tiêu Phàm, nhưng chỉ cần Tiêu Phàm chần chờ như vậy trong khoảnh khắc, hắn liền có thể tùy ý giết Tiêu Phàm. Nhưng Lãnh Đồng không ngờ được chính là, Tiêu Phàm vậy mà chẳng có hề hấn gì, phản ứng còn có thể nhanh chóng như vậy, Lãnh Đồng biết mình vẫn đánh giá thấp thực lực Tiêu Phàm. Đồng thuật của hắn xác thực rất lợi hại, nhưng cũng không phải là vô địch, đồng thuật của Tiêu Phàm có lẽ không bằng hắn, nhưng thực lực tổng thể lại mạnh mẽ hơn rất nhiều so với hắn. Hay cho một cái không gian tàn sát, hắn hỏi một đằng, Tiêu Phàm trả lời một nẻo, sắc mặt băng lãnh nhìn Lãnh Đồng nói, đáng tiếc, ngươi vẫn là đánh giá bản thân quá cao, nếu như vừa rồi ngươi chạy trốn, ta còn chưa hẳn có thể giết chết ngươi. Nhưng bây giờ, lời vừa dứt, Tiêu Phàm đột nhiên làm một đường kiếm hoa, Tu La kiếm bộc phát ra từng đạo huyết sắc kiếm khí gợn sóng, một kiếm chém đứt cánh tay của Lãnh Đồng. A, Lãnh Đồng kêu thảm một tiếng, thân thể cực nhanh lui lại, trong nháy mắt biến mất bên trong đám xương khô vong linh. Tiêu Phàm, ta muốn ngươi chết, muốn ngươi thần hồn câu diệt. Lãnh Đồng ra sức gào thét, nỗi đau cụt tay, khiến hắn vô cùng điên cuồng, không giết Tiêu Phàm thể không dừng lại. Đoán chừng ngươi không thấy được nữa rồi. Lãnh Đồng lời còn chưa dứt, bên cạnh hắn lại nhấp nháy một thân ảnh, một vòng hàn quang xẹt qua cổ Lãnh Đồng, một cái đầu bắn lên cao. Ngay sau đó, một đạo lưu quang từ trong đầu Lãnh Đồng bắn ra, chính là linh hồn của Lãnh Đồng. Linh hồn của hắn kinh ngạc nhìn thi thể mình đầu tách rời thân, làm ra vẻ không thể tin được. Ta chết rồi, linh hồn Lãnh Đồng run rẩy kịch liệt. Không thể nào, ngươi làm sao có thể nhanh như vậy? Làm sao có thể không xảy ra chuyện gì? Trong giọng nói của Lãnh Đồng tràn ngập sự không cam lòng và sợ hãi. Xem bản thân ngươi có đồng thuật thiên phú không tồi, để ngươi chết được rõ ràng. Tiêu Phàm nhàn nhạt nhìn Lãnh Đồng, nói, đồng thuật của ngươi tất nhiên quỷ dị, có thể mê hoặc tâm trí của con người, làm trọng thương linh hồn người khác. Nhưng cũng không phải là vô địch, chỉ cần linh hồn đủ cường đại, tâm trí đầy đủ kiên định, đồng thuật này liền không làm gì được. Còn không bằng luyện ngục thần quang vừa rồi. Huống chi, ta vốn lĩnh ngộ Tu La áo nghĩa, có thể dung luyện bất cứ tâm tính tiêu cực nào, về độ mạnh mẽ của linh hồn, ngươi cảm thấy linh hồn của ta còn không bằng ngươi sao? Ngươi nói đúng, có điều, Lãnh Đồng âm lãnh cười một tiếng, nói, cho dù chết, ngươi cũng phải cùng chôn với ta, những xương khô vong linh này không giết sạch người ở đây, thì không bao giờ nghỉ ngơi. Ha ha, muốn chết thì cùng chết đi. Ngươi nghĩ quá nhiều rồi. Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, lời vừa dứt, sau lưng Tiêu Phàm đột nhiên sinh ra một vòng xoáy khổng lồ, sau đó xuất hiện một đạo hư ảnh màu đen to lớn. Thí thần, Lãnh Đồng hoảng sợ kêu to, thế nhưng lời còn chưa dứt, liền bị hư ảnh màu đen một ngụm nuốt vào trong bụng. Hư ảnh sau lưng Tiêu Phàm không phải ai khác, chính là thí thần thú, hy vọng cuối cùng của Lãnh Đồng để đối phó Tiêu Phàm vì thí thần cũng đổ bể. Đáng tiếc hối hận đã không kịp. Thí thần thú mở miệng lớn, dường như có thể hấp thụ tất cả thiên địa. Đột nhiên, từng đoàn huyết sắc hồn hỏa bên trong những xương khô vong linh kia, cũng cuồn cuộn chảy về miệng thí thần thú sau Tiêu Phàm. Xương khô vong linh không có huyết sắc hồn hỏa, bỗng nhiên hóa thành một đống bột phấn tiêu tán trên không trung. Lãnh Đồng vốn dĩ còn muốn nhờ xương khô vong linh này giết chết Tiêu Phàm để chôn cùng hắn,
nhưng hắn đâu có ngờ rằng, Tiêu Phàm không sợ đồng thuật của hắn thì thôi, lại còn có cả chiến hồn thí thần thú thứ kinh khủng này. Những xương khô vong linh đã mất đi lý trí này có lẽ đáng sợ, nhưng cũng không có đáng sợ bằng thí thần thú. Thí thần có thể hấp thụ bất kể thần tính gì, oán khí bên trong những xương khô vong linh này được cổ động bằng một sợi tàn hồn và thần tính, cái tàn hồn này chẳng qua là đồ ăn của thí thần mà thôi. Đây cũng là nguyên nhân mà Tiêu Phàm có thể xem nhẹ những xương khô vong linh này, nói theo một ý nghĩa nào đó, những xương khô vong linh này và thần thi của thần kiếp địa cũng là hai dạng tương tự nhau. Thật ra không cần Chọc Thiên Hồng xuất thủ, Tiêu Phàm lúc nào cũng có thể đối phó bọn chúng. Oán khí thật cường đại. Đột nhiên, trong lòng Tiêu Phàm kinh ngạc, cảm giác đầu có chút phồng lên. Thí thần hấp thụ hồn hỏa của những xương khô vong linh kia, thần tính bị thí thần hấp thu, nhưng những sợi oán khí này lại truyền toàn bộ cho Tiêu Phàm. Dù là Tiêu Phàm lĩnh ngộ tu la áo nghĩa, vốn ẩn chứa các loại cảm xúc khác nhau, nhưng Tiêu Phàm cũng có chút ngăn cản không nổi. Có thể thấy sự đáng sợ của những oán khí này. Vừa nghĩ tới Chọc Thiên Hồng nổi điên, trong lòng Tiêu Phàm tự nhiên hồi hộp, nói thầm, ta có lẽ đã chơi quá lớn rồi, Chọc Thiên Hồng nuốt nhiều oán khí như vậy, liệu có thể là đối thủ của chủ nhân phần mộ kia không? Tiêu Phàm lại nhìn về phía Tiếu Thiên Dương bọn họ cách đó không xa, Tiêu Phàm cố nhiên không sợ đồng thuật công kích của lãnh đồng, nhưng Kiếm La và Tiếu Thiên Dương bọn họ chưa hẳn có thể ngăn cản được. Có điều, khiến Tiêu Phàm ngạc nhiên chính là, bộ dáng của Kiếm La và Thanh Phong lão tổ mặc dù có chút thê thảm, nhưng bọn họ vẫn còn có lý trí. Kiếm La lĩnh ngộ sát lục áo nghĩa, có thể ngăn cản được đồng thuật của lãnh đồng là hợp tình hợp lý, chỉ là hắn không ngờ được, Thanh Phong lão tổ vậy mà cũng chặn được. Xem ra, Thanh Phong lão tổ đã tiến thêm một bước đột phá thiên thần cảnh, linh hồn của hắn phải mạnh mẽ mới có thể ngăn cản đồng thuật công kích của lãnh đồng. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng. Ngược lại đám người Thiếu Thiên Dương hai mắt đỏ hoe, toàn thân nhuốm máu, dáng vẻ thê thảm hết chỗ nói, hơn nữa có vẻ điên cuồng, đang chém giết với một đám xương khô vong linh. Sau một khắc, thân hình Tiêu Phàm lóe lên, bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh mấy người Thiếu Thiên Dương, thí thần điên cuồng hấp thụ hồn hỏa của xương khô vong linh xung quanh. Tỉnh lại, Tiêu Phàm gào thét một tiếng, vận chuyển một tia linh hồn lực, hư không đều run rẩy mãnh liệt. Tiếu Thiên Dương bọn họ bỗng nhiên dùng mình một cái, hung lệ chi khí trong đôi mắt bỗng chốc biến mất, cả người tựa như vô lực, tê liệt trên mặt đất. Dáng vẻ mấy người vẫn còn sợ hãi một hồi, nhìn thấy mình còn sống, trên mặt lộ ra nét mừng rỡ. Công tử, chúng ta, sắc mặt Tiếu Thiên Dương vô cùng khó coi, hắn bị đồng thuật của lãnh đồng khống chế, khiến bản thân hết sức không cam lòng, chẳng lẽ mình ngay cả lãnh đồng cũng không bằng. Đồng thuật, thần thông. Đã vượt ra khỏi sức mạnh áo nghĩa, các người bị khống chế, âu cũng là hợp tình hợp lý. Tiêu Phàm an ủi đám người một câu. Ngay cả hắn cũng thiếu chút nữa bị lãnh đồng lấy mất ý chí, huống chi Thiếu Thiên Dương bọn họ. Ta Thiếu Thiên Dương thề, tuyệt đối sẽ không có lần sau. Thiếu Thiên Dương nghiến răng nghiến lợi nói, mặc dù hắn biết đồng thuật đáng sợ, nhưng hắn vẫn có chút không phục. Biết thẹn để lấy dũng, bây giờ có lẽ ngươi không phải là đối thủ của lãnh đồng. Nhưng về sau, chắc chắn mạnh hơn lãnh đồng. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu hài lòng. Hắn thích nhất là người có góc cạnh như Thiếu Thiên Dương, con người một khi không có độ sắc sảo, về sau muốn đột phá cảnh giới cao hơn, cơ hồ là không thể nào. Thiếu Thiên Dương trịnh trọng gật gật đầu, trong mắt lóe lên một vòng kiên định, sau đó lại nói, công tử, lãnh đồng đâu? Người muốn tìm lãnh đồng báo thù, hẳn là không thể nào. Tiêu Phàm còn chưa mở miệng, Kiếm La đã nói trước. Vì sao? Tiếu Thiên Dương nhíu mày. Bởi vì hắn chết rồi, Kiếm La hờ hững nói. Tiếu Thiên Dương có chút kinh ngạc, sau đó nhìn Tiêu Phàm một cách cổ quái, thầm nghĩ trong lòng, lãnh đồng đã chết, ta về sau mạnh hơn lãnh đồng, đây không phải nói nhảm sao? Tiêu Phàm hiển nhiên nhìn ra tâm tư của Tiếu Thiên Dương, có điều hắn chỉ cười không nói, tiếp tục hấp thụ hồn hỏa và oán khí bên trong xương khô vong linh. Cùng với sự tăng lên không ngừng của oán khí, huyết quang quanh thân Tiêu Phàm càng thêm hừng hực, hung lệ chi khí trong hai mắt cũng hiện ra khiến người ta run sợ. Chọc Thiên Hồng chính là bị điên như vậy, ta không thể giống như hắn, vô tận chi hỏa, luyện cho ta. Tiêu Phàm trong lòng quát nhẹ. Hắn thi triển nhất tâm nhị dụng, một bên vận chuyển vô tận chiến điển, khống chế vô tận chi hỏa luyện hóa oán khí trong cơ thể,
một bên tiếp tục hấp thụ hồn hỏa và oán khí của xương khô vong linh. Theo thời gian trôi qua, Tiêu Phàm ngạc nhiên phát hiện, cảm ngộ của mình đối với Tu La Áo Nghĩa có vẻ như lại phát sinh biến hóa kỳ lạ nào đó. Tu La Áo Nghĩa không giống như Sát Lục Áo Nghĩa, mà còn ẩn chứa một chút âm tính, có vẻ như oán hận, tức giận vân vân. Mà bên trong những oán khí này, ẩn chứa chính là thứ âm tính dạng này, đây cũng là thiếu khuyết mà Tiêu Phàm lĩnh ngộ Tu La Áo Nghĩa trước đó. Đây chính là Tu La Áo Nghĩa thành thứ 10 sao. Tiêu Phàm như có điều suy nghĩ, lại phân ra một bộ linh hồn phân thân, bắt đầu nhất tâm tam dụng. Bây giờ đối với Tiêu Phàm, Niết Bàn Châu cũng luyện hóa hoàn hảo, Hỏa Diệm Áo Nghĩa cũng đã lĩnh ngộ 10 thành, đột phá đến chiến thần cảnh đỉnh phong. Hiện tại chỉ sót Tu La Áo Nghĩa, chỉ cần Tu La Áo Nghĩa đột phá 10 thành, Tiêu Phàm sẽ có thể thử tìm cách đột phá thiên thần cảnh. Nghĩ đến đây, Tiêu Phàm ngồi khoanh chân trên mặt đất, trong nháy mắt tiến vào trạng thái nhập định. Mấy giây về sau, điều khiến Tiêu Phàm kinh ngạc là, một tiêu oán khí quấn quanh linh hồn bản thể của hắn vậy mà từ từ tan rã, đồng thời, huyết tinh chi khí bên ngoài cơ thể hắn cũng biến mất không thấy gì nữa. Công tử đây là, Tiếu Thiên Dương kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, ánh mắt lại thỉnh thoảng quét về phía hư ảnh thí thần thú phía sau Tiêu Phàm. Ngoại trừ Kiếm La, Chiến La và Sở Khinh Cuồng ra, trong lòng Tiếu Thiên Dương một mực không cách nào giữ được bình tĩnh, hắn nằm mơ cũng không nghĩ rằng, chiến hồn của Tiêu Phàm lại là thí thần thú. Đã từng là đệ nhất thiên địa lao ngục, bây giờ lại là chiến hồn của Tiêu Phàm, việc này khiến bọn chúng làm sao chấp nhận được. Nhưng sự thật là như vậy, bọn chúng không tiếp nhận cũng phải tiếp nhận. Hình như là tiến vào trạng thái nhập định rồi, mấy người Kiếm La cũng hốt hoảng một hồi. Nơi này chính là vong linh sát mộ đấy, xung quanh còn có nhiều xương khô vong linh như vậy. Ngươi lại trực tiếp tu luyện như vậy sao? Có điều khi mọi người thấy xung quanh, phàm là xương khô vong linh tiến gần Tiêu Phàm, tất cả đều ngã xuống đất cách Tiêu Phàm ngoài hơn 10 trượng, bọn họ mới nhẹ lòng. Bởi vì Tiêu Phàm căn bản không sợ những xương khô vong linh này, chiến hồn thí thần thú phía sau hắn, hoàn toàn là khắc tinh của đám xương khô vong linh. Xương khô vong linh. Bọn họ lại không lo lắng, nhưng cuối chân trời cũng không ngừng truyền đến tiếng nổ ầm ầm, hơn nữa trong mây mù có thể nhìn thấy hai thân ảnh ẩn hiện. Hiển nhiên là có cường giả đang giao chiến kịch liệt, điều này khiến đám người lo lắng không thôi, loại cấp độ chiến đấu kia, nếu như tác động đến nơi này, bọn họ chưa chắc là đối thủ. Hiện tại, họ chỉ mong Tiêu Phàm có thể nhanh tỉnh lại. Sau khoảng thời gian uống cạn nửa chén trà, trên thân Tiêu Phàm đột nhiên tỏa ra một luồng khí tức vô cùng phách tuyệt, một mảnh huyết hải lấy Tiêu Phàm làm trung tâm quét ra. Lại đột phá rồi, đám người Kiếm La hô lên một tiếng, trợn mắt há mồm nhìn Tiêu Phàm, sau đó bị một luồng khí thế cường đại thổi bạt. Cũng khó trách Kiếm La kinh ngạc như vậy, lần trước Tiêu Phàm mới lĩnh ngộ sinh tử áo nghĩa đột phá chiến thần cảnh đỉnh phong, lúc này mới chẳng bao lâu, lại lĩnh ngộ 10 thành Tu La áo nghĩa. Hắn phát hiện thiên phú của Tiêu Phàm quá ghê gớm, lĩnh ngộ sức mạnh áo nghĩa cũng đơn giản như ăn cơm uống nước. Hơn nữa, vận khí của Tiêu Phàm cũng tốt kỳ lạ, luôn luôn có thể trong lúc mấu chốt lĩnh ngộ một vài thứ. Nhưng có một điểm khiến Kiếm La bọn họ không khỏi không bội phục Tiêu Phàm, đó chính là Tiêu Phàm có thể tu luyện mọi lúc mọi nơi, đây là điều mà tuyệt đại đa số tu sĩ không làm được, và không dám làm. Bọn họ không biết rằng, Tiêu Phàm có được nhất tâm đa dụng. Đương nhiên sẽ không lo lắng người khác đánh lén, hơn nữa hắn lập tức có thể rời khỏi trạng thái tu luyện, điều này cũng đồng nghĩa không phải tuyệt đại đa số người làm được. Theo huyết hải cuồn cuộn bên dưới Tiêu Phàm, trong phạm vi mấy chục dặm tất cả xương khô vong linh bỗng nhiên nổ tung, huyết sắc hồn hỏa sen lẫn oán khí đầy trời ập về phía Tiêu Phàm. Tất cả những thứ tạp nham pha trộn đều bị thí thần nuốt vào cơ thể, quanh thân Tiêu Phàm tỏa ra khí tức vô cùng phách tuyệt. Kiếm La bọn họ đã thối lui đến mấy dặm, đứng xung quanh bảo vệ Tiêu Phàm, sợ chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Quá trình này kéo dài khoảng không đến thời gian uống cạn nửa chén trà, trạng thái của Tiêu Phàm dẫn động tới tâm trí của mọi người. Nơi xa, tiếng va chạm kịch liệt lại tiếp tục, hơn nữa còn đang nhanh chóng áp sát tới nơi này, hai luồng khí tức cường tuyệt tràn ngập trong tim mọi người, thần sắc đám người Kiếm La cũng trở nên hết sức trầm trọng. Đề phòng, lúc này Kiếm La đột nhiên hét lớn một tiếng, lách mình liền xuất hiện tại một nơi khác, đó chính là phía hai luồng khí tức đang đến gần kia.
Hồi lâu, hai thân ảnh rốt cục tiến vào tầm nhìn của Kiếm La bọn họ, đám người cơ hồ đồng thanh kêu lên, Chọc Thiên Hồng. Không sai, một người trong trận chiến nơi xa đó không phải ai khác, chính là Chọc Thiên Hồng, chỉ là thời khắc này Chọc Thiên Hồng đã biến thành bản thể Chọc Mệnh Thiên Vĩ. Đối diện hắn là một con huyết sắc khô lâu cao mấy trượng, xương khô hình sói, quanh thân tản ra một luồng oán khí ngập trời, dù là cách xa hơn 10 dặm, cũng khiến cho lòng người sợ hãi khôn nguôi. Trong đầu khô lâu cự lang bốc lên một vùng hỏa diễm đỏ tím, chính là ngọn hỏa diễm đó, khiến lông mày đám người Kiếm La đều kém chút cháy xẹp. Có điều, Chọc Thiên Hồng lại không có bất gì e ngại gì, hắn đang điên cuồng công kích khô lâu cự lang, muốn cướp đoạt huyết sắc hỏa diễm trên đầu nó. Hai hung thú vừa chiến đấu, vừa tới gần phía Tiêu Phàm, chân trời đều sắp muốn sụp đổ. Chọc Thiên Hồng đột phá thiên thần cảnh rồi. Chiến La kinh ngạc nói, giờ phút này khí tức trên thân Chọc Thiên Hồng tán phát ra, quá mạnh, mạnh đến ngay cả Chiến La cũng có chút e ngại. Thiên thần, đây chính là cảnh giới trong truyền thuyết, là ước mơ tha thiết của nhiều ít tu sĩ chiến thần cảnh. Nếu như Chọc Thiên Hồng có thể tiến tới một bước này, bọn họ nói không hâm mộ đó là điều không thể nào, chỉ là loại kỳ ngộ này, cũng không phải là người nào đều có thể đạt được. Không phải, hắn chưa đột phá thiên thần cảnh, Kiếm La lắc lắc đầu nói. Đột phá thiên thần cảnh, không phải là một hai ngày có thể làm được ngay, chỉ dung hợp mệnh cách và thần lực chi tinh, đã cần thời gian rất dài. Không sai, vậy hắn đây là, Chiến La có chút nhìn không thấu. Là hắn vừa mới hấp thu những hồn hỏa kia. Bên trong hồn hỏa ẩn chứa những oán khí khi còn sống của những cười giả đã chết đó, công tử không phải đã nói sao, những oán khí kia thế nhưng là thiên thần cảnh, cho nên khí tức mới có thể khủng bố như vậy. Kiếm La ngưng tiếng nói. Công tử còn đang tu luyện, bất luận như thế nào, cũng không thể để bọn họ tới gần nơi này. Tiếu Thiên Dương cất tiếng, trong tay cầm trường kiếm lạnh lùng nhìn Chọc Thiên Hồng và khô lâu cự lang kia. Không sai, Chọc Thiên Hồng nuốt quá nhiều oán khí. Hắn đã đánh mất lý trí, chắc chắn đã điên cuồng. Kiếm La cũng gật đầu, nhìn về phía xa chuẩn bị nghênh đón. Đám người mặc dù đều hứng chịu trọng thương, nhưng cũng không lui lại nửa bước, tất cả đều thủ hộ trước người Tiêu Phàm. Sau mấy hơi thở, hai hung thú rốt cục tới gần, khô lâu cự lang nổi giận gầm lên một tiếng, một cái móng vuốt hướng phía Tiêu Phàm vươn tới, sát phạt chi khí tỏa ra, bộc phát sức mạnh vô vàn đáng sợ. Nó cũng không có ý thức gì. Có lẽ là bản năng cảm thấy Kiếm La những người này dễ dàng giết hại, cho nên điên cuồng đánh tới phía bên này. Chuẩn bị chiến đấu, Kiếm La hét lớn một tiếng, làm xong chuẩn bị xuất thủ. Bùm bùm, nhưng, cũng tại thời điểm này, một đầu xúc tu của Chọc Thiên Hồng đột nhiên ngăn cản móng vuốt của khô lâu cự lang, việc này khiến Kiếm La bọn họ có chút sững lại. Chẳng lẽ Chọc Thiên Hồng còn có nhận thức, hắn không phải điên rồi sao? Móng vuốt của khô lâu cự lang mặc dù bị xúc tu của Chọc Thiên Hồng chặn, nhưng móng vuốt của khô lâu cự lang quá mức sắc bén, trực tiếp chặt đứt xúc tu, máu tươi phun ra ngoài. Gào, Chọc Thiên Hồng kêu lên thảm thiết. Tới gần xem xét, mới phát hiện toàn thân Chọc Thiên Hồng đều là vết thương chồng chất, đau thương vô cùng, nếu luận về sức chiến đấu, hắn hiển nhiên không phải đối thủ của khô lâu cự lang. Nếu như không phải sức khôi phục kinh người, Chọc Thiên Hồng đoán chừng đã sớm chết trong tay khô lâu cự lang. Khô lâu cự lang dù là đã chết đi vô số năm tháng, chỉ có một sợi tàn niệm yếu ớt, nhưng hắn đã từng là siêu việt thiên thần, thực lực cũng không phải chiến thần cảnh có thể địch nổi. Đây cũng là nguyên nhân Tiêu Phàm sở dĩ hãm hại Lạnh Đồng, từ sau khi hắn đạt được bản cấu trúc của Tu La Sơn, cứ tiến hành nghiên cứu, biết được những nơi nguy hiểm, những nơi không nguy hiểm. Dựa theo tiêu chí trên bản cấu trúc của Tu La Sơn, tận cùng của cổ lộ này, hẳn là chôn giấu một nhân vật vô cùng mạnh mẽ. Mấy ngày trước lại hé mở một chút tin tức từ Tu La truyền thừa, hắn lờ mờ có thể đoán được điều gì đó, mới biết tận cùng của cổ lộ, đã từng chôn cất một nhân vật cự phách, một tồn tại đã từng hô phong hoán vũ mấy vạn năm trước. Nếu như không phải Chọc Thiên Hồng nổi điên, nếu Lãnh Đồng bước nhầm vào phần mộ kia, rất có thể sẽ bị khô lâu cự lang giữ lại nơi này. Chọc Thiên Hồng, Kiếm La lo lắng kêu to, xém chút nhịn không được xông lên. Đừng tới đây, đối thủ của hắn là ta. Giọng nói Chọc Thiên Hồng khàn khàn vang lên, giống như điên cuồng, dù không phải là đối thủ, hắn cũng đang liều mạng kiên trì. Mấy cái xúc tu vung ra, gắt gao cuốn lấy khô lâu cự lang,
không cho nó mảy may tới gần Tiêu Phàm. Gào, Khô Lâu Cự Lang dường như cũng vô cùng nổi giận, hồn hỏa đỏ ngầu kia của nó bốc lên càng thêm hừng hực, hai khe đồng tử nhìn chừng chừng Tiêu Phàm, tựa như hận không thể lập tức xông lên nuốt lấy Tiêu Phàm. Chỉ một thoáng, sức mạnh của Khô Lâu Cự Lang tăng vọt, quanh thân sinh ra từng đạo huyết sắc phong nhận, trực tiếp chặt đứt toàn bộ xúc tu của Trọc Thiên Hồng. Sau đó, Khô Lâu Cự Lang làm một động tác hổ vồ, gào thét tấn công về phía đám người Tiêu Phàm, đám người Kiếm La đại biến, nháo nhào xông lên. Nhưng lúc này, miệng Khô Lâu Cự Lang phun ra một đạo huyết quang, hóa thành vô số lưỡi đao chém về phía Kiếm La bọn họ, uy lực và tốc độ kia khiến Kiếm La bọn họ gần như tuyệt vọng. Mấy người dùng hết toàn lực mới miễn cưỡng tránh thoát công kích của những lưỡi dao màu đỏ kia, nhưng Khô Lâu Cự Lang lại thừa cơ vọt tới, vùng móng vuốt giận dữ xuống, muốn đem Tiêu Phàm xé thành mảnh nhỏ. Một kích này, đừng nói Tiêu Phàm đang trong tu luyện, coi như hắn toàn lực ứng phó, đoán chừng cũng chưa hẳn là đối thủ. Công tử, Trọc Thiên Hồng và Kiếm La bọn họ tất cả đều kinh hoàng kêu to, đồng thời dùng hết toàn lực nhào tới chỗ của Tiêu Phàm, hai mắt đỏ bừng như máu. Đáng tiếc, tốc độ của Khô Lâu Cự Lang lại vô cùng tấn mãnh, đừng nói bọn họ vốn dĩ không phải là đối thủ, coi như bọn họ đủ cường đại, cũng chưa chắc có thể ngăn cản Khô Lâu Cự Lang giết Tiêu Phàm. Trong mắt đám người Kiếm La lộ ra vẻ tuyệt vọng, lúc này, bọn họ hoàn toàn không biết ai có thể cứu được Tiêu Phàm, đám người Kiếm La đã không đành lòng mà nhắm hai mắt lại. Keng, mắt thấy móng vuốt của Khô Lâu Cự Lang sắp xé nát Tiêu Phàm, một tiếng kim loại bén nhọn va chạm vang lên. Đốm lửa bắn tứ tung trên hư không. Nghe được âm thanh này, đám người Kiếm La đột nhiên mở hai mắt ra, bọn họ thực sự nghĩ không hiểu, lúc này còn có ai có thể cứu Tiêu Phàm. Các ngươi từ bỏ ta rồi. Cũng ngay lúc này, một giọng nói hứng hờ vang lên, lại nhìn thấy Tiêu Phàm mở bừng mắt ra, hai luồng sáng đỏ lòm từ trong con ngươi bắn ra, dường như xuyên thủng bầu trời. Lại là Tiêu Phàm cầm trong tay Tu La Kiếm, chặn công kích của Khô Lâu Cự Lang. Thân thể của hắn vẫn ngồi tại chỗ không nhúc nhích, chỉ là huyết hải quanh thân đã biến mất. Công tử, Kiếm La bọn họ vui đến phát khóc, kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm. Bọn họ hoàn toàn không ngờ được, tại thời điểm then chốt Tiêu Phàm vậy mà tỉnh lại, nếu như chậm một chút xíu, dù là thời gian một hơi thở, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Kiếm La bọn họ không biết là, linh hồn phân thân của Tiêu Phàm luôn luôn chú ý động tĩnh bốn phía, nhìn thấy Khô Lâu Cự Lang đánh tới. Hắn đương nhiên sẽ không tiếp tục chờ chết rồi. Kiếm La, người tốt xấu gì cũng là lão quái vật sống hơn ngàn năm rồi, còn chảy nước tiểu ngựa. Tiêu Phàm cười mắng. Mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng Tiêu Phàm lại có chút ấm áp, những người này, đã từng là địch nhân của hắn, nhưng hiện tại bọn họ đều chân thành đi theo mình. Công tử, người nhìn lầm rồi, ta đây là bị hạt cát bay vào mắt. Hơi nước trong mắt Kiếm La bỗng nhiên bốc hơi. Lại biến thành dáng vẻ lạnh lùng ban đầu. Tiêu Phàm mỉm cười, ánh mắt đột nhiên chuyển sang Trọc Thiên Hồng, nói, Trọc Thiên Hồng, người còn chưa có đánh mất lý trí. Hả, Trọc Thiên Hồng im lặng, hóa ra công tử ngươi một mực lừa phỉnh ta, muốn cho ta đánh mất lý trí. Nếu ngươi không đánh mất lý trí toàn lực chém giết, làm sao có thể là đối thủ của vong linh quân chủ này? Tiêu Phàm lắc đầu nói, không phải là đối thủ của vong linh quân chủ này, ngươi muốn có được hồn hỏa của hắn. Làm sao có thể dễ dàng? Trọc Thiên Hồng giờ mới hiểu được, vốn dĩ Tiêu Phàm muốn cho mình toàn lực chém giết cướp đoạt hồn hỏa của Khô Lâu Cự Lang, bởi vì chỉ có mất đi lý trí, mới có thể chân chính toàn lực ứng phó. Nghĩ đến việc mình lại đang phàn nàn Tiêu Phàm, trong lòng Trọc Thiên Hồng buồn bực một trận. Công tử, Trọc Mệnh Thiên Vĩ không phải có thể ăn cắp huyết khí của người khác sao? Oán khí ẩn chứa trong hồn hỏa của Khô Lâu Cự Lang cũng là huyết khí đặc thù. Vì sao Trọc Thiên Hồng không rút ra được? Tiếu Thiên Dương nghi ngờ nói. Nếu như Trọc Thiên Hồng có thể ăn cắp huyết khí trong Khô Lâu Cự Lang, vừa rồi bọn họ cũng không cần lo lắng cho Tiêu Phàm. Bởi vì trong Khô Lâu Lang còn có một tia lực mệnh cách không tán đi, mệnh cách của hắn mạnh hơn so với ta. Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, Trọc Thiên Hồng ủ rũ cúi đầu nói. Trọc Thiên Hồng quả thật có thể ăn cắp huyết khí và thọ nguyên của người khác. Hơn nữa loại năng lực này rất quỷ dị, có thể bỏ qua tu vi. Nhưng cũng đồng nghĩa là có hạn chế, hắn chỉ có thể ăn cắp huyết khí và thọ nguyên của người hoặc hồn thú có mệnh cách yếu hơn so với hắn, dù tu vi của đối phương yếu hơn so với hắn, nhưng chỉ cần mệnh cách mạnh hơn hắn, hắn cũng không làm gì được đối phương.
Khô Lâu Cự Lang này chính là như vậy, dù chỉ là một tia mệnh cách bao quanh tàn hồn, Chọc Thiên Hồng cũng không làm gì được nó. Ngươi không cần sa sút tinh thần, bộ xương sói này là một vong linh quân chủ, hơn nữa nó lại khắc chế ngươi, nếu như ngươi có thể đánh được nó mới là lạ. Tiêu Phàm một kiếm quét ngang, trực tiếp đẩy lui Khô Lâu Cự Lang. Sau đó hắn bỗng nhiên đứng dậy, thần sắc lạnh lùng nhìn chằm chằm vong linh quân chủ, cũng không quay đầu lại nói, Chọc Thiên Hồng, ngươi chắc chắn mệnh cách của ngươi có thể dung luyện thần lực chi tinh rồi chứ? Vâng, công tử, Chọc Thiên Hồng khẽ cắn môi, sau đó truyền âm cho Tiêu Phàm, ta đã giải trừ phong ấn truyền thừa của tộc ta, chỉ cần có đầy đủ huyết khí để ta cô đọng, ta có thể đạt tới bước này. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, gật đầu nói, vậy ta giúp ngươi một tay đi. Sâu trong nội tâm của hắn, vẫn rất hâm mộ những thần thú như Chọc Thiên Hồng bọn họ, chỉ cần đạt được tu vi, sẽ giải trừ phong ấn truyền thừa trong huyết mạch. Tu sĩ nhân loại còn cần công pháp cấp bậc thiên thư mới có thể cô đọng mệnh cách, nhưng sau khi thần thú và hồn thú đột phá, có thể thông qua huyết mạch truyền thừa đạt được hết thảy. Trừ phi cấp bậc lúc đầu của thần thú tộc không đủ, điều này cần người có công pháp cường đại hơn mới có thể đột phá. Lời vừa dứt, Tiêu Phàm lại nhằm phía Khô Lâu Cự Lang đánh giết tới, tốc độ nhanh vô cùng, tu la áo nghĩa đột phá thành thứ 10, hắn cũng đang hy vọng chiến một trận thoải mái. Đa tạ công tử, Chọc Thiên Hồng thấy thế, trong lòng vui mừng, có Tiêu Phàm xuất mã, hắn muốn có được sợi linh hồn này, sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Người khác có lẽ không làm gì được Khô Lâu Lang Vương cấp bậc vong linh quân chủ, nhưng thực lực của Tiêu Phàm cường đại nhường nào, kinh nghiệm chiến đấu phong phú biết bao. Nếu như ngay cả Tiêu Phàm cũng không giết chết được Khô Lâu Cự Lang, những người khác chắc chắn cũng càng làm không được, Chọc Thiên Hồng hắn muốn đột phá thiên thần cảnh, vậy coi như cực kỳ khó khăn. Tiêu Phàm không để ý đến Chọc Thiên Hồng, giờ phút này hắn đã quần nhau với Khô Lâu Cự Lang, chân hắn đạp huyết hải, chiến đấu cực kỳ hung mãnh. Tiêu Phàm giờ đây, giống hệt sát thần lâm thế, dù chỉ là thi triển tu la áo nghĩa, cũng có thể vững vàng áp chế Khô Lâu Cự Lang. Bộ xương sói này mặc dù là cấp bậc vong linh quân chủ, nhưng tối đa cũng chỉ tương đương với cấp độ vừa mới bước vào thiên thần cảnh mà thôi. Dựa vào sức mạnh của ta bây giờ, dù là chính diện đối địch thiên thần cảnh tiền kỳ, cũng chẳng hề sợ. Tiêu Phàm một bên chiến đấu, một bên suy tư trong lòng. Sức mạnh của bộ xương sói miễn cưỡng có thể cho hắn một chút áp lực, nhưng còn chưa phải đối thủ của Tiêu Phàm hắn. Lĩnh ngộ 10 thành tu la áo nghĩa, thực lực Tiêu Phàm lại tăng lên rất nhiều. Nếu như đối mặt là thiên thần cảnh trung kỳ, điều động sức mạnh tiểu thiên địa, và thi triển thần thông, cũng có thể miễn cưỡng chống lại được. Tiêu Phàm nghĩ thầm, hắn đối với thực lực hiện giờ của mình cũng có một nhận thức rõ ràng, chỉ cần đối mặt không phải thiên thần cảnh hậu kỳ, hắn dám chính diện nghênh kích. Đương nhiên, đây chỉ là cách nghĩ của Tiêu Phàm mà thôi, cụ thể như thế nào, hắn cũng không quá rõ ràng. Dù sao, cho đến bây giờ, Tiêu Phàm cũng chưa từng đấu với cường giả thiên thần cảnh thực sự phát huy toàn lực. Hắn chỉ biết là, sau khi đột phá thiên thần cảnh, chỉ cần dựa vào sức mạnh của linh hồn và mệnh cách, là có thể ép chiến thần cảnh không thở nổi. Lực mệnh cách Tiêu Phàm không cảm nhận được, nhưng linh hồn lực của hắn hiện tại, hiển nhiên còn chưa đột phá thiên thần cảnh, nhưng hắn tự tin, dù là đối mặt với cường độ linh hồn của thiên thần cảnh trung kỳ, hắn cũng không mảy may lo sợ. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, tiễn ngươi đến đoạn đường cuối cùng thôi. Tiêu Phàm khẽ nói một tiếng, sau đó đồng tử mắt phải phóng ra hắc sắc quang mang. Một luồng sức mạnh có tính hủy diệt từ trong con ngươi hắn bắn ra, xông vào hồn hỏa bên trong Khô Lâu Lang Vương, chỉ nghe thấy vút một tiếng, trong chùm hồn hỏa kia lơ lửng một sợi khói xanh. Chọc Thiên Hồng, nhận lấy. Tiêu Phàm quát nhẹ một tiếng, lấy tay vung lên. Hồn hỏa trong đầu Khô Lâu Cự Lang cứ thế mà bắn ra. Thân thể Chọc Thiên Hồng nhảy lên thật cao, nuốt ngụm hồn hỏa kia vào trong bụng, một loạt động tác này giống như nước chảy mây trôi, kiếm la bọn họ nhìn mà trợn mắt há mồm. Nhất niệm sinh tử, thực lực của công tử quá mạnh, vậy mà đã đạt đến trạng thái nhất niệm sinh tử. Kiếm la thầm nghĩ, chém giết Khô Lâu Cự Lang cấp bậc vong linh quân chủ, lại nhẹ nhàng như vậy, điều này cũng không phải người bình thường có thể làm được. Ngay sau đó, một luồng khí tức cuồng bạo từ trên thân Chọc Thiên Hồng tản ra, bọn họ cả đám lộ ra vẻ hâm mộ, có điều bọn họ cũng không thể làm gì, huyết khí kia dù là cho bọn họ, cũng chưa chắc có thể luyện hóa. Hồi lâu, khí tức trên thân Chọc Thiên Hồng mới ổn định lại,
nhưng lệ khí trên người hắn càng ngày càng đậm, cúi đầu với Tiêu Phàm nói, đa tạ công tử. Còn kém một chút xíu đúng không? Tiêu Phàm cười nói, thấy Trọc Thiên Hồng gật gật đầu, hắn lại nói, yên tâm, những vong linh quân chủ này trong vong linh sát mộ cũng không ít. Trọc Thiên Hồng nghe vậy, trong lòng có chút vui mừng, hắn làm sao không biết, Tiêu Phàm lại chuẩn bị dẫn hắn đi săn giết vong linh quân chủ. Có điều trước đó, dường như còn có một số con ruồi nhỏ phải giải quyết. Tiêu Phàm đột nhiên híp hai mắt, nhìn về phía xa nói. Chỉ cần một ánh mắt của Tiêu Phàm, thân ảnh đám người Trọc Thiên Hồng đã biến mất, thoáng cái đã xuất hiện ở ngã ba đường. Công tử, những người này xử lý như thế nào? Tiêu Phàm ung dung đạp không đi tới, vẻ mặt Trọc Thiên Hồng đằng đằng sát khí nhìn vào tám tên tu sĩ đang nơm nớp lo sợ nói. Người cầm đầu tám người này Tiêu Phàm cũng biết, chính là nữ tử duy nhất trong tám người kế thừa tên là Tả Sắt. Lần trước giết chết Tả Vân Mặc và Tả Lân, nàng cũng có mặt, chỉ là vẫn luôn ở bên ngoài, cũng không nhằm vào hắn, về phần nàng vụng trộm làm gì, Tiêu Phàm cũng không quan tâm. Tha mạng, Tiêu điện chủ, chúng ta chỉ đi ngang qua mà thôi. Tiêu Phàm còn chưa mở miệng, mấy người bên cạnh Tả Sắt đã bắt đầu xin tha, bọn hắn đã tận mắt chứng kiến thực lực của Tiêu Phàm, cho dù bọn hắn cùng nhau xông lên, cũng không phải là đối thủ của Tiêu Phàm. Ngoại trừ xin khoan dung, bọn hắn không nghĩ ra biện pháp khác để có thể sống sót. Toàn thân Tả Sắt mặc dù cũng hơi run rẩy, nhưng nàng không cầu xin Tiêu Phàm tha thứ, có lẽ là một người kế thừa, đây là tôn nghiêm cuối cùng của nàng. Ngươi không sợ chết, Tiêu Phàm nhàn nhạt nhìn Tả Sắt nói. Tả Sắt càng run rẩy dữ dội, cúi đầu, không dám nhìn thẳng Tiêu Phàm, không biết là do sợ hãi hay là như thế nào. Tiêu Phàm liếc Tả Sắt và thuộc hạ của nàng một cái, cuối cùng khoát tay nói, Trọc Thiên Hồng, chúng ta đi. Ồ, vâng, Trọc Thiên Hồng không biết vì sao Tiêu Phàm lại thả Tả Sắt, nhưng hắn không chút do dự nghe theo lời Tiêu Phàm nói. Mấy người Kiếm La cũng không phản đối mệnh lệnh của Tiêu Phàm, huống chi, thực lực của mấy người Tả Sắt không cao, căn bản không thể uy hiếp được tính mệnh Tiêu Phàm. Hơn nữa, những người này khi nãy đã nhìn thấy Lãnh Đồng và Lãnh Lưu Cảnh tử vong, chắc cũng không dám động tâm tư gì với Tiêu Phàm. Sau khi đám người Tiêu Phàm rời đi, Tả Sắt mới ngẩng đầu lên nhìn, trong con ngươi lóe qua một tia oán độc, lạnh giọng nói, ngay cả tư cách bị giết ta cũng không có sao. Ngươi sẽ vì khinh thường ta mà phải trả giá đắt. Tiêu Phàm đương nhiên không biết tâm tư của Tả Sắt, cũng lười đoán, ngay cả Lãnh Đồng và Lãnh Lưu Cảnh hắn còn không xem như đối thủ, Tả Sắt lại càng không cần phải nói. Nhưng hắn không biết là có một số người tuy thực lực không cao, nhưng lại có thể gây ra nguy hiểm rất lớn. Nhóm người Tiêu Phàm lựa chọn một cổ lộ đi vào, lần này hắn không ung dung hành tẩu nữa mà trực tiếp đạp không bay đi, tòa vong linh sát mộ này không có thứ gì có thể uy hiếp được tính mệnh của Tiêu Phàm. Từng tia khí tức huyết mạch yếu ớt nở rộ, xương khô vong linh trên không trung tựa như không muốn sống điên cuồng đánh tới Tiêu Phàm, nhưng bọn chúng hoàn toàn bị Trọc Thiên Hồng ngăn lại. Công tử, khi nãy khô lâu cự lang kia tại sao chỉ muốn giết ngươi? Những xương khô vong linh này cũng thế. Trên hư không, Tiếu Thiên Dương đột nhiên nghi hoặc nhìn Tiêu Phàm hỏi. Hẳn là bởi vì huyết mạch của ta, Tiêu Phàm không giấu giếm nói ra. Ở đây có một số sinh linh bị thần vô tận giết chết, những sinh linh còn lại cũng vì thần vô tận mà chết, ít hoặc nhiều đều có oán khí với thần vô tận. Bọn chúng cảm nhận được sức mạnh huyết mạch trong thân thể của Tiêu Phàm tương tự với thần vô tận, tự nhiên chỉ muốn giết chết Tiêu Phàm. Tiếu Thiên Dương lại lộ ra dáng vẻ đăm chiêu, hắn biết rõ, sự tình có lẽ không đơn giản như vậy, nhưng tòa vong linh sát mộ này thực sự không có gì uy hiếp được tính mạng bọn họ. Sau nửa ngày, nhóm người Tiêu Phàm đã xuất hiện trước một phần mộ đen kịt, không chờ bọn hắn hạ xuống đất, một bộ xương khô chim lửa to lớn từ bên trong phần mộ xông ra, khí thế vô cùng cuồng bạo ép tới đám người. Công tử, con hỏa diễm khô lâu điểu này còn cường đại hơn so với đầu khô lâu cự lang khi nãy. Trọc Thiên Hồng kỳ quái hỏi. Khi nó còn sống là một con cổ hoàng, thực lực siêu việt thiên thần cảnh, mạnh mẽ hơn so với đầu khô lâu lang vương khi nãy là hợp tính hợp lý. Tiêu Phàm thản nhiên nói, sau đó trực tiếp đạp không phi lên, cùng hỏa diễm khô lâu điểu đụng vào cùng một chỗ. Nhóm người Trọc Thiên Hồng đứng ở đằng xa nhìn Tiêu Phàm chiến đấu, lấy thực lực của bọn hắn, muốn chiến thắng hỏa diễm khô lâu điểu có chút khó khăn, nhưng quan sát cường giả chiến đấu cũng cho bọn hắn ích lợi không nhỏ. Thời gian chậm rãi trôi qua,
Sau nửa canh giờ, Tiêu Phàm một lần nữa dùng một kiếm diệt hỏa diễm khô lâu điểu, chiếm lấy hồn hỏa của nó, đưa cho Chọc Thiên Hồng nuốt vào. Mà hành trình này vẫn chưa kết thúc, rất nhanh, Tiêu Phàm mang theo đám người tìm tới xương khô thứ 3, thứ 4, thứ 5 cấp bậc vong linh quân chủ. Sau khi cùng 5 bộ xương khô cấp bậc vong linh quân chủ chiến đấu, khí tức trên người Tiêu Phàm cũng đã dần ổn định lại, tu vi của hắn lúc này mới xem như ổn định ở chiến thần cảnh đỉnh phong. Trên đường đi Tiêu Phàm cũng để cho đám người Tiếu Thiên Dương và Kiếm La giao thủ cùng vong linh quân chủ, cho bọn họ tích lũy kinh nghiệm chiến đấu. Đám người Kiếm La cùng Tiếu Thiên Dương, mỗi người đều trưởng thành từ giết chóc, bọn hắn cũng không thiếu kinh nghiệm chiến đấu, nhưng bọn hắn còn chưa bao giờ chiến đấu cùng vong linh cấp bậc quân chủ, việc này đối bọn hắn mà nói, cũng là một thu hoạch khổng lồ. Công tử, bên trong vong linh sát mộ này có bao nhiêu vong linh quân chủ? Khi Chọc Thiên Hồng nuốt hồn hỏa thứ 5 của vong linh quân chủ, khí tức trên người hắn dần đạt đến đỉnh phong. Ý thức hắn đã bắt đầu mơ hồ, chỉ dựa vào một tia ý chí cuối cùng để kiên trì, nếu như tiếp tục thôn vệ hồn hỏa thứ 6, thậm chí thứ 7, hắn có khả năng không thể chịu được. Có tầm 10 mấy con, Tiêu Phàm cười tủm tỉm nhìn Chọc Thiên Hồng, vô cùng nghiêm túc nói ra. 10 mấy con, Chọc Thiên Hồng thiếu chút nữa thì trực tiếp hôn mê. Thôn vệ 5 hồn hỏa đã sắp đến cực hạn của hắn, nếu nuốt vào 10 mấy đoàn, không biết ý chí của hắn có thể kiên trì được hay không, thân thể của hắn khẳng định là không chịu được. Sao thế, ngươi sợ? Tiêu Phàm cười nói. Chọc Thiên Hồng nhất thời không biết nói gì, sợ, hắn tất nhiên sợ, nếu như đột phá được thiên thần cảnh, chính hắn lại phát điên, vậy đột phá còn có ý nghĩa gì? Thế nhưng nếu như có thể chiếm thêm mấy đoàn hồn hỏa, đối với việc đột phá thiên thần cảnh, hắn cũng nắm chắc thêm được mấy thành. Ta yêu cầu cực hạn đối với ngươi là 8 đoàn. Tiêu Phàm chân thành nói, bên trong hồn hỏa ẩn chứa huyết khí thiên thần cùng lực mệnh cách mà ngươi cần. Hai loại đồ vật này đúng là rất quan trọng, nhưng ta nhìn ra oán khí trong đó mới là chân quý nhất. Công tử nói không sai, bên trong oán khí chứa đựng ký ức của những cường giả khi còn sống, đây chính là một bảo tàng to lớn. Chọc Thiên Hồng gật gật đầu nói, nhưng thuộc hạ sợ bản thân không chịu được. Có ta ở đây, ngươi sợ cái gì? Tiêu Phàm liếc Chọc Thiên Hồng một cái. Nếu là lúc trước, Chọc Thiên Hồng sẽ vô cùng tin tưởng Tiêu Phàm, nhưng lại nghĩ đến trước đó Tiêu Phàm cố ý cho hắn thôn phệ oán khí để ma luyện, mà không có ý tứ xuất thủ, trong lòng hắn có chút sợ hãi. Nếu ngươi sợ, vậy thì bế quan tu luyện đi, sớm một chút đột phá thiên thần cảnh. Tiêu Phàm như nhìn ra tâm tư của Chọc Thiên Hồng, cũng không muốn miễn cưỡng hắn. Hắn làm như thế, xác thực là vì muốn tốt cho Chọc Thiên Hồng, thôn phệ càng nhiều hồn hỏa, sau khi đột phá thiên thần cảnh, Chọc Thiên Hồng mới có thể cảm nhận được ảo diệu thực sự trong đó. Công tử, ta vẫn muốn thử xem. Chọc Thiên Hồng cắn răng nói, trong lòng lại bổ sung một câu, chết thì chết đi, dù sao công tử sẽ không trơ mắt nhìn ta chết. Lúc này Tiêu Phàm mới hài lòng gật gật đầu, nói trưởng thành trong khổ đau, mới có thể trở thành người trên vạn người, Chọc Thiên Hồng không nên dừng bước tại thiên thần cảnh. Nghe Tiêu Phàm nói như thế, ánh mắt đám người nhìn về phía Tiêu Phàm không khỏi biến đổi, bọn hắn phát hiện, bản thân vẫn đánh giá thấp Tiêu Phàm. Vâng, công tử, Chọc Thiên Hồng hít sâu một cái, con người kiên định lạ thường nói, dường như những oán khí đó không làm gì được hắn. Tiêu Phàm cũng không nói gì thêm nữa, tiếp tục tìm kiếm vong linh quân chủ săn giết, chỉ có hắn biết rõ, hắn không chỉ muốn trợ giúp Chọc Thiên Hồng, cũng đang ma luyện chính mình và mấy người Kiếm La. Đoàn thứ 7, bên trong một tòa phế tích, Tiêu Phàm nhìn cả người Chọc Thiên Hồng bị huyết vụ bao quanh, hít sâu một cái nói. Cả người Chọc Thiên Hồng nhìn qua ngơ ngơ ngác ngác, tựa như tùy thời đều có thể ngã xuống, hai mắt hắn đỏ bừng như máu, hiển nhiên là đang bị vô số oán niệm quấn thân. Nếu là đổi lại những người khác, chắc đã sớm đã đánh mất lý trí, nhưng Chọc Thiên Hồng vẫn có thể giữ vững một tia ý chí. Tiêu Phàm cũng không ngờ Chọc Thiên Hồng có thể kiên trì hấp thụ được 7 đoàn hồn hỏa, mặc dù trước đó hắn nói hy vọng Chọc Thiên Hồng có thể hấp thụ được 8 đoàn, nhưng trong lòng hắn cũng không ôm hy vọng, 6 đoàn hồn hỏa hẳn đã là cực hạn của Chọc Thiên Hồng. Nếu như Chọc Thiên Hồng biết ý nghĩ của Tiêu Phàm, hẳn sẽ phiền muộn đến phun máu. Oán niệm của 8 vị vong linh quân chủ, dù là chỉ còn lại một tia, thì tu sĩ chiến thần cảnh đỉnh phong cũng khó có thể chịu được. Mấy người Kiếm La nhìn Chọc Thiên Hồng, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ lo lắng.
Trước đó bọn hắn còn cho là Trọc Thiên Hồng may mắn, Tiêu Phàm mới có thể trợ giúp hắn, nhưng hiện tại bọn hắn mới biết rõ, cho dù Tiêu Phàm chủ động trợ giúp bọn hắn cũng làm không được như Trọc Thiên Hồng. Còn một đoàn cuối cùng, người phải kiên trì, Tiêu Phàm nghiêm túc nhìn Trọc Thiên Hồng nói. Được, Trọc Thiên Hồng khẽ cắn môi, hiện tại trong thân thể hắn đang không ngừng luyện hóa sức mạnh của hồn hỏa, đồng thời phải chịu đựng sự ăn mòn của oán khí. Bên trong những oán khí kia ẩn chứa oán niệm, không ngừng đánh thẳng vào đầu óc hắn, tựa như từng đạo linh hồn công kích không ngừng công kích hắn. Tiêu Phàm nhìn mấy người Kiếm La cùng Sở Khinh Cuồng, để bọn hắn chú ý trạng thái Trọc Thiên Hồng. Tiêu Phàm lấy ra sách cổ xem vị trí hiện tại, cuối cùng khóa chặt mục tiêu trên một hòn đảo, sau đó tiếp tục tìm kiếm trong vong linh sát mộ. Đừng nhìn một nhóm Tiêu Phàm ở bên trong vong linh sát mộ di chuyển như trên đất bằng mà lầm, những người khác không dễ dàng như vậy, bọn hắn chỉ có thể tiến lên từng bước ở trên cổ lộ. Mà nhóm người Tiêu Phàm có thể tùy ý di chuyển, những xương khô vong linh cảm nhận được khí thế trên người Trọc Thiên Hồng, nên không thể không lui lại. Qua thời gian uống cạn nửa chén trà nhỏ, Tiêu Phàm cuối cùng cũng dừng lại, nhìn về một ngọn núi đen kịt phía trước nói, chỗ này đi. Dứt lời, Tiêu Phàm chuẩn bị động thủ, nhưng đúng lúc này, ở nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng nổ lớn, từng đạo kiếm khí từ trong tòa núi kia phóng lên tận trời. Ngay sau đó, vô số xương khô vong linh ở bốn phía đều trở lên điên cuồng, không ngừng lao về ngọn núi kia. Có người nhanh chân đến trước, Tiếu Thiên Dương kinh ngạc nói. Đi, Tiêu Phàm híp hai mắt, như đoán được cái gì, nhanh chóng phóng tới ngọn núi. Lát sau, mọi người dừng lại ở đỉnh núi, ngọn núi này kỳ thật chỉ là một phần mộ lớn mà thôi, chính là phần mộ của một vị vong linh quân chủ. Tu La Sơn vốn cực kỳ rộng lớn, diện tích ngàn vạn dặm, phía dưới ngọn núi có một không gian rộng lớn cũng không phải chuyện kỳ lạ gì. Nhóm người Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn lại, ở phía xa, một bóng người áo trắng đang giao chiến với một con cốt long dài mấy trăm trượng, khí lãng cuồn cuộn khiến thiên địa run rẩy kịch liệt. Tả Giang Lê, Tiếu Thiên Dương kinh hãi kêu lên, trong nháy mắt nhận ra bóng người kia, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Cũng khó trách hắn kinh ngạc như vậy, Tả Giang Lê đã từng là bại tướng dưới tay hắn, thực lực của Tả Giang Lê cũng chả ra gì, tối đa chỉ có thể so với chiến thần cảnh đỉnh phong bình thường mà thôi, thậm chí còn không bằng. Nhưng hiện tại, sức mạnh mà Tả Giang Lê phát ra, lại có thể áp chế cốt long kia, thực lực của một vong linh quân chủ ít nhất cũng là nửa bước thiên thần. Thực lực của Tả Giang Lê sao có thể biến hóa lớn như vậy chứ? Tiếu Thiên Dương nghĩ không ra, sau đó như nhớ tới cái gì khác. Một linh hồn khác của hắn đã thức tỉnh, Tiếu Thiên Dương hoảng hốt nói, trong lòng khẽ trầm xuống một cái, cũng chỉ có lý do này, mới có thể giải thích thực lực của Tả Giang Lê hiện giờ. Vẻ mặt nhóm người Kiếm La cũng trở lên nghiêm túc, giờ phút này thực lực Tả Giang Lê triển lộ ra, dường như không kém Tiêu Phàm bao nhiêu. Tiêu Phàm híp hai mắt, rất nhanh khôi phục lại sự bình tĩnh, hắn không xuất thủ, cũng không rời đi, chỉ đứng lặng lặng nhìn chiến đấu phía xa. Khi nhóm người Tiêu Phàm xuất hiện, ánh mắt Giang Lê cũng nhìn về phương hướng này, vẻ mặt thuộc hạ của hắn đề phòng nhìn nhóm người Tiêu Phàm. Gào, cốt long mấy trăm trượng thừa dịp Tả Giang Lê thất thần, đột nhiên ra sức đập xuống một chảo. Tả Giang Lê không kịp đề phòng, thân thể hắn bị một đạo cương phong đánh trúng, máu tươi phun ra, thân thể trong nháy bị đánh bay mấy chục trượng. Nhưng cốt long lại không tiếp tục ra tay với Tả Giang Lê, đột nhiên quay người, giết về phía nhóm người Tiêu Phàm. Hừ, Tả Giang Lê hừ lạnh một tiếng, muốn đuổi theo, nhưng cốt long này có tốc độ rất nhanh, Tả Giang Lê không thể nhanh bằng nó. Sát khí của cốt long này gắt gao khóa chặt Tiêu Phàm, sau một nhịp hô hấp, nó xuất hiện gần vị trí nhóm người Tiêu Phàm. Sắc mặt mấy người Kiếm La trầm xuống, chẳng lẽ cốt long này muốn gắp lửa bỏ tay người? Bọn chúng không phải đã đánh mất năng lực suy tính, chỉ còn sát phạt bản năng và oán niệm sao? Trên thực tế là bọn hắn đã suy nghĩ nhiều, cốt long sở dĩ từ bỏ công kích Tả Giang Lê, ngược lại đánh tới Tiêu Phàm, chỉ là vì cảm nhận được lực huyết mạch của Tiêu Phàm mà thôi. Con cốt long này khi còn sống chính là bị thần vô tận giết chết, sau khi chết còn một tia oán niệm không tiêu tan, chỉ muốn báo thù, hiện tại ngửi được huyết mạch khí tức tương tự với thần vô tận, nó tự nhiên chỉ muốn giết chết Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhìn thấy cốt long đánh tới, lông mày hơi nhíu lại, trong lòng trầm ngâm nói, tên này xem ra là bị sư tôn thần vô tận giết chết,
nhưng nó không nên chỉ hận sư tôn mới đúng, nó càng nên hận đại trưởng lão Tu La Vương tộc hơn mới phải, tại sao lại bỏ qua Tả Giang Lê chứ? Không cho Tiêu Phàm thời gian suy nghĩ nhiều, cốt long này đã đánh tới gần, cốt chảo như đao, xé rách hư không, cương phong sắc bén quét sạch thiên địa, cát bay trên đỉnh núi bay loạn. Thân hình Tiêu Phàm lóe lên, cũng không lùi lại mà còn tiến tới, chân hắn đạp Thái Huyền Thần Du Bộ, khi hắn xuất hiện lần nữa đã ở bên cạnh đoàn hồn hỏa, bắn ra một chỉ, một vòng xoáy màu đen nghiền ép hồn hỏa. Thời gian không quá một lần hô hấp, bên trong hồn hỏa truyền đến thanh âm răng rắc, hiển nhiên là một tia mệnh cách chi khí cuối cùng đã tiêu tán. Sau đó Tiêu Phàm lại duỗi ra một ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, một vòng xoáy đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đem nuốt hồn hỏa kia vào. Một loạt động tác diễn ra không ngừng, tựa như nước chảy mây trôi, không có bất kỳ cái gì cản bước. Mấy người kiếm la sớm đã trợn mắt há mồm, bọn hắn sao có thể tưởng tượng được, Tiêu Phàm chém giết một đầu vong linh quân chủ lại đơn giản như vậy. Lúc này bọn hắn mới hiểu rõ dụng ý trước đó của Tiêu Phàm, để bọn họ chém giết vong linh quân chủ, là muốn tăng sức chiến đấu của bọn họ mà thôi. Con cốt long cấp bậc vong linh quân chủ bị Tiêu Phàm đoạt mất hồn hỏa, thân thể của nó rơi xuống mặt đất, sau đó đập trên ngọn núi, hóa thành vô số mảnh vụn. Lúc này, Tả Giang Lê cũng đi tới gần, nhìn thấy Tiêu Phàm đoạt đi hồn hỏa thuộc về hắn, sắc mặt khẽ trầm xuống, nhìn Tiêu Phàm lạnh giọng nói, ngươi tốt nhất giao hồn hỏa ra cho ta. Ngữ khí Tả Giang Lê rất lạnh, ánh mắt cao cao tại thượng tựa như hắn chính là chúa tể, tràn ngập khinh thường, giống như chỉ cần một ý niệm trong đầu hắn cũng có thể tùy tiện hủy diệt Tiêu Phàm. Ngươi là cái thá gì, dám uy hiếp công tử? Tiếu Thiên Dương nổi giận mắng, hắn rất khó chịu với ngữ khí bá đạo của Tả Giang Lê. Mặc dù hiện tại Tả Giang Lê rất mạnh, nhưng Tiếu Thiên Dương vẫn khinh thường hắn, bởi vì hiện tại Tả Giang Lê đã không còn là chính hắn. Tiêu Phàm khoát khoát tay, ra hiệu cho Tiếu Thiên Dương ngừng nói, sau đó ý vị thâm trường nhìn Tả Giang Lê nói, nếu ta không giao ra thì sao? Nếu ta không giao ra thì sao? Ngữ khí của Tiêu Phàm rất bình tĩnh, cho dù Tả Giang Lê thức tỉnh một linh hồn khác, hắn cũng không e ngại gì, hiện tại cho dù là thiên thần tiền kỳ hắn cũng không sợ, huống chi chỉ một linh hồn. Nhưng Tả Giang Lê rất bá đạo, hắn cũng không phải cố ý cướp đoạt hồn hỏa, mà là tự cốt long đưa tới miệng, tại sao lại phải đưa cho Tả Giang Lê? Nếu như ngữ khí của Tả Giang Lê tốt một chút, nguyện ý dùng một cái giá thật lớn để đổi, có lẽ Tiêu Phàm sẽ cân nhắc. Hoặc là dù cự tuyệt Tả Giang Lê, cũng không cần khai chiến. Đương nhiên, Tiêu Phàm cũng biết rõ, khúc mắc giữa hắn và Tả Giang Lê, cho dù chuyện hôm nay không phát sinh, cũng không thể giải quyết được. Hừ, tự tìm đường chết, Tả Giang Lê phẫn nộ trừng mắt nhìn Tiêu Phàm, sau đó đi từng bước một tới, sức mạnh điên cuồng trên người hắn phát ra, dường như muốn hủy diệt không gian xung quanh. Người còn chưa tới gần, một cỗ uy áp cuồng bạo đã ập đến. Mấy người kiếm la chỉ cảm giác huyết mạch toàn thân bắt đầu sôi trào, dường như trên đỉnh đầu có một ngọn núi lớn đang đè nặng, thân thể không thể đứng thẳng. Thần sắc Tiêu Phàm dần trở nên lạnh lùng, sức mạnh huyết mạch trên người hắn hơi khuấy động, tựa như sóng biển mênh mông mãnh liệt cuộn trào ra, đụng vào sức mạnh huyết mạch của Tả Giang Lê nhau. Bùm một tiếng nổ vang, lực huyết mạch của hai người va chạm cùng một chỗ, làm nổi lên một đợt sóng gió đáng sợ. Mấy người kiếm la đều cảm thấy lục phủ ngũ tạng như bị đảo lộn, khóe miệng tràn máu tươi, không khỏi lui mấy bước. Thật mạnh, Tiếu Thiên Dương lau đi máu tươi tại khóe miệng, kinh ngạc nhìn Tả Giang Lê, hiện tại thực lực của Tả Giang Lê đã hoàn toàn vượt qua dự liệu của hắn. Quả nhiên ngươi đã lấy được truyền thừa của thần vô tận. Tả Giang Lê đột nhiên nhếch miệng cười, tựa như đang nhìn một con mồi hợp khẩu vị. Xem ra, linh hồn trong thân thể Tả Giang Lê chính là tàn hồn của đại trưởng lão. Tiêu Phàm cũng nhe răng cười một tiếng, tựa như âm mưu đạt được. Hắn thi triển ra sức mạnh huyết mạch, không đơn giản chỉ để ngăn cản huyết mạch áp chế của Tả Giang Lê, hắn đang cố ý thử thăm dò linh hồn khác của Tả Giang Lê. Người có thể nhận ra lực huyết mạch của hắn, trừ huyết linh Minh Côn đã chết đi cùng vong linh ở đây, trên đời này tuyệt đối chỉ có một người, chính là đại trưởng lão. Khi giải phong ấn ký ức Tu La truyền thừa, Tiêu Phàm biết được, đại trưởng lão đã từng thả ra một sợi tàn hồn không rõ tung tích. Tiêu Phàm vốn nghĩ là sợi tàn hồn này có khả năng đã tiêu tán, dù sao sự tình đều đã vài vạn năm.
nhưng khi cẩn thận nghĩ lại thì hắn lại phát hiện có chút không thích hợp, Tiếu Thương Sinh chỉ là một thiên thần cảnh, linh hồn phân thân của hắn cũng có thể tồn tại trên vạn năm, huống chi thực lực của đại trưởng lão vốn là siêu việt thiên thần cảnh. Lại liên tưởng đến một linh hồn khác trên người Tả Giang Lê, Tiêu Phàm lờ mờ bắt được cái gì, trước đó khi ở Tu La Cổ Thành, hắn nói với tam trưởng lão những lời kia, cũng là một loại thăm dò. Lúc ấy hắn đã đoán được một chút, chỉ là không thể xác định mà thôi. Hiện tại, Tiêu Phàm đã hoàn toàn có thể xác định, linh hồn trong thân thể Tả Giang Lê chính là tàn hồn của đại trưởng lão. Cũng chỉ có tàn hồn của đại trưởng lão, mới có thể để lực tu la huyết mạch của Tả Giang Lê nhanh chóng cô đọng, có thể áp chế hắn. Hừ, người biết đúng là không ít, đáng tiếc, chỉ dừng lại tại đây mà thôi. Tả Giang Lê hừ lạnh một tiếng, thân thể đột nhiên biến mất tại chỗ, vươn tay chộp tới cổ họng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm đã sớm chuẩn bị, thân thể nhẹ lùi về phía sau, từ khi hắn xác định thân phận Tả Giang Lê, trận chiến này của bọn hắn chính là không chết không thôi. Keng keng một tiếng kiếm vang lên, tu la kiếm trong tay Tiêu Phàm nhẹ nhàng chém một cái, kiếm khí giao nhau trước người, xông thẳng tới Tả Giang Lê. Nhưng vượt ngoài ý liệu của Tiêu Phàm, Tả Giang Lê đột nhiên biến mất trong tầm mắt hắn, xuất hiện lần nữa đã đến trước người hắn, trảo thủ của Tả Giang Lê lại càng nhanh. Thái Huyền Thần Du Bộ, Tiêu Phàm lạnh lùng, Tu La Sơn chủ biết Thái Huyền Thần Du Bộ cũng thôi đi, Tả Giang Lê thế mà cũng biết. Nhưng ngẫm lại cũng không có gì lạ, Thái Huyền Thần Du Bộ vốn là công pháp ở Tu La Vương tộc, hiện tại Tả Giang Lê chính là bị đại trưởng lão đoạt xá, đại trưởng lão là đệ nhất trưởng lão của Tu La Vương tộc, sao có thể không biết được. Tiêu Phàm phản ứng cũng cực nhanh, Tu La kiếm vũ động, kiếm khí tung hoành thiên địa, chém giết hư không. Thái Huyền Thần Du Bộ tất nhiên đáng sợ, nhưng chỉ cần phong tỏa hư không, Tả Giang Lê muốn tới gần hắn cũng không có khả năng. Rầm rầm rầm, hư không nổ vang liên tục, thân ảnh Tả Giang Lê không ngừng thoáng hiện giữa hư không, hắn tựa như không muốn sống, điên cuồng đánh thẳng vào kiếm khí của Tiêu Phàm. Khí lãng không ngừng quay cuồng, tốc độ xuất kiếm của Tiêu Phàm mặc dù rất nhanh, nhưng tốc độ xuất thủ của Tả Giang Lê cũng không chậm. Trong lúc nhất thời, trường phong của hai người giao nhau ở cùng một chỗ, sức mạnh khủng bố tràn ra bốn phía, tựa như sóng lớn vỗ bờ, lại như biển động gào thét, khí lãng ngập trời. Hư vô đại trưởng ấn, Tả Giang Lê đột nhiên hóa trảo thành trưởng, trưởng lực khủng bố quét ngang, thiên địa dường như muốn sụp đổ, một bàn tay mấy trăm trượng phong tỏa đường lui Tiêu Phàm. Xen lẫn trong trưởng cương, còn tản ra từng tia huyết sắc quang mang, giống như ma ảnh đang gầm thét, kinh khủng dị thường. Dưới một trường này hư không đều như muốn vỡ nát, thiên thần cũng khó đỡ lại, không cần phải nói đến tu sĩ chiến thần cảnh. Thần sắc Tiêu Phàm vô cùng ngưng trọng, đại trưởng lão của Tu La Vương tộc không phải muốn đoạt xá hắn, sau đó trực tiếp lấy được truyền thừa của thần vô tận sao. Nếu như giết mình, hắn sẽ không chiếm được cái gì. Điều này cũng giải thích rõ vì sao tam trưởng lão lại nhiệt tình với Tu La nhất mạch như vậy. Tam trưởng lão đã sớm biết rõ chỉ có Tu La Điện mới có thể lấy được truyền thừa của thần vô tận, mà đại trưởng lão chỉ cần đoạt xá Tiêu Phàm, liền có thể lấy được điều hắn muốn. Hiện tại đại trưởng lão lại muốn dùng một trưởng giết chết bản thân. Trong lúc nhất thời Tiêu Phàm có chút không hiểu được ý nghĩ của đại trưởng lão, nhưng hắn muốn diệt tàn hồn của đại trưởng lão, từ nay về sau, sẽ không có người nào biết rõ trên người hắn nắm giữ truyền thừa của thần vô tận. Nhưng hắn cũng biết rõ. Tàn hồn của đại trưởng lão không phải dễ bị diệt như vậy, chỉ một trưởng này, Tiêu Phàm cũng không dễ dàng đỡ được. Hung mâu, mở, Tiêu Phàm quát nhẹ một tiếng, mắt phải của hắn đột nhiên phát sinh biến hóa kỳ lạ, con ngươi của hắn trong nháy mắt biến thành đen kịt. Ngay sau đó, một đạo quang mang đen kịt từ trong con ngươi của hắn bắn ra, tử vong chi khí mãnh liệt, những nơi nó đi qua, tất cả đều là hóa thành hư ảo. Trường cương rộng lớn kia trong nháy mắt bị đốt ra một cái động lớn, thân thể Tiêu Phàm lóe lên, trong nháy mắt xuyên qua trường cương, Tu La kiếm lăng không chém một cái. Sinh tử hoàng tuyền lộ, Tiêu Phàm thét lớn một tiếng, sinh tử hoàng tuyền lộ tối tăm mờ mịt lại hiện ra, từ xa nhìn lại, tựa như một thế giới, sức mạnh một kích này của Tiêu Phàm phát huy không chỉ đơn giản là uy lực của nhất kiếm sinh thế giới. Đại trưởng lão không ngờ Tiêu Phàm có thể phá giải trường ấn của hắn. Đây chính là thủ đoạn công kích của thiên thần cảnh vậy mà lại bị một tên chiến thần cảnh phá giải. Nhưng hắn cũng hiểu rõ,
người có được truyền thừa của thần vô tận sao có thể đơn giản như vậy, hắn dùng hết toàn lực, cũng không phải là muốn giết chết Tiêu Phàm, chỉ muốn làm hắn bị chấn thương mà thôi. Đối mặt với một kiếm của Tiêu Phàm, Tả Giang Lê không tránh không lùi, lần nữa thi triển Thái Huyền Thần Du Bộ xuyên qua sinh tử hoàng tuyền lộ, xuất hiện ở trước người Tiêu Phàm. Lần này, hắn đột nhiên duỗi tay ra, chộp thẳng đến Tu La kiếm trong tay Tiêu Phàm. Lão quái vật này còn muốn tay không tiếp giao sắc sao? Trong lòng Tiêu Phàm thầm nghĩ, thần sắc càng thêm ngưng trọng lên, thực lực của đại trưởng lão hắn có lẽ không sợ, nhưng những thủ đoạn này của lão, thì chiến thần cảnh như hắn hoàn toàn không thể so sánh. Keng một tiếng, hư không bắn ra từng đốm lửa, tay của Tả Giang Lê đụng vào Tu La kiếm trong tay Tiêu Phàm. Hai mắt Tiêu Phàm trợn tròn, với trình độ sắc bén của Tu La kiếm cho dù thần binh cũng có thể tùy tiện chặt đứt, càng không cần phải nói đến huyết nhục. Nếu như đại trưởng lão tay không đỡ lấy Tu La kiếm, Tiêu Phàm sẽ không cảm thấy kỳ quái, nhưng hiện giờ hắn chỉ khống chế thân thể Tả Giang Lê, huyết nhục của Tả Giang Lê sao có thể cường đại đến mức như thế được. Tiêu Phàm dùng một kiếm đẩy lui Tả Giang Lê, sau đó ánh mắt nhìn về bàn tay Tả Giang Lê, chỉ thấy bàn tay Tả Giang Lê biến thành huyết sắc, tựa như có một tầng huyết phụ lượn lờ. Chỉ trong nháy mắt, đám huyết phụ kia đã biến mất không thấy gì nữa, nhưng Tiêu Phàm có thể nhìn thấy trên bàn tay hắn có một vết cắt, hơn nữa còn chảy máu. Hóa ra cũng không phải thật sự là đau thương bất nhập. Tiêu Phàm bỗng nhiên hiểu rõ, đại trưởng lão hẳn là tu luyện một công pháp đặc thù, có thể trong nháy mắt cường hóa sức mạnh thân thể. Hơn nữa, công pháp này tuy bá đạo, nhưng không phải là vô địch, khi nãy nếu như kiếm của Tiêu Phàm thêm chút sắc bén, có lẽ có thể chém đứt bàn tay hắn. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, từ khi Tiêu Phàm bắt đầu tu luyện tới bây giờ, người có thể tay không đỡ Tu La kiếm trong tay hắn, mà bình yên vô sự thì chỉ có đại trưởng lão trước mặt này. Nếu như đây bản thể của hắn, có lẽ một dấu vết cũng không lưu lại được. Xem ra khi nào có thời gian ta cũng phải tìm mấy loại thủ đoạn đặc thù để tu luyện mới được. Trong lòng Tiêu Phàm nghĩ thầm, giải được phong ấn của Tu La truyền thừa, Tiêu Phàm biết không ít công pháp, thậm chí thủ đoạn thần thông cũng có một số, nhưng trong thời gian này, hắn lại không có thời gian để tu luyện. Hắn hiện tại chỉ một lòng muốn lấy được thần tàng của thần vô tận lưu lại, cái khác sau này tính sau. Nhưng bây giờ, Tiêu Phàm lại cực kỳ muốn tu luyện chiến kỹ cường đại, không, cái kia không nên gọi là chiến kỹ, mà là thủ đoạn thần thông. Bản tôn ngược lại đã xem thường ngươi. Lúc này, Tả Giang Lê nhìn vết kiếm trong lòng bàn tay, quanh thân bốc lên hàn khí lạnh lẽo. Là ngươi đánh giá quá cao bản thân mình, Tiêu Phàm nhàn nhạt đáp lại, một tay cầm Tu La kiếm, lần nữa phóng tới. Hiện tại là thời điểm tốt nhất để chém giết tàn hồn của đại trưởng lão, nếu như để hắn rèn luyện thêm thân thể Tả Giang Lê, sau này có khả năng sẽ phiền phức. Hừ, thân thể này của ngươi, bản tôn nhất định muốn, tạm thời để cho ngươi dùng tạm mấy ngày. Tả Giang Lê hừ một tiếng, đột nhiên quay người bay về phía xa, mang theo cả đám thuộc hạ cùng đi. Chạy, Tiêu Phàm lộ vẻ cổ quái, hắn vốn nghĩ rằng Tả Giang Lê muốn liều mạng với hắn. Chẳng phải hắn muốn lập tức lấy được nhục thân của mình, thu được truyền thừa của thần vô tận sao? Chờ ngươi lần sau gặp được ta, có lẽ giết ngươi sẽ càng thêm dễ dàng. Tiêu Phàm híp hai mắt nói. Hắn không đuổi theo, với thực lực của Tả Giang Lê, nếu hắn muốn trốn, thì Tiêu Phàm không có khả năng giết chết hắn. Tả Giang Lê đến nơi này khẳng định cũng vì muốn lấy được bảo tàng của thần vô tận cất giữ, hoặc là để tăng lên thực lực, chỉ là thực lực của Tiêu Phàm sao có thể chỉ dậm chân tại chỗ. Điều này là không có khả năng, bây giờ Tiêu Phàm chỉ vừa mới đột phá chiến thần cảnh đỉnh phong mà thôi, còn chưa triển lộ hoàn toàn sức mạnh. Hiện tại hắn, mỗi thời mỗi khắc đều đang tiến bộ. Kẻ nhát gan này, thế mà lại chạy. Mấy người Thiếu Thiên Dương bay đến cạnh Tiêu Phàm, hướng về phía Tả Giang Lê chạy trốn khịt mũi coi thường. Không nên khinh thường Tả Giang Lê, khi nãy không phải thực lực chân chính của hắn. Tiêu Phàm lắc đầu. Vừa trải qua một trận chiến, trong lòng hắn luôn có cảm giác bất an, chỉ đến khi Tả Giang Lê bỏ đi, cảm giác bất an kia mới biến mất. Nói cách khác, trên người Tả Giang Lê còn có thủ đoạn có thể uy hiếp đến sinh mệnh của hắn, điểm này Tiêu Phàm rất rõ ràng. Tiêu huynh, Tả Giang Lê đến nơi này nhất định là muốn chiếm lấy hồn hỏa để cường hóa, chúng ta không nên để cho hắn đạt được. Sở Khinh Cuồng đột nhiên ngưng tiếng nói.
Tiêu Phàm gật đầu, hắn biết rõ ý nghĩ đại trưởng lão chỉ là một sợi tàn hồn mà thôi, muốn không ngừng lớn mạnh, thì chỉ có cách thôn phệ sức mạnh linh hồn cường đại khác. Mà bên trong hồn hỏa ẩn chứa sức mạnh linh hồn vô cùng cường đại, cho nên hắn mới có thể tìm đến Khô Lâu quân chủ. Trọc Thiên Hồng, nuốt vào. Tiêu Phàm đột nhiên nhìn về phía Trọc Thiên Hồng, tiện tay ném cho hắn một đoàn hồn hỏa. Trọc Thiên Hồng há miệng hút vào, trực tiếp nuốt hồn hỏa xuống, sau một khắc, hắn một lần nữa biến về bản thể, khí tức vô cùng ngông cuồng từ trên người hắn tỏa ra. Gào, Trọc Thiên Hồng ngửa mặt lên trời gào thét, huyết vụ quanh thân càng ngày càng nồng nặc, một luồng khí lãng mạnh mẽ không ngừng tỏa ra tứ phương. Mấy người kiếm là bị luồng sức mạnh này đẩy lui mấy bước, kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm. Muốn đột phá, Tiếu Thiên Dương kinh ngạc nói. Sao có thể đơn giản như vậy? Tiêu Phàm lắc đầu, đứng im tại chỗ không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào Trọc Thiên Hồng, hắn hiện tại chỉ hy vọng Trọc Thiên Hồng có thể chịu đựng được đám oán khí này, giữ vững bản tâm. Khí thế kia không kém gì thiên thần rồi, Tiếu Thiên Dương cảm thán nói. Muốn đột phá thiên thần cảnh, nhất định phải có hai cái điều kiện, một là dung hợp mệnh cách và thần lực chi tinh, biến đổi thành thần cách, thứ hai là, vượt qua thần kiếp. Tiêu Phàm vẫn lắc lắc đầu nói. Sức mạnh hiện tại của Trọc Thiên Hồng có lẽ đã không kém gì thiên thần cảnh bình thường, dù sao hắn đã thôn phệ rất nhiều hồn hỏa của siêu việt thiên thần cảnh. Nhưng đột phá thiên thần cảnh không đơn giản như vậy, dung luyện thần cách cũng chỉ là một bước, bước thứ hai còn phải độ thần kiếp, chỉ khi độ thần kiếp thành công, mới có thể chân chính trở thành thiên thần cường giả. Công tử, ta muốn luyện hóa sức mạnh của những hồn hỏa này. Giọng nói khàn khàn của Trọc Thiên Hồng vang lên. Hắn đang cố gắng áp chế oán khí này đã đạt tới giới hạn có thể chịu được rồi. An tâm luyện hóa, những chuyện khác không cần quan tâm. Tiêu Phàm gật đầu, vung tay lên, trực tiếp đưa Trọc Thiên Hồng vào trong tiểu thiên địa. Sau đó Tiêu Phàm một lần nữa nhìn về phía xa, nhe răng cười nói, hẳn là còn mấy đầu vong linh quân chủ, mặc dù Trọc Thiên Hồng không cần, nhưng cũng không thể để cho người khác lấy được. Tiếng nói rơi xuống. Tiêu Phàm mang theo nhóm người kiếm la nhanh chóng lao về phía chân trời. Mấy ngày sau, một ngọn núi trụi lùi đột nhiên nổ tung, đất đá bay loạn, bụi bặm tràn ngập. Tả Giang Lê đứng lơ lửng trên không, sắc mặt vô cùng dữ tợn, lạnh giọng nói, đồ khốn Tiêu Phàm, dám đoạt hồn hỏa của ta, chờ bản tôn đoạt xá được nhục thân của ngươi, ta nhất định để ngươi sống không bằng chết, mang thần hồn ngươi đi điểm thiên đăng. Cũng khó trách Tả Giang Lê phẫn nộ như thế. Hắn vốn muốn thôn phệ tất cả hồn hỏa của vong linh quân chủ bên trong vong linh sát mộ, để linh hồn lực của hắn tăng lên. Nhưng hắn không nghĩ tới, những hồn hỏa của vong linh quân chủ này đã bị Tiêu Phàm đoạt đi, muốn để linh hồn lực mạnh lên, trong thời gian ngắn không phải tùy tiện có thể làm được. Thật lâu sau Tả Giang Lê mới bình tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn về chân trời, trong lòng thầm nói, lại để cho ngươi sống lâu thêm mấy ngày. Truyền thừa của thần vô tận phải là của bản tôn. Nhưng thần vô tâm, ngươi đừng khiến ta thất vọng, ta chờ xem các ngươi chó cắn chó. Giờ phút này, Tiêu Phàm đã chém giết một đầu vong linh quân chủ cuối cùng trong vong linh sát mộ, thu lại tất cả hồn hỏa. Công tử, ngươi xử lý hết tất cả vong linh quân chủ, có lẽ hiện tại Tả Giang Lê đang tức giận đến thổ huyết. Tiếu Thiên Dương cười to nói. Tiêu Phàm lại không cao hứng nổi, mấy ngày nay, trong lòng hắn càng ngày càng bất an. Hắn luôn có cảm giác có cái gì đang nhìn chằm chằm bản thân. Đi thôi, trước tiên xông qua cửa thứ 5 rồi tính. Tiêu Phàm hít sâu một cái, vong linh sát mộ này đối với phần lớn người là nguy hiểm, nhưng là chỉ cần không đụng với vong linh quân chủ, muốn vượt qua cũng không khó. Nhưng cửa thứ 5 lại không đơn giản như thế, cửa này mới là cửa ải khó xông qua nhất. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 99.